thiếu chủ, ngày mốt Điện Long Vương sẽ tổ chức đại hội ở Đế Đô. Hiện tại chủ các phân điện và thành viên cấp cao đang tiến về Đế Đô, chuẩn bị tham gia đại hội Long Vương. Tôi cũng nhận được thông báo đi Đế Đô, cho nên mới tới đây báo cho thiếu chủ. Tiếp theo nên làm thế nào? Khương Uyên nhìn Diệp Phàm nói. Đại hội Long Vương. Ánh mắt Diệp Phàm sáng lên, ông cứ đi tham gia như thường, đến khi đó gửi địa chỉ và thời gian tổ chức đại hội cho tôi là được, những thứ khác thì không cần phải quan tâm. Rõ. Khương Uyên gật đầu. Vụt. Đột nhiên, hai mắt Diệp Phàm nheo lại, hắn trực tiếp đi ra khỏi biệt thự. Lúc này, một ông già mặc thường phục đang đứng bên ngoài. Vị này gọi là Ninh Lão, bên cạnh người đàn ông mặc lễ phục thời nhà Thanh. U Ảnh đang đứng trước mặt ông ta, cơ thể không ngừng run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Phàm đi tới, hắn nhíu mày nhìn lão giả, ông là ai? Cậu rất giống với Diệp Thiên Long. Lão giả cảm khái nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe đối phương nói vậy, ánh mắt hắn khựng lại, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc ông là ai? Cậu không nên còn sống, cậu nên chết cùng với cha mình vào 18 năm trước. Lão giả thản nhiên nhìn Diệp Phàm. Lẽ nào ông chính là người đứng sau thiên phạt chi chủ? Nói, ông là ai? Diệp Phàm nhìn đối phương với vẻ mặt lạnh lẽo. Người chết không cần phải biết nhiều như vậy. Vừa nói ông ta vừa đi về phía Diệp Phàm. Trên người ông ta không hề tản ra bất kỳ hơi thở nào, điều này khiến Diệp Phàm sinh ra cảm giác nghẹt thở. Thậm chí lúc này, không khí xung quanh hoàn toàn ngưng động lại, ngay cả không gian cũng trở nên tĩnh lặng. Phút. Ngay sau đó, lão giả đứng ngay trước mặt Diệp Phàm, đánh một chưởng về phía hắn. Một chưởng này của ông ta nhìn có vẻ nhẹ nhàng vô lực, nhưng Diệp Phàm lại cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng sắp ập đến. Đòn tấn công của đối phương làm hắn lâm vào tình cảnh nguy nan. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, hắn vung quyền đánh trả, cứng đối cứng nghênh đón ông ta. Ầm. Hai đòn tấn công đối đầu giống như thiên thạch va vào nhau, truyền ra tiếng nổ lớn. Rắc rắc rắc. Mặt đất dưới chân bọn họ dần sụp đổ. U Ảnh, Nhị Hổ, Huyết Cơ đang nhìn chăm chú trận chiến giữa hai người, ánh mắt bọn họ lóe lên. Bịch bịch bịch. Sau khi đánh trả, cơ thể Diệp Phàm lui về sau ba bước, còn lão già kia liên tiếp lùi về phía sau, lão ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Thực lực của cậu lại ẩn sâu như vậy. Lão già mặc thường phục kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, quan sát đối phương. Thực lực của lão già này rất mạnh, ông ta là người khủng bố nhất mà Diệp Phàm gặp từ khi xuống núi. Nếu tối qua hắn không kịp thời dùng hỏa linh chi, phần lớn vết thương trong cơ thể được khôi phục thì sợ là không thể nào chống lại được đối phương. Đương nhiên, thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến trạng thái tốt nhất trước khi bị tên lửa tập kích, nếu không dưới đòn tấn công này, đối phương sẽ bị thương. Xem ra, ta và chủ công đều đánh giá thấp cậu rồi. Không hổ là con trai của Diệp Thiên Long. Cậu và Diệp Thiên Long năm đó đều yêu nghiệt như nhau. Lão già kia nhìn Diệp Phàm rồi lạnh giọng nói. Chủ công. Diệp Phàm nghe thấy đối phương xưng hô như vậy thì khựng lại. Trực giác nói cho hắn biết, chủ công mà đối phương nhắc tới chính là người giật dây phía sau thủ lĩnh thiên phạt, cũng là người hủy diệt nhà họ Diệp, hung thủ thật sự đã hại chết cha hắn. Chủ công của ông là ai? Nói ra thân phận của người đó, tôi có thể tha cho ông một mạng. Diệp Phàm nhìn lão giả vẻ mặt lạnh như băng, trên người hắn tản ra một cỗ khí tức khủng bố, khóa chặt đối phương, để ông ta không thể nào bỏ chạy. Cậu muốn biết chủ công của tôi là ai? Đợi cậu chết, lão già này sẽ nói cho cậu biết. Đối phương lên tiếng nói. Diệp Phàm vọt tới ngay lập tức, hắn vung quyền đánh về phía đối phương. Một quyền hắn đánh ra khiến không khí trực tiếp nổ tung, tiếng nổ đinh tai nhức óc làm gợn sóng khắp bầu trời. Lão già kia cũng vung hai tay, xung quanh có một luồng khí tức thần bí, ông ta làm một động tác tương tự như thái cực quyền để chống lại cú đấm của Diệp Phàm. Cú đấm của Diệp Phàm va chạm với đối phương, giống như đánh vào bịch bông, không hề có chút lực nào. Lão già kia đã hủy đi sức mạnh từ cú đấm, đồng thời nhanh như chớp đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Bịch! Trong nháy mắt, ông già kia đánh một chưởng lên người Diệp Phàm. Ánh mắt lão già hiện ra vẻ vui mừng, nhưng niềm vui còn chưa quá 3 giây, Diệp Phàm bỗng nhiên tóm lấy tay của ông ta, sau đó siết chặt nắm đấm, đánh ngược lại đối phương. Lần này Diệp Phàm đấm một quyền lên ngực ông ta,
truyền ra tiếng vang thật lớn. Khoảnh khắc bị Diệp Phàm túm lấy tay, lão đã nhận ra ý đồ của đối phương nhưng lại không kịp phản ứng. Răng rắc, đòn tấn công của Diệp Phàm đã đánh nát xương ngực của đối phương, cả cơ thể bị đánh bay ra ngoài, đập lên cửa biệt thự, miệng không ngừng nôn ra máu. Cú đấm này chính là nắm đấm giận dữ của Diệp Phàm, ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của hắn, vậy nên lão giả kia đã bị thương nặng, nếu đối phương không đủ mạnh thì có lẽ đã mất mạng. Khụ khụ. Lúc này, Diệp Phàm cũng ho khan một trận. Vừa rồi hắn chịu đòn tấn công của đối phương là để nắm bắt cơ hội, đánh lại một chưởng chí mạng. Cậu! Vẻ mặt của lão giả trắng bệch, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ khó coi. Ông ta không ngờ tên này vì để đối phó với mình mà tình nguyện dùng chiêu thức đồng quy vu tận, khiến cho lão bị thương. Diệp Phàm bước từng bước tới trước mặt ông ta, hắn nhìn chằm chằm đối phương với vẻ lạnh như băng. Vút! Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 10 cm, ánh mắt đối phương đột nhiên híp lại, một cỗ sức mạnh vô hình bắn ra, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Khi lực lượng vô hình này bộc phát, từng gợn sóng dao động trong hư không. Diệp Phàm nhíu mày, hắn ngạc nhiên nhìn chăm chăm đối phương. Trong phút chốc, sức mạnh vô hình của lão ta xông vào trong đầu Diệp Phàm, nhưng lại không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, Diệp Phàm vẫn đứng đó, không hề thay đổi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao có thể? Lão giả kia thấy cảnh tượng này thì thay đổi sắc mặt, ông ta nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể nào tin nổi. Thì ra là một vị thuật sĩ hệ tinh thần. Diệp Phàm hừ lạnh nhìn đối phương. Thuật sĩ chia thành rất nhiều hệ, ví dụ như am hiểu không chế sấm sét, đó gọi là thuật sĩ hệ lôi, điều khiển được băng tuyết là thuật sĩ hệ băng. Trong đó còn có một thuật sĩ đặc biệt cường đại, đó chính là thuật sĩ hệ tinh thần điều khiển sức mạnh tinh thần. Lực tinh thần là sức mạnh của linh hồn, đây là một lực lượng vô hình không thể nhìn thấy. Giống như những nhà thôi miên, bởi vì họ có tinh thần lực mạnh hơn người bình thường, nên mới có thể thôi miên đối phương. Nhưng mà những người này nhiều lắm chỉ được xem là có lực tinh thần mạnh hơn người thường, sau đó học thêm một số thủ thuật thôi miên, không tính là thuật sĩ hệ tinh thần. Thuật sĩ hệ tinh thần có thể dễ dàng khống chế thần trí của người khác, khiến cho người ta rơi vào ảo cảnh, mê hoặc đối thủ. Tất nhiên, họ cũng có thể điều khiển lực tinh thần của mình để tấn công đối thủ, khiến đối phương chết mà không biết. Vừa rồi, ông ta đã dùng sức mạnh tinh thần để tấn công Diệp Phàm. Đáng tiếc là không có bất kỳ hiệu quả nào. Thuật sĩ vốn đã ít, mà thuật sĩ hệ tinh thần càng hiếm hơn, 100 thuật sĩ cũng chưa chắc có lấy một người hệ tinh thần. Lão già trước mặt hắn không chỉ là một võ giả mà còn là thuật sĩ hệ tinh thần. Sao cậu có thể ngăn chặn được công kích tinh thần của ta? Lẽ nào cậu? Lão già ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không nói nhảm với ông ta, hắn nhanh chóng đánh một chưởng về phía đối phương. Đương nhiên hắn cũng không định giết chết ông ta, dù sao thì người này chính là chìa khóa để tìm ra hung thủ đằng sau vụ sát hại cha mẹ và cả gia đình hắn. Nhưng ngay lúc này, một tia sáng sắc lạnh nhanh chóng bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nheo mắt, hắn vung nắm đấm phá hủy tia sáng này. Ngay lập tức, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện, hắn hô lên với lão giả kia, Ninh lão, đi nhanh. Dứt lời, hắn ta lao tới chỗ Diệp Phàm. Muốn chết. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh xuống, ánh mắt hiện lên sát ý nhìn chằm chằm bóng người mặc đồ đen. Nhưng mà người này nhắm về phía Diệp Phàm không phải muốn chiến đấu, mà là chuẩn bị tự bạo. Tự bạo là cách mà võ giả muốn cùng chết với kẻ địch, thông qua nén sức mạnh trong cơ thể vô hạn, sau đó phát nổ trong nháy mắt, đạt được hiệu quả như lựu đạn nổ tung. Thực lực càng mạnh thì tự bạo uy lực càng đáng sợ. Mà người áo đen này là cường giả thiên cảnh. Nếu hắn tự bạo thì uy lực không thể xem thường. Cẩn thận, lùi về sau. Diệp Phàm thấy đối phương tự bạo thì hô lên. Ngay sau đó, cơ thể người mặc đồ đen nổ tung, năng lượng quét ra giống như bom hạng nặng phát nổ. Năng lượng đáng sợ đó đủ sức nuốt chửng căn biệt thự. Diệp Phàm dùng toàn bộ sức mạnh để ngăn cản năng lượng lan tràn, bảo vệ biệt thự của Sở Sở. Đợi khi năng lượng tự bạo tản đi, trước mặt Diệp Phàm đã xuất hiện một cái hố to. Người đàn ông mặc đồ đen đã chết, ngay cả mảnh vụn cũng không còn, lão giả kia thì nhân cơ hội chạy trốn. Thiếu chủ, cậu không sao chứ? Khương Uyên và U Ảnh hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên là không sao, cường giả thiên cảnh tự bạo không làm hắn bị thương được.
nhưng để cho lão giả kia chạy thoát khiến vẻ mặt Diệp Phàm rất khó coi. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Xuân Lan. Mười mấy phút sau, Xuân Lan đã tới trước mặt Diệp Phàm, cô cung kính gọi, thiếu chủ. Lập tức nói với Hoa Hồng Đỏ, dùng toàn bộ lực lượng của Bách Hoa Lâu, bất cứ giá nào cũng phải điều tra rõ lai lịch của tấm lệnh bài này. Diệp Phàm lấy ra tấm lệnh bài lục soát được từ Thiên Phạt đưa cho Xuân Lan. Rõ thưa thiếu chủ. Xuân Lan gật đầu rồi nhận lấy tấm lệnh bài. Thiếu chủ. Lúc này, Xuân Lan nhìn Diệp Phàm muốn nói rồi lại thôi. Sao vậy? Diệp Phàm hỏi Xuân Lan. Bởi vì trưởng sự và đại tiểu thư không có ở đây, bây giờ trong đế đô không ít thế lực đều muốn nhân cơ hội khống chế Bách Hoa Lâu. Phủ Đoạn Vương ở đế đô đã ra tối hậu thư, yêu cầu Bách Hoa Lâu trong vòng 7 ngày quy thuận Phủ Đoạn Vương, nếu không sẽ khiến cho Bách Hoa Lâu biến mất khỏi đế đô. Trưởng sự của các cô đâu? Cơ Như Yên đi đâu rồi? Diệp Phàm nhíu mày, trầm giọng hỏi. Không biết, trưởng sự đã biến mất đã nhiều ngày, đại tiểu thư cũng không có tin tức, hiện tại toàn bộ Bạch Hoa Lâu đều do Hồng cô nương khống chế. Xuân Lan đáp. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. Lúc trước Hoa Hồng Đỏ nói Cơ Như Yên có việc phải ra ngoài xử lý, việc của Bách Hoa Lâu tạm thời giao cho cô ta phụ trách. Khi đó, Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại cả Cơ Như Yên và trưởng sự của Bách Hoa Lâu đều biến mất, điều này không khỏi khiến cho Diệp Phàm nghi ngờ đã có chuyện xảy ra. Nhưng dù cho bọn họ có gặp chuyện hay không thì Bách Hoa Lâu này cũng là của thất sư phụ hắn, chưa tới phiên người ngoài làm chủ. Phủ Đoạn Vương. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên tia sắc lạnh, hắn nhìn Xuân Lan nói, tôi biết rồi, cô đi điều tra tấm lệnh bài này đi. Rõ. Xuân Lan gật đầu rồi rời khỏi. Chủ nhân. Lúc này, bóng dáng Đại Hổ xuất hiện. Đại Hổ, anh trở lại rồi. Diệp Phàm nhìn Đại Hổ nói, Đại Hổ, anh đi nội các ở đế đô. Đúng vậy thưa chủ nhân. Có thể bước vào nội các đế đô, xem ra thực lực Đại Hổ đã tiến bộ rất lớn. Nhưng mà bọn họ cứ thả anh đi vậy à? Lúc này, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì cái này, Đại Hổ lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng. Cái này, là gì? Diệp Phàm tò mò nhìn tấm lệnh bài. Đây là nhị sư phụ của chủ nhân đưa cho tôi, nói cái gì mà võ thần lệnh, lúc trước lấy ra tấm lệnh bài này nên người của nội các mới không dám ra tay với tôi. Nhị sư phụ của chủ nhân nói, sau này tấm lệnh bài này sẽ là của chủ nhân, nên mang theo bên mình, có thể sẽ có ích. Đại Hổ nói. Diệp Phàm nhận lấy vũ thần lệnh, ánh mắt lóe lên. Lần này lên núi, hai anh em các người được sư phụ dạy bảo. Thu được không ít lợi ích nhỉ? À đúng, thì âm thế nào rồi? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Cô Lâm được đại sư phụ đưa đi huấn luyện đặc biệt rồi. Đại Hổ đáp. Xem ra đại sư phụ rất vừa ý với thi âm. Diệp Phàm khẽ cười. Lúc này, điện thoại Diệp Phàm bỗng dưng reo lên. Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia là Tôn Tiểu Tiểu. Diệp Phàm, anh nhanh tới công ty, xảy ra chuyện rồi. Tôn Tiểu Tiểu sốt ruột nói. Vút. Nghe Tôn Tiểu Tiểu nói xảy ra chuyện, Diệp Phàm lập tức chạy tới tập đoàn Đường Thị. Lúc này ở ngoài cổng tập đoàn Đường Thị tụ tập một đám người bao vây nơi này tới mức con kiến cũng không chui lọt. Trong đại sảnh tầng 1 của công ty, một người phụ nữ nằm dưới đất, sắc mặt xanh tím, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng sùi bọt trắng. Bên cạnh cô ta có một người đàn ông vẻ mặt đau đớn, phẫn nộ chỉ Đường Sở Sở đứng trước mặt, gào lên. Mày trả mạng cho vợ tao, đồ hung thủ giết người này, người của Đường Thị bọn mày đều là hung thủ giết người. Chủ tịch Đường, cô muốn nói gì về chuyện bôi sản phẩm kem trị sẹo mới của Đường Thị khiến người ta trúng độc không? Chủ tịch Đường, sản phẩm mới của các cô có nhận được giấy chứng nhận phù hợp an toàn không? Chủ tịch Đường, một đám phóng viên cầm micro liên tục ép hỏi Đường Sở Sở, không hề cho cô có cơ hội nghỉ ngơi. Xung quanh còn có không ít camera quay chụp cô và phát sóng trực tiếp hiện trường. Chuyện này đã nhanh chóng dẫn tới một đợt sóng to gió lớn trên mạng, khiến cho vô số dân mạng chửi rủa Đường Thị. Giá cổ phiếu của Đường Thị liên tục giảm mạnh. Các vị, tôi cảm thấy vẫn là nên lập tức đưa người đến bệnh viện, tra rõ ràng nguyên nhân chúng độc trước. Nếu thật sự là vì kem trị sẹo của Đường Thị tôi gây ra, Đường Thị tôi nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm. Đường Sở Sở nhìn phóng viên có mặt, nói. Vợ tao chính là vừa bôi kem trị sẹo của bọn mày đã trúng độc, mọi người đều nhìn thấy, mày lại còn không thừa nhận. Người phụ nữ lòng dạ hiểm độc này, mày không được chết yên.
người đàn ông bên cạnh người phụ nữ trúng độc kia phẫn nộ chửi Đường Sở Sở. Bốp! Đột nhiên, một bàn tay vả lên mặt người đàn ông, khiến hắn ta ngẩn người. Còn dám nói lung tung về vợ tôi, cẩn thận cái mạng của anh. Diệp Phàm xuất hiện, nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Mày! Người đàn ông kia ôm má, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gào lên, mọi người mau đến mà xem, tập đoàn Đường Thị đánh người rồi. Câm miệng! Mặt Diệp Phàm đầy sát khí quát, sát khí kia trực tiếp chấn nhiếp người đàn ông không dám nói chuyện nữa. Anh Tiểu Phàm! Lúc này, Đường Sở Sở chen ra khỏi đám phóng viên, bước tới bên cạnh Diệp Phàm. Nơi này xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Hôm nay là ngày sản phẩm kem trị sẹo mới của Đường Thị công bố đưa ra thị trường, em đang mở buổi họp báo tin tức. Sau đó vợ chồng bọn họ đến nói muốn thử hiệu quả kem trị sẹo, vì hiệu quả tuyên truyền, nên em đã cho bọn họ thử, kết quả vợ hắn ta đang bôi kem trị sẹo thì chúng độc biến thành như vậy rồi. Đường Sở Sở nói giản lược. Ánh mắt Diệp Phàm liếc nhìn người phụ nữ nằm dưới đất, hắn ngồi xổm xuống, vung từng cây châm bạc đâm lên người cô ta. Mày làm cái gì? Không lẽ mày muốn giết người diệt khẩu à? Thấy Diệp Phàm đâm châm bạc vào vợ mình, người đàn ông kia lập tức ngăn cản, nói. Kết quả hắn ta vừa muốn ngăn cản, người phụ nữ đang hôn mê chợt ho khan, phun ra máu đen, rồi tỉnh lại. Tỉnh rồi. Thấy người phụ nữ kia tỉnh lại, phóng viên có mặt đều kinh ngạc nói. Vợ anh hoàn toàn không phải trúng độc vì bôi kem trị sẹo, mà là cô ta đã dùng một loại dược liệu có thể biểu hiện giống hiện trường trúng độc từ trước đó. Diệp Phàm nhìn người đàn ông này, lạnh lùng quát. Ngay sau đó, sắc mặt của người đàn ông và người phụ nữ đều thay đổi. Người đàn ông kêu lên, mày ăn nói lung tung cái gì? Rõ ràng là sản phẩm của bọn mày hại vợ tao trúng độc. Bây giờ, anh tốt nhất nên nói thật, nếu không. Cặp mắt của Diệp Phàm hiện lên sát cơ khiếp người, nhìn chằm chằm đối phương. Người đàn ông nhìn ánh mắt của Diệp Phàm, trong lòng run lên. Một sát ý khủng bố xâm nhập xương tủy, khiến cả người hắn ta rét lạnh, sinh ra cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có, giống như một giây sau sẽ bước vào địa ngục tử vong. Tôi nói. Người đàn ông này lập tức bị hù dọa, vội vàng nói, có người tìm chúng tôi, bảo chúng tôi ra vẻ bôi sản phẩm của công ty các người rồi giả vờ trúng độc, để bôi nhọ Đường Thị của các người. Đối phương còn cho tôi 30 vạn. Nghe vậy, các phóng viên có mặt đều giật mình. Tiên sinh. Lời anh nói đều là thật sao? Những phóng viên kia vội vàng hỏi người đàn ông. Là thật. Không tin các người có thể xem lịch sử đối phương chuyển khoản cho tôi, hơn nữa người kia còn là cậu ta. Trán người đàn ông đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nói, đồng thời ngón tay của hắn ta còn chỉ về phía một chàng trai để tóc dài, mặc đồ màu xám trong dòng người. Sau khi chàng trai bị chỉ, ánh mắt của mọi người có mặt đều tập trung trên người cậu ta. Bỗng chốc. Sắc mặt chàng trai thay đổi, muốn rời đi, kết quả lúc này một bàn tay ấn lên vai của cậu ta, khiến cậu ta không thể động đậy. Chủ nhân của bàn tay này chính là Diệp Phàm. Cậu muốn đi đâu? Diệp Phàm nhìn chàng trai, lạnh lùng nói. Anh! Chàng trai quay người nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đang định ra tay, nhưng phát hiện bản thân không thể động đậy. Soạt! Diệp Phàm trực tiếp xách đối phương đi ra ngoài. Các vị! Chuyện hôm nay chắc mọi người đều đã rõ ràng. Đây là có người cố ý hãm hại Đường Thị chúng tôi, vẫn mong các phóng viên truyền thông có mặt ở hiện trường có thể báo cáo một cách công bằng chính trực. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn phóng viên truyền thông, nói. Trong căn phòng của khách sạn nào đó ở Thiên Hải, một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở đây, ăn mặc như người cổ đại, trong mắt toát ra vẻ kiêu ngạo. Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt thanh niên này, nói với thanh niên. Tiểu thiếu gia, chiêu này của cậu đúng là lợi hại, giờ thì Đường Thị coi như xong đời rồi. Hừ, người phụ nữ kia dám từ chối cho tôi công thức của đan chú nhan và kem trị sẹo, vậy thì đừng trách tôi. Đợi công ty cô ta sắp sập, đến lúc đó chính là lúc cô ta đến cầu xin tôi. Thanh niên khinh thường, hừ nói. Tiểu thiếu gia, nếu lần này có thể lấy được công thức của hai sản phẩm này của Đường Thị, thì địa vị ở gia tộc chắc chắn sẽ tăng mạnh. Thậm chí đến lúc đó có khi sẽ có thể trực tiếp thay thế mấy thiếu gia khác trở thành người thừa kế của nhà họ Tôn. Người đàn ông trung niên nói với thanh niên. Ông đi liên lạc với A Dã, xem tình hình bên Đường Thị thế nào rồi. Thanh niên lạnh lùng nói. Vâng. Người đàn ông trung niên gật đầu.
Lúc ông ta chuẩn bị đi liên lạc, đột nhiên cửa phòng bị đánh ra, một chàng trai bay thẳng vào trong, đập lên tường, đó chính là chàng trai ở tập đoàn Đường Thị kia. A dã, cậu sao vậy? Thấy chàng trai, người đàn ông trung niên lập tức kêu lên, nhưng người kia đã tắt thở rồi. Xảy ra chuyện gì? Thấy vậy, người thanh niên cau mày. Lúc này, Diệp Phàm đã bước vào, trên người tỏa ra một sát khí lạnh băng, ánh mắt hắn liếc về phía thanh niên, thì ra chính là cậu giở trò sau lưng, ngáng chân vợ tôi. Anh là ai? Thanh niên kia nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt lạnh nhạt. Diệp Phàm không nói lời thừa thãi, trực tiếp đi về phía thanh niên kia. Đứng lại! Người đàn ông trung niên nói với Diệp Phàm, rồi tấn công về phía hắn. Người này là một cao thủ huyền cảnh tầng 9. Nhưng ông ta lại chẳng khác gì run rế trước mặt Diệp Phàm. Răng rắc! Diệp Phàm vừa vung tay đã bóp lấy cổ của người này, tiễn ông ta xuống địa ngục. Thấy người đàn ông trung niên kia bị giết, sắc mặt thanh niên chợt thay đổi, vô cùng khó coi. Tôi là thiếu gia của nhà họ Tôn Hạnh Lâm thế gia, anh dám đụng vào tôi thì chắc chắn sẽ phải chết. Thanh niên nhìn Diệp Phàm, chợt kêu lên. Thì ra là người của nhà họ Tôn. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nếu anh đã biết nhà họ Tôn, vậy. Thấy Diệp Phàm biết nhà họ Tôn, trong lòng thanh niên thả lỏng, nếu đã biết gia tộc của hắn ta, vậy chắc chắn đối phương sẽ không dám ra tay với hắn ta. Nhưng hắn ta còn chưa thả lỏng được nửa giây, Diệp Phàm đã bóp họng, bẻ gãy cổ hắn ta tại chỗ. Tiểu thiếu gia nhà họ Tôn này trợn to mắt nhìn Diệp Phàm, chết không nhắm mắt. Chọc vào vợ ta, thì chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vung tay, tùy tiện vứt xác của tiểu thiếu gia nhà họ Tôn này ở dưới đất, rồi rời đi. Sau đó, Diệp Phàm trở về Đường Thị, nhìn Đường Sở Sở, sự việc xử lý xong chưa? Đã xử lý xong rồi, chuyện lần này đúng lúc làm một đợt tuyên truyền miễn phí cho kem trị sẹo. Đúng rồi anh Diệp Phàm, bên anh cha rõ ràng là ai đứng sau sai khiến chưa? Đường Sở Sở hỏi. Diệp Phàm kể lại ngắn gọn. Người kia, em nhớ ra rồi, lúc trước hắn ta có đến Đường Thị, muốn mua công thức của đan chú nhan và kem trị sẹo, nhưng bị em từ chối. Không ngờ hắn ta lại âm thầm làm ra loại chuyện này. Đường Sở Sở nói. Về sau gặp loại người này không cần khách sáo, đỡ cho bọn họ cứ tưởng Đường Thị dễ bắt nạt. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ừ. Đường Sở Sở gật đầu. Đúng rồi Sở Sở, ngày mai có thể anh phải đến Đế Đô một chuyến. Diệp Phàm nói. Đế Đô. Ừ, anh phải đi giải quyết một số chuyện. Diệp Phàm nói. Em vốn định tìm thời gian đến Đế Đô, bố trí phát triển Đường Thị ở Đế Đô, dù sao Đế Đô cũng là thủ đô của Long Quốc, sức ảnh hưởng và lực bức xạ của nó không có quận thành nào có thể so sánh. Đường Thị muốn trở thành tập đoàn hàng đầu Long Quốc, vậy nhất định phải có mảnh đất của mình. Nếu anh Tiểu Phàm muốn đến Đế Đô, vậy em sẽ nhân cơ hội này đi cùng anh. Đường Sở Sở nói thẳng. Sản phẩm mới này của em vừa đưa ra thị trường, có đi được không? Diệp Phàm lo lắng. Không sao, ở đây có cha em, bây giờ ông ấy là phó chủ tịch công ty, phụ trách một phần nghiệp vụ. Có ông ấy ở đây, sẽ không sao đâu. Đường Sở Sở mỉm cười nói. Được. Diệp Phàm gật đầu. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Khu biệt thự Tử Kinh. Diệp Phàm, Đường Sở Sở, và cả Huyết Cơ đang ăn cơm, hắn nói với Huyết Cơ, ngày mai tôi phải đến Đế Đô với Sở Sở, cô có sắp xếp gì không? Các anh đi đâu, thì tôi theo đó. Huyết Cơ nói thẳng. Cô vẫn chưa định về nhà à? Diệp Phàm nhìn Huyết Cơ, cô ta liếc nhìn hắn, hỏi, anh là đang chê tôi sao? Huyết Cơ, anh Tiểu Phàm không phải có ý này, cô đừng để ý. Đường Sở Sở vội vàng nói. Huyết Cơ còn muốn nói gì, nhưng đột nhiên cau mày, đứng bật dậy đi ra bên ngoài. Anh Tiểu Phàm, Huyết Cơ sao vậy? Đường Sở Sở sửng sốt. Không sao, em ăn trước đi. Diệp Phàm cũng đứng dậy, đi ra bên ngoài. Trong sân của căn biệt thự này, Đại Hổ, Nhị Hổ và U Ảnh đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bốn người đang đứng trước mặt. Bốn người này đều mặc áo choàng có mũ màu đỏ máu, lộ ra khuôn mặt vừa tái nhợt vừa lạnh lẽo, vào ban đêm trông càng dọa người hơn. Lúc này Huyết Cơ bước ra, ánh mắt của bốn người này đều nhìn về phía cô ta. Thánh nữ. Chúng tôi nhận lệnh đến đây để đón thánh nữ về. Một trong bốn người nhìn Huyết Cơ nói. Tuân lệnh, lệnh của ai?
Huyết Cơ lạnh lùng nói. Việc này thánh nữ không cần quan tâm, xin thánh nữ theo chúng tôi về, huyết tộc đang chờ thánh nữ. Người đó lại nói tiếp. Chờ tôi. Chờ để loại bỏ tôi. Huyết Cơ lạnh lùng nói. Khi Huyết Cơ nói những lời này, vẻ mặt của bốn người hơi thay đổi, người đàn ông đó lên tiếng nói, thánh nữ đã lo lắng quá nhiều rồi, người là thánh nữ của huyết tộc, ai dám ra tay với người. Đó là kẻ thù của huyết tộc, ai cũng có thể tiêu diệt. Thật sao? Vẻ mặt của Huyết Cơ lạnh lẽo, cơ thể cô ta biến mất ngay lập tức. Biểu cảm của bốn người đều thay đổi, vẻ mặt cảnh giác. Một giây tiếp theo, Huyết Cơ xuất hiện trước mặt bốn người, tung móng vuốt ra. Bùm! Cả bốn người đều biến đổi, hiện ra hình dạng thực sự của huyết tộc, bộc phát lực lượng áp đảo để chống lại sự công kích của Huyết Cơ. Móng vuốt của Huyết Cơ va chạm trực tiếp với đòn tấn công của bốn người này. Đột nhiên, cả bốn người bay ra ngoài, miệng nôn ra máu, ngã xuống đất và bị thương nặng. Huyết Cơ lạnh lùng đi về phía bọn họ. Thánh nữ, tha mạng. Bốn người nhìn Huyết Cơ với vẻ mặt sợ hãi. Quay về nói với chủ nhân sau lưng các người biết, tôi biết rõ hắn ta muốn làm gì. Cho dù có giết tôi, hắn ta cũng không thể ngồi lên vị trí huyết hoàng được. Cút! Huyết Cơ lạnh lùng hét lên. Lập tức bốn người lăn lộn bỏ đi. Thì ra cô không quay về huyết tộc là vì có người trong huyết tộc muốn giết cô. Diệp Phàm bước ra ngoài, nhìn Huyết Cơ cười nói. Lý do trước đây tôi bị mất trí nhớ là do tôi bị những người trong tộc huyết tộc mưu hại. Một số người muốn giết tôi để kiểm soát toàn bộ huyết tộc. Đúng là không biết bản thân mình ở đâu. Huyết Cơ khinh thường nói. Bây giờ trong thánh điện này, người của huyết tộc đều muốn giết cô, xem ra sau này giữ cô ở bên cạnh sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Diệp Phàm bĩu môi nói. Anh sợ à? Huyết Cơ nhìn Diệp Phàm. Tôi có gì phải sợ chứ, chỉ là việc này vốn không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi lại vô tội bị kéo vào rắc rối. Cô nói có bất công không? Diệp Phàm lắc đầu. Anh đã là kẻ thù không đội trời chung của Thánh Điện, nếu không có tôi, Thánh Điện sẽ không bỏ qua cho anh. Về phần huyết tộc, nếu không phải tôi, anh đã đối đầu với bọn họ từ khi ở Great Britain rồi. Huyết Cơ lạnh lùng nói. Tôi vẫn cảm thấy bị thiệt thòi. Diệp Phàm cười đùa. Vậy thì giao tôi cho anh có dám không? Huyết Cơ nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Cô, làm tỳ nữ cho tôi cũng được. Diệp Phàm đánh giá Huyết Cơ từ trên xuống rồi nói. Lời nói của hắn khiến Huyết Cơ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng. Cô ta là thánh nữ của huyết tộc, mà trong mắt Diệp Phàm chỉ có thể làm tỳ nữ, đúng là làm nhục người khác quá. Nếu là người khác, Huyết Cơ nhất định sẽ xé hắn thành từng mảnh. Nhưng người này là Diệp Phàm, ngay cả Huyết Cơ cũng chỉ có thể chịu đựng. Ai bảo đối phương làm người có ơn cứu mạng của mình. Hơn nữ cô ta cũng chưa chắc đánh bại được anh chàng này. Lúc này, một loạt bóng người lại xuất hiện. Bước chân của bọn họ nhẹ nhàng, bước trên mặt đất mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thậm chí là hơi thở trên cơ thể bọn họ cũng hoàn toàn thu hẹp, khiến người khác không thể phát hiện được. Các người là ai? Diệp Phàm liếc nhìn nhóm người này. Long tỷ đang ở trên người cậu phải không? Một người đàn ông dẫn đầu nhóm này nhìn Diệp Phàm, nghiêm túc nói. Đến vì Long tỷ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đúng vậy, giao Long tỷ ra đây. Nó không thuộc về cậu. Người đàn ông nhìn Diệp Phàm hét lên. Nó không thuộc về tôi, không lẽ thuộc về ông à? Diệp Phàm cười khẩy nói. Lên. Nghe Diệp Phàm nói vậy, người đàn ông ngừng nói nhảm mà ra lệnh một tiếng, tất cả những người phía sau đều lao về phía Diệp Phàm. Nhóm người này đều đã bước vào thiên cảnh, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. Động tác nhanh như chớp. Diệp Phàm chưa kịp ra tay thì đại hổ và nhị hổ đã lao ra ngoài. Bọn họ tung nắm đấm một cách điên cuồng, trực tiếp đánh cả đám người này bay ra ngoài. Đám người này đều là cường giả thiên cảnh, còn chưa kịp tiếp cận cơ thể của Diệp Phàm, toàn bộ đã bị đại hổ và nhị hổ đánh bay ra ngoài. Tôi không quan tâm các người là ai, nhưng Long tỷ đã thuộc về tôi, thì nó là của tôi, muốn cướp đồ trong tay tôi. Vậy thì phải xem mạng của các người có đủ cứng hay không. Diệp Phàm nhìn đám người này, kiêu ngạo hét lên. Nói xong hắn xoay người đi vào biệt thự. Đám người này nằm trên mặt đất, vẻ mặt rất khó coi. Với thân phận và thực lực của bọn họ, lại bị người ta đánh bại chỉ trong một giây, chuyện này là một sự nhục nhã đối với bọn họ. Thưa ngài, chúng ta nên làm gì bây giờ?
một người trong số bọn họ hỏi người vừa nói lúc nãy. Trở về báo cáo với tộc trưởng rồi nói. Người đàn ông nói với vẻ mặt u ám. Trong lúc đó, tại một lầu gác cổ kính, người đàn ông mặc mãng bào đứng đó với khuôn mặt u ám, một lão giả ăn mặc bình thường đi tới. Lễ phục của quan lại thời nhà Thanh. Vết thương của Ninh lão sao rồi? Người đàn ông hỏi thăm. Cảm ơn chúa công đã quan tâm, đã không còn đáng ngại nữa. Lần này là lão bất tài, không những không bắt được thằng nhóc kia, còn khiến gia tộc mất đi một cao thủ. Lão giả ăn mặc bình thường nói xin lỗi. Ninh lão không cần phải tự trách mình, tên này cường đại đến mức không ai trong chúng ta ngờ tới. Chúng ta lại một lần nữa đánh giá thấp hắn, sợ là trong mười vài năm qua, tên này đã nhận được sự chỉ dạy của cao nhân thực sự. Người đàn ông mặc mãng bào thấp giọng nói. Chúa công, chẳng lẽ là Diệp Thiên Long đang bí mật dạy hắn sao? Lão giả ăn mặt bình thường đột nhiên nói. Ninh lão cũng cho rằng bây giờ ông ta chưa chết. Người đàn ông mặc mãng bào nói. Người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến có thể nuôi dưỡng một thiên tài quái vật như vậy chính là ông ta. Mặc dù thực lực của ông ta đã bị phế, nhưng việc nuôi dưỡng một thiên tài không phải là vấn đề. Đôi mắt của lão giả ăn mặc bình thường lóe lên. Có lẽ không phải là ông ta, mà là một người khác. Đôi mắt của người đàn ông mặc mãng bào lóe lên ánh sáng thâm thúy. Vậy thì chúa công, ngài định làm gì tiếp theo? Ngay lập tức, lão giả ăn mặc bình thường hỏi. Thực lực của thằng nhóc này mạnh như vậy, để người khác đến đối phó với hắn đi, chúng ta ngồi không hưởng lợi. Chúa công muốn mượn đao giết người. Đúng vậy, nếu thân phận của hắn lộ ra ngoài, sẽ có rất nhiều người sẽ muốn giết hắn. Người đàn ông mặc mãng bào bình tĩnh nói. Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay. Lão giả ăn mặc bình thường gật đầu. Bên phía Tranh Vanh thế nào? Đột nhiên, người đàn ông mặc mãng bào hỏi. Bên phía thiếu chủ chưa có tin tức gì, nhưng mà thiếu chủ có thiên phú phi thường, lại sở hữu thể chất vô thượng, đồng thời còn được các chuyên gia tự mình dạy dỗ, bây giờ thực lực đã đạt đến tình trạng khiến thế giới phải kinh ngạc. Nếu thiếu chủ trở về, nhất định sẽ trở thành người số một của thế hệ trẻ, ngay cả Diệp Phàm kia cũng không thể so sánh được. Lão giả ăn mặc bình thường nói. Ông gửi giọt máu đó cho Tranh Vanh. Người đàn ông mặc mãng bào đột nhiên nói. Lão giả ăn mặc bình thường giật mình nói, chúa công, ngài. Năm đó tôi đã thua ông ta, lần này con trai tôi sẽ không bao giờ thua con trai ông ta. Người đàn ông mặc mãng bào hét lên với một khuôn mặt lạnh lùng. Vâng, lão giả ăn mặc bình thường gật đầu. Ở một nơi khác, người đàn ông đứng phía sau Sở Hà lẩm bẩm, súng đạn tấn công cũng không chết, thú vị thật. Có vẻ như đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi. Người đàn ông này suy ngẫm cười một cái, đôi mắt của hắn ta tỏa ra ánh sáng tà ác kỳ quái, khiến người khác chỉ cần nhìn thôi đã nảy sinh cảm giác lo lắng và sợ hãi. Hạnh Lâm giới, nhà họ Tôn. Con trai. Tôn Thiên Thành gia chủ nhà họ Tôn nhìn thi thể con trai út, ông ta quỳ xuống ôm lấy cậu con trai kêu lên thảm thiết. Những thành viên khác trong nhà họ Tôn đều đứng ở đây, vẻ mặt ai cũng u ám, rất khó coi. Nhà họ Tôn là một gia tộc nhiều thế hệ ở Hạnh Lâm giới, truyền thừa nhiều năm như vậy, ai dám làm kẻ địch của bọn họ ở Hạnh Lâm giới. Bây giờ cậu út của nhà họ Tôn bị người ta giết chết, đây chắc chắn là một sự khiêu khích trắng trợn đối với nhà họ Tôn. Gia chủ, chúng ta không được bỏ qua chuyện này. Nếu không, nếu tin đồn lan ra, nhà họ Tôn của chúng ta làm sao có chỗ đứng trong Hạnh Lâm giới. Lúc này, một người quản lý cấp cao của nhà họ Tôn nói với Tôn Thiên Thành. Truyền lệnh của tôi muốn nhà họ Đường hoàn toàn biến mất khỏi Long Quốc, đồng thời lập tức tìm ra kẻ đã sát hại con trai tôi. Dám làm kẻ thù của nhà họ Tôn, tôi sẽ cho hắn biết nhà họ Tôn lợi hại như thế nào. Tôn Thiên Thành lạnh lùng hét lên. Vâng, người nhà họ Tôn có mặt ở đây lần lượt trả lời. Trong chớp mắt, một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, Diệp Phàm và Đường Sở Sở thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra sân bay. Nhưng ngay khi bọn họ rời khỏi biệt thự, từng chiếc xe của quân đội lao nhanh về hướng này rồi dừng lại trước mặt bọn họ. Cộc cộc cộc, một nhóm binh sĩ được trang bị vũ khí bước xuống xe, đứng trước mặt đám người Diệp Phàm, toát ra khí thế sắc bén. Sau đó, một người đàn ông đầu đinh khoảng 30 tuổi bước xuống từ xe quân đội, người này mặc quần áo gọn nhẹ, vẻ mặt lãnh khốc. Đôi mắt của hắn ta giống như mắt hổ, sáng ngời như muốn ăn thịt người khiến người ta sợ hãi.
cậu là đệ tử của Tiêu Thiên Sách. Người đàn ông đầu đinh nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Anh là ai? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Cậu là người giết Dương Thiên Hổ. Người đàn ông lạnh lùng nói. Thì sao, đến để trả thù cho ông ta à? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Dương Thiên Hổ cũng không phải người cậu muốn giết là giết. Cậu giết ông ta, sẽ có người không vui. Cho nên bây giờ cậu nhất định phải đi theo tôi một chuyến. Người đàn ông nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Việc ai vui hay không thì liên quan gì đến tôi. Cút đi, đừng làm trễ chuyến bay của tôi. Diệp Phàm không hề lịch sự hét lớn. Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, một tay nắm lấy vai Diệp Phàm. Bang! Diệp Phàm giơ chân lên đá vào ngực đối phương, đá anh ta bay ra ngoài, đập vào xe quân đội, lực lượng khổng lồ đánh lật cả xe quân đội. Phụt! Người đàn ông nằm trên đất nôn ra máu, những binh sĩ khác đang định bắn Diệp Phàm, nhưng Đại Hổ và Nhị Hổ đã tung nắm đấm ra, đánh bay toàn bộ binh sĩ ra ngoài. Đi thôi! Đoàn người của Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi đây. Người đàn ông đầu đinh nôn ra máu, lấy điện thoại di động ra gọi cho một mã số. Đế đô, trong sân nhà nào đó, ở đây có một lão giả đang tưới nước cho từng chậu hoa. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước nhanh đến, đứng trước mặt lão giả nói, tôn chủ, chiến lỗi gửi tin nhắn đến nói, anh ta bị thằng nhóc kia giết trong chớp mắt. Kẻ có thể giết chiến lỗi trong chớp mắt, có vẻ thực lực của kẻ này mạnh hơn chúng ta nghĩ. Lão giả nói, tôi còn điều tra được, kẻ này đã mua vé máy bay đến đế đô, hắn muốn đến đế đô. Người đàn ông trung niên nói, đến đế đô, vậy thì tốt quá. Sắp xếp thời gian, tôi muốn gặp thằng nhóc này. Lão giả mỉm cười, tôn chủ muốn gặp hắn, chuyện này sao có thể xảy ra, với thân phận của hắn, hắn không có tư cách gặp tôn chủ. Người đàn ông trung niên kinh ngạc, hấp tấp nói, cứ sắp xếp đi. Lão giả thờ ơ nói, vào lúc này tại chiến bộ, Long Chiến Thiên nghe quân đao báo cáo, cậu ta đến đế đô. Xem ra đế đô rất nhanh sẽ không còn yên ổn nữa. Hy vọng thằng nhóc này biết kiềm chế một chút, đừng gây ra rắc rối lớn cho tôi. Đế đô là đất của vua, nếu chọc ra lỗ hỏng gì, thì sẽ rất phiền phức. Long Chiến Thiên vẻ mặt lo lắng nói. Quân đao, chú ý thật kỹ hành động của cậu ta, dù cậu ta làm gì ở đế đô, mọi lúc mọi nơi đều phải báo cáo cho tôi. Long Chiến Thiên thấp giọng nói. Dạ, quân đao gật đầu. Mà lúc này trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Sở Thị, Sở Cửu Ca đứng trước cửa sổ sát đất nhìn khung cảnh bên ngoài đế đô, lẩm bẩm một mình, cuối cùng thì anh cũng đến à. Trụ sở Bách Hoa Lâu ở đế đô. Vào lúc này, một lượng lớn người ùa vào đuổi hết khách trong Bách Hoa Lâu ra ngoài. Các người là ai? Muốn làm gì? Hoa Hồng Đỏ bước ra ngoài, lạnh lùng nhìn đám người rồi hét lên. Đoàn Vương ra cho mời tiểu thư Hoa Hồng Đỏ đến phủ Đoàn Vương một chuyến. Một người đàn ông khoảng 50 bước vào, nhìn Hoa Hồng Đỏ nói. Đoàn Vương ra. Hoa Hồng Đỏ nhíu mày. Trước đó phủ Đoàn Vương đã ra tối hậu thư, yêu cầu Bách Hoa Lâu phải đầu hàng phủ Đoàn Vương trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ đối phương lại đột nhiên mời Hoa Hồng Đỏ đến Vương Phủ, rõ ràng là người đến không có thiện chí. Vương Phủ đâu phải là nơi một người phụ nữ bình thường có thể đi vào, Đoàn Vương gia có chỉ dẫn gì cứ nói đừng ngại. Tôi sẽ không đến Vương Phủ. Hoa Hồng Đỏ lịch sự từ chối. Vương gia mời cô mà cô dám từ chối. Cô thật to gan. Vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng, nhìn Hoa Hồng Đỏ hét lên. Tôi. Vương gia nói nếu cô không đi thì Bách Hoa Lâu không cần tồn tại nữa. Người đàn ông lạnh lùng hét lên. Ông ta vừa dứt lời, hơn 1.000 người đứng bên cạnh trực tiếp giơ vũ khí chĩa vào người của Bách Hoa Lâu. Người Bách Hoa Lâu cũng cầm vũ khí, tư thế thấy chết không sờn. Hoa Hồng Đỏ thấy vậy, nhíu mày nói, Vương gia đã mời, vậy thì tôi đi. Chị Hồng, mấy người quản lý cấp cao của Bách Hoa Lâu nghe Hoa Hồng Đỏ đồng ý đến phủ Đoàn Vương vội vàng nói. Sau khi tôi đi, các người lập tức giấu đi toàn bộ lực lượng nòng cốt của Bách Hoa Lâu, nếu tôi có chuyện gì, lập tức liên hệ với thiếu chủ. Hoa Hồng Đỏ nói với bọn họ. Nói xong. Cô ta đi theo đám người rời khỏi Bách Hoa Lâu, đi về hướng phủ Đoàn Vương. Bên ngoài sân bay quốc tế Đế Đô, đám người Diệp Phàm, Đường Sở Sở, Huyết Cơ, Tôn Tiểu Tiểu, Đại Hổ, Nhị Hổ, U Ảnh đi ra. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Phàm vang lên.
Hắn vừa nghe máy vừa nhíu mày. Làm sao vậy, anh Tiểu Phàm? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm dò hỏi. Không có việc gì, anh muốn đi xử lý chút chuyện, mọi người qua khách sạn trước đi, khi nào anh xong việc sẽ qua đó tìm mọi người. Diệp Phàm nói thẳng. Chủ nhân, có muốn chúng tôi đi với ngài không? Đại Hổ dò hỏi. Không cần, các anh bảo vệ Sở Sở cho tốt là được. Diệp Phàm lắc đầu. Hắn trực tiếp chạy tới phủ Đoàn Vương. Vừa rồi Diệp Phàm nhận được điện thoại của Xuân Lan, báo cho hắn biết hoa hồng đỏ đã bị người của phủ Đoàn Vương mang đi một giờ trước. Bốn cuộc này đã gọi cho hắn từ sớm, chỉ là lúc nãy hắn vẫn đang trên máy bay nên không thể nghe điện thoại. Cùng lúc đó, trong phủ Đoàn Vương, Đoàn Thiên Đức một trong bát vương Long Quốc, đang ngồi trong sảnh chính, uống trà. Lúc này Thế tử phủ Đoàn Vương bước nhanh tới, nói với cha mình, thưa cha, người phụ nữ kia thật cứng miệng, nghiêm hình tra tấn hơn nửa giờ rồi mà vẫn là không chịu khuất phục chúng ta. Nếu đã như vậy, không cần tiếp tục dùng hình với cô ta nữa. Con lập tức triệu tập tất cả lực lượng, trước bắt toàn bộ người của Bách Hoa Lâu lại cho ta, nhất là lực lượng tình báo của Bách Hoa Lâu, cần phải bắt toàn bộ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn. Còn nữa, trong Bách Hoa Lâu có tình báo các, trong các chứa đựng rất nhiều tin tức tình báo về các thế lực lớn trong Long Quốc, đó là tin tức tình báo liên quan đến vô số quan viên, con hãy tìm nó mang về đây. Đoàn Thiên Đức nhìn con trai mình nói. Vâng. Đoàn Thế Tử gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chỉ là lúc Đoàn Thế Tử dẫn người chuẩn bị ra khỏi Vương Phủ đến Bách Hoa Lâu thì Diệp Phàm xuất hiện trước cửa phủ Đoàn Vương. Là mày. Đoàn Thế Tử nhìn Diệp Phàm, sắc mặt biến đổi, khiếp sợ. Các anh đang muốn đi đâu thế? Diệp Phàm nhìn Đoàn Thế Tử lạnh lùng nói. Thằng nhãi, bây giờ tao không có thời gian nói nhảm với mày, cút ngay. Đoàn Thế Tử hét lớn với Diệp Phàm. Bộp. Đột nhiên, Diệp Phàm đưa tay, bóp cổ Thế Tử của phủ Đoàn Vương rồi nhấc lên. Buông Thế Tử ra. Đám hộ vệ phủ Đoàn Vương nhìn Diệp Phàm tóm lấy Thế Tử của bọn họ, mày mày biến sắc lập tức hét lên. Diệp Phàm xách Đoàn Thế Tử đi vào phủ Đoàn Vương, đám hộ vệ kia vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhưng bởi vì Thế Tử nằm trong tay hắn nên đám hộ vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể tùy ý Diệp Phàm bước vào trong phủ Đoàn Vương. Đoàn Thiên Đức biết chuyện, chạy vội từ trong sảnh chính chạy ra. Con trai. Khi Đoàn Thiên Đức nhìn con mình bị Diệp Phàm bóp cổ, mặt mày biến sắc, hét lớn. Mày là người phương nào? Lại dám động đến con tao? Lập tức thả con tao ra, nếu không bổn vương chắc chắn băm vằm mày ra thành trăm nghìn mảnh. Đoàn Thiên Đức nhìn Diệp Phàm giận dữ quát lên. Hoa hồng đỏ đâu? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mày là người của Bách Hoa Lâu. Nghe Diệp Phàm hỏi vậy, Đoàn Thiên Đức nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hoa hồng đỏ đâu? Diệp Phàm dùng sức nắm chặt tay bóp cổ Đoàn Thế Tử, đối phương ngay lập tức cảm thấy hít thở không thông. Đừng làm hại con tao. Người đâu, mang hoa hồng đỏ ra đây. Đoàn Thiên Đức biến sắc, vội vàng kêu lên. Rất nhanh sau đó, hoa hồng đỏ bị hai người áp giải đi ra. Hoa hồng đỏ bây giờ toàn thân đầy thương tích, vết thương chồng chất, quần áo rách dưới, hiển nhiên là bị tra tấn rất nặng. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Phàm lạnh lẽo, trong mắt lóe lên sát khí. Răng rắc, hắn bóp nát cổ họng Đoàn Thiên Đức. Con trai, Đoàn Thiên Đức nhìn con trai mình bị giết, sắc mặt đại biến, hét lớn. Người của phủ Đoàn Vương đều lộ vẻ mặt khó có thể tin đây khi nhìn thấy Thế Tử cứ vậy chết đi. Lại có người dám giết con của vương gia, kẻ đó không muốn sống nữa ư. Diệp Phàm bóp nát cổ họng tên Thế Tử, sau đó ném thẳng thi thể hắn ta ra ngoài. Đoàn Thiên Đức vội vàng phóng tới bên thi thể con trai mình, ôm chặt con mình rồi hét lên. Diệp Phàm đi tới chỗ hồng hoa đỏ, đánh bay hai người áp giải cô ta ra ngoài, đỡ lấy đối phương. Hoa hồng đỏ. Diệp Phàm nhìn hoa hồng đỏ kêu lên. Thiếu, thiếu chủ. Hoa hồng đỏ mở mắt, nhìn Diệp Phàm, cực kỳ suy yếu kêu lên. Diệp Phàm vung lên một cây châm bạc đâm vào người hoa hồng đỏ, giúp cô ta ổn định thương thế, để khí tức dần dần ổn định lại. Tên khốn kiếp! Mày phải chết! Lên cho ta, giết chết hắn! Đoàn Thiên Đức ôm thi thể con trai, vẻ mặt dữ tợn, giọng như muốn nứt toạc ra hét lên với Diệp Phàm. Đoàng đoàng đoàng! Lúc này súng ống trong tay đám hộ vệ phủ Đoàn Vương điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm chẳng thèm bận tâm đến những viên đạn đang lao nhanh đến kia, tiếp tục trị liệu cho Hồng Hoa Hồng. Ngay khi những viên đạn này cách Diệp Phàm nửa mét, toàn bộ dừng lại. Lập tức, những viên đạn này bị một nguồn sức mạnh thần bí trùng kích, tất cả quay về theo đường cũ, lao nhanh về phía những hộ vệ vừa bắn súng kia. Phập phập phập. Trong phút chốc, toàn bộ đám hộ vệ đó chết thảm dưới viên đạn mình bắn ra. Cảnh tượng này khiến tất cả người trong phủ Đoàn Vương khiếp sợ, những hộ vệ còn lại bị dọa đến mức không dám ra tay. Lên cho ta, giết hắn, bổn vương ban thưởng 1.000 vạn. Đoàn Vương giận dữ hét lên, trong mắt tràn ngập sát khí nồng đậm. Lời ông ta vừa nói khiến những sự sợ hãi trong lòng những hộ vệ kia bị tiền tài kích động đã bay sạch không còn sót lại chút gì. Bọn họ lao về phía Diệp Phàm, coi hắn như cái cây hái ra tiền. Giờ phút này, toàn bộ cao thủ võ đạo được Đoàn Vương mời chào đồng thời xuất hiện, bộc phát ra uy thế khủng bố, xông tới chỗ Diệp Phàm. Trong những người này, cao thủ cấp bậc nhân cảnh, huyền cảnh đều có đủ, trong đó còn có mấy chục cường giả cấp bậc địa cảnh. Cút! Mặt mày Diệp Phàm lạnh lẽo như băng, hắn quát lên. Theo tiếng quát của hắn, một nguồn sức mạnh khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành sóng xung kích vô hình đánh những người đó. Toàn bộ mấy trăm hộ vệ và cao thủ võ đạo của phủ Đoàn Vương bị đánh bay ra ngoài, từng người nện trên mặt đất, điên cuồng hộc máu, lập tức tắt thở. Đợt sóng này trôi qua, những cao thủ hộ vệ của phủ Đoàn Vương trên cơ bản đều chết gần hết, chỉ còn lại có mấy vị cao thủ địa cảnh tầng 5 trở lên bảo vệ bên người Đoàn Thiên Đức. Người đâu lên cho tôi, giết hắn. Đoàn Thiên Đức kêu lên với mấy người này. Vương gia, thực lực của người này rất mạnh, chúng tôi sợ là không phải là đối thủ của hắn. Mấy người này vẻ mặt nặng nề nói. Lúc này, Diệp Phàm đã trị liệu xong thương thế của Hoa Hồng Đỏ, hắn đặt đối phương sang một bên, nhìn chăm chú Đoàn Thiên Đức, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, đi tới. Mày muốn làm gì? Đây là Đoàn Vương gia. Mấy vị cao thủ địa cảnh nhìn Diệp Phàm đi tới, vẻ mặt sợ hãi vội vàng kêu lên, trán đổ mồ hôi hột. Phụt! Phụt, phụt. Diệp Phàm vung ra đoạn kiếm màu đen lên, ném thẳng về phía trước. Mấy vị cao thủ địa cảnh này không kịp phản ứng, toàn bộ bị Diệp Phàm cắt cổ, từng người một trợn tròn mắt ngã xuống đất. Diệp Phàm đứng trước mặt Đoàn Thiên Đức, lạnh lùng nói, ông muốn chết như thế nào? Tao là một trong bát đại vương gia của Long Quốc, mày dám giết tao? Đoàn Thiên Đức nhìn Diệp Phàm kêu lên. Cách đây không lâu tôi vừa mới giết một vị vương gia. Không ngại giết thêm một vị nữa. Diệp Phàm cầm đoạn kiếm màu đen trong tay, lạnh lùng nói. Bộp. Đoàn Thiên Đức nghe lời Diệp Phàm nói thì sắc mặt thay đổi, khiếp sợ nhìn hắn, chẳng lẽ Xuyên Vương do mày giết? Vương gia của Long Quốc chết cách đây không lâu chỉ có Xuyên Vương của Tây Nam, hơn nữa nghe đồn người sát hại Xuyên Vương là một thanh niên trẻ tuổi, chẳng lẽ chính là người này? Đúng vậy, là tôi. Ông có thể xuống dưới đất làm bạn với ông ta rồi. Diệp Phàm nhìn Đoàn Thiên Đức lạnh nhạt nói xong hắn muốn lập tức giết chết Đoàn Thiên Đức. Kẻ này dám mơ tưởng đến bách hoa lâu của thất sư phụ, còn làm Hoa Hồng Đỏ bị thương thành như vậy thì phải chết. Dừng tay. Đột nhiên, bên ngoài phủ Đoàn Vương truyền ra một tiếng quát, một đám người vọt vào. Những người này mặc quần áo giống nhau, cả người tản ra khí tức lạnh như băng. Thực lực của bọn họ từ huyền cảnh trở lên, trong đó cường giả địa cảnh có không ít. Cầm đầu một người đàn ông trung niên có thực lực địa cảnh tầng 5, ông ta nhìn Diệp Phàm trực tiếp kêu lên, to gan, cậu dám ra tay với Đoàn Vương, cậu thật to gan. Các ông là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chúng tôi là người của Sở Hộ Long. Cậu đã vi phạm pháp luật, lập tức buông vũ khí xuống đầu hàng, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Phàm kêu lên. Chỉ bằng các ông. Diệp Phàm cười lạnh nói. Tôi đã bẩm báo cho quân Kỳ Lân, bọn họ sẽ lập tức đến ngay, nếu cậu không lập tức đưa tay chịu trói, sẽ chết rất khó coi. Người đàn ông trung niên lạnh lẽo quát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Rất nhanh sau đó, một nhóm chiến sĩ vũ trang hạng nặng vọt vào, bọn họ chính là người của quân Kỳ Lân, một trong cửu đại quân đoàn Long Quốc. Là một trong 9 quân đoàn đứng đầu, nhiệm vụ của quân Kỳ Lân là đóng quân ở đế đô, bảo vệ an toàn của đế đô. Đồng thời giúp Sở Hộ Long xử lý một số người phá hoại trật tự đế đô. Lúc này, thiếu quân chủ quân Kỳ Lân Xích Lân đi tới, khi hắn ta chú ý thấy Diệp Phàm, mặt mày hắn ta thay đổi.
Người của Sở Hộ Long và Quân Kỳ Lân đã tới đông đủ, mày chết chắc rồi. Đoàn Thiên Đức kêu lên với Diệp Phàm, theo đó ông ta nhìn người của Sở Hộ Long và Quân Kỳ Lân, kẻ này đã giết con ta, còn muốn giết bản vương, các anh hãy lập tức bắt hắn. Thiếu quân chủ Xích Lân, kính xin người của cậu giúp chúng tôi, bắt tên này lại. Người đàn ông trung niên Sở Hộ Long mở miệng nói với Xích Lân. Các ông không phải đối thủ của hắn. Xích Lân nói thẳng. Thiếu quân chủ Xích Lân, cậu có ý gì? Người đàn ông trung niên nhướng mày. Hắn muốn giết kẻ nào, bất luận là ai cũng không cản được. Xích Lân lạnh lùng nói. Hắn ta từng chứng kiến Diệp Phàm chém giết phó thủ lĩnh Long Đoàn và hai vị chủ quân đoàn như thế nào, hắn ta rất rõ ràng sự đáng sợ của Diệp Phàm, chỉ bằng bọn họ căn bản ngăn không được đối phương. Hôm nay dù ai tới, cũng không cứu được ông. Diệp Phàm nhìn Đoàn Thiên Đức lạnh lẽo quát lên. Phụt! Hắn nói xong, chém ra một kiếm, trực tiếp chém đầu bay Đoàn Thiên Đức, đầu của ông ta rơi cuống lăn lông lốc trên mặt đất. Lúc Đoàn Thiên Đức bị giết, có một viên ngọc cổ trên người ông ta rơi ra. Ngọc rồng. Diệp Phàm nhìn ngọc cổ này kinh ngạc thốt ra, hắn đi tới nhặt lên. Lúc trước hắn đã lấy được hai viên ngọc rồng, về sau lại lấy được một viên ngọc rồng trên người tông chủ Độc Tông, cộng thêm viên này nữa là được 4 viên ngọc rồng. Nghe đồn nếu tập hợp đủ 9 viên ngọc rồng thì có thể tìm được bảo tàng cổ xưa. Lời đồn này là thật hay giả, Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm. Không có lửa làm sao có khói, đã có lời đồn đãi này, tin rằng chuyện đó cũng là sự thật, bởi vậy cứ hễ Diệp Phàm nhìn thấy ngọc rồng thì phải lấy cho bằng được. Lần này ngược lại hắn may mắn, lại chiếm được một viên ngọc rồng. Đoàn Vương, một trong bát đại vương gia của Long Quốc, đã bị giết. Toàn bộ Sở Hộ Long và Quân Kỳ Lân giật mình, từng người hít sâu một hơi, lộ ra vẻ chấn động. Có người dám giết vương gia? Hắn ta điên rồi sao? Sát hại vương gia là đại tội liên lụy cửu tộc. Cậu dám giết Đoàn Vương? Người đàn ông trung niên của Sở Hộ Long nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Giết thì giết thôi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Lên, giết chết hắn. Người đàn ông ra lệnh rồi lao thẳng về phía Diệp Phàm, tất cả những người khác trong Sở Hộ Long cũng ra tay, còn người của Quân Kỳ Lân thì vẫn chưa có hành động. Thiếu quân chủ, chúng ta không hành động sao? Một binh sĩ của Quân Kỳ Lân hỏi Xích Lân. Chưa có lệnh của tôi, không ai được động đến hắn. Xích Lân lạnh lùng nói. Lúc này, đám cao thủ của Sở Hộ Long lao về phía Diệp Phàm, còn chưa kịp đến gần Diệp Phàm thì đã bị khí thế trên người hắn đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất nôn ra máu. Từng người của Sở Hộ Long đều nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kinh ngạc. Sao tên này kinh khủng vậy? Hắn mới 20 tuổi nhưng chỉ dựa vào khí thế đã có thể đàn áp bọn họ, thực lực quá mạnh. Từ khi nào đế đô lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như vậy? Diệp Phàm bước đến chỗ hoa hồng đỏ, ôm cô ta đi ra ngoài. Rốt cuộc cậu là ai? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Phàm, ngạc nhiên nói. Đệ tử của lâu chủ Bách Hoa Lâu. Diệp Phàm để lại một câu, sau đó hình bóng hắn biến mất ở phủ Đoàn Vương. Hắn là đệ tử của Bách Hoa Lâu chủ. Ngay lập tức, người đàn ông trung niên tỏ ra kinh ngạc. Bách Hoa Lâu chủ cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Long Quốc hơn mười mấy năm trước, bà ấy đã thành lập Bách Hoa Lâu, trở thành tổ chức tình báo lớn nhất của Long Quốc. Ban đầu, các thế lực ở khắp nơi đều muốn nắm quyền kiểm soát cơ quan tình báo khổng lồ Bách Hoa Lâu này. Bọn họ cử ra một lượng lớn cường giả đến đối phó với Bách Hoa Lâu chủ. Kết quả những người được cử ra ngoài, có đi mà không có về, đều chết thảm trong tay Bách Hoa Lâu chủ. Kể từ đó không ai dám có ý đồ với Bách Hoa Lâu nữa. Chỉ là Bách Hoa Lâu chủ cũng biến mất, đến nay vẫn không có tin tức. Nhưng điều mọi người không ngờ là sau ngần ấy năm, đệ tử của bà ấy lại xuất hiện. Hắn thực ra là đệ tử của Bách Hoa Lâu chủ. Xích Lân nghe Diệp Phàm nói vậy thì nhíu mày. Hắn biết Diệp Phàm là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại là đệ tử của Bách Hoa Lâu chủ? Cho dù người của Quân Kỳ Lân và Sở Hộ Long có sốc đến mức nào, Diệp Phàm đã ôm hoa hồng đỏ trở về trụ sở Bách Hoa Lâu ở Đế Đô. Chị Hồng! Những người ở Bách Hoa Lâu khi thấy hoa hồng đỏ trở về thì kêu to. Nhưng khi bọn họ nhìn vào vết thương trên cơ thể hoa hồng đỏ, vẻ mặt của bọn họ đều thay đổi. Chị Hồng, chẳng lẽ là người ở phủ Đoàn Vương đã làm tổn thương chị như thế này sao? Đám người này thật quá đáng,
tôi lập tức huy động người đến phủ đoàn vương để tìm bọn họ tính sổ. Những người ở Bách Hoa Lâu giận dữ hét lên. Đoàn vương chết rồi. Diệp Phàm nói. Cậu là ai? Mấy quản lý cấp cao của Bách Hoa Lâu nhìn Diệp Phàm, tò mò hỏi. Đây là đệ tử của lâu chủ, là thiếu chủ của Bách Hoa Lâu chúng ta. Hoa Hồng Đỏ nói. Thiếu chủ. Mọi người trong Bách Hoa Lâu đều sửng sốt, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm hô, bái kiến thiếu chủ. Mọi người đứng dậy hết đi. Diệp Phàm nói, ánh mắt nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ, vết thương ngoài da trên người cô cũng cần phải xử lý một chút. Cảm ơn thiếu chủ đã cứu mạng. Hoa Hồng Đỏ nói cảm ơn với Diệp Phàm. Cô đã gọi tôi là thiếu chủ thì cứu cô là việc nên làm. Diệp Phàm nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ nói, đúng rồi, người dẫn đầu Bách Hoa Lâu và Cơ Như Yên đâu? Cô có biết chuyện gì không? Thiếu chủ, đại tiểu thư đã đi cứu người dẫn đầu rồi. Hoa Hồng Đỏ nói, cứu người dẫn đầu, nghĩa là sao? Diệp Phàm nhíu mày. Người dẫn đầu bị người của tộc Cơ Hoàng bắt đi, bọn họ lấy việc này để ép đại tiểu thư phải đến đó, vì vậy đại tiểu thư không thể không đi. Hoa Hồng Đỏ thấp giọng nói. Thì ra đây là nguyên nhân khiến cô ta đột nhiên rời khỏi Tây Nam. Tại sao lúc đó cô không nói? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đại tiểu thư không muốn liên lụy đến ngài nên không cho tôi nói ngài biết. Hoa Hồng Đỏ nói. Người phụ nữ này. Đôi mắt Diệp Phàm lóe lên. Cho đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về đại tiểu thư, e rằng tình hình không ổn. Thiếu chủ, ngài có thể cứu được người dẫn đầu và đại tiểu thư không? Lúc này, Hoa Hồng Đỏ nhìn Diệp Phàm nói. Cô có biết tộc Cơ Hoàng ở đâu không? Diệp Phàm trầm giọng nói. Tôi không biết, nhưng không biết trong tình báo các có ghi chép nào về tộc Cơ Hoàng hay không? Hoa Hồng Đỏ nói. Diệp Phàm nghe nói về tình báo các, nheo mắt hỏi, tình báo các là gì? Tình báo các là trung tâm tình báo của Bách Hoa Lâu. Ở đó có tất cả các loại thông tin quan trọng kể từ khi thành lập Bách Hoa Lâu, bao gồm thông tin chi tiết về các quan chức lớn và thế lực lớn trong Long Quốc, tất cả đều được ghi lại ở đó. Hoa Hồng Đỏ giới thiệu. Trong Bách Hoa Lâu còn có một nơi như vậy. Đối với việc này, Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói, vậy cô lập tức cử người đi kiểm tra thêm đi. Còn nữa, trước đó tôi có đưa cho Xuân Lan một tấm lệnh bài. Cô cũng cho người điều tra rõ xuất xứ của nó, có tin tức gì thì báo ngay cho tôi. Dạ. Hoa Hồng Đỏ gật đầu nói. Cùng lúc đó, tin tức phủ đoàn vương bị giết sạch, đoàn vương cùng các con trai đều bị giết chết trong vương phủ đã lan truyền khắp đế đô. Trong lúc nhất thời, gây chấn động toàn bộ đế đô. Đoàn vương là một trong 8 vương gia của Long Quốc, quyền cao chức trọng, ai dám đắc tội. Bây giờ đoàn vương và các thế tử đầu bị chém giết ngay trong vương phủ, đây đúng là một sự khiêu khích trắng trợn. Ai có lá gan lớn như vậy, dám làm ra chuyện này. Ngay lập tức, lại có tin tức lan truyền nói người giết sạch phủ đoàn vương là đệ tử của lâu chủ Bách Hoa Lâu. Tin tức này vừa truyền ra, lại một lần nữa gây chấn động các thế lực ở khắp nơi. Ai có quyền lực và địa vị ở đế đô đều đã nghe nói về Bách Hoa Lâu chủ. Đây là một đại lão đã khiến các thế lực ở Long Quốc phải khiếp sợ hơn mười mấy năm trước. Chỉ là đối phương đã biến mất nhiều năm, bây giờ đệ tử của bà ấy lại xuất hiện, vừa ra tay đã diệt một vương gia, điều này quá bất ngờ. Ngay sau đó, các nơi quyền quý, gia đình giàu có, thế gia, và quan viên từ khắp nơi trong đế đô đều bắt đầu bàn luận về đệ tử của Bách Hoa Lâu chủ. Ngay khi tin tức này xuất hiện, những thế lực vốn muốn đánh chiếm Bách Hoa Lâu khi nó không có người chỉ huy lập tức từ bỏ ý định này. Mà đây chính là nguyên nhân Diệp Phàm tự làm lộ thân phận của mình. Điều hắn muốn chính là thông qua việc giết đoàn vương hù dọa những kẻ muốn lợi dụng Bách Hoa Lâu. Đây là giết gà dọa khỉ. Đế đô, tầng cao nhất của một câu lạc bộ cao cấp. Đây là một căn phòng cực kỳ sang trọng. Lúc này, trên chiếc ghế sofa kiểu châu Âu trong căn phòng này, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt đẹp trai, trên người toát ra khí chất cao quý đang ngồi ở đây pha trà một cách thoải mái. Đứng bên cạnh hắn là một thanh niên mặc áo trắng với ánh mắt kiêu căng lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Đại ca, anh có ý kiến gì về đệ tử của Bách Hoa Lâu chủ không? Có thể giết được đoàn vương trong phủ đoàn vương, thực lực của thằng nhóc này rất mạnh. Người đàn ông pha xong một tách trà, cầm lên uống một ngụm, nhỏ giọng nói. Vốn dĩ chúng tôi muốn tìm cơ hội nắm quyền kiểm soát Bách Hoa Lâu. Nhưng bây giờ thiếu chủ của Bách Hoa Lâu đã xuất hiện,
e rằng sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều rắc rối. Người thanh niên kiêu căng lạnh lùng hỏi. Không phải hắn xuất hiện sẽ tốt hơn sao? Chỉ cần hạ gục thiếu chủ của Bách Hoa Lâu, thì Bách Hoa Lâu sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, có đúng không? Người đàn ông mỉm cười. Vậy có cần em ngay lập tức? Không vội, cậu đi điều tra lai lịch của hắn trước đã. Người đàn ông nói. Dạ. Người thanh niên kiêu căng lạnh lùng gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Vân Thiếu. Bên ngoài căn phòng này, Hoa Thừa, thiếu gia nhà họ Hoa, đứng ở đây kính cẩn nói với thanh niên kiêu căng lạnh lùng. Lập tức điều tra tình hình của đệ tử Bách Hoa Lâu chủ. Người thanh niên lạnh lùng hét lên. Dạ. Hoa Thừa gật đầu. Tại sở giám sát. Sở trưởng sở giám sát ngồi trên xe lăn, nghe cấp dưới báo cáo, thằng nhóc này còn là đệ tử của Bách Hoa Lâu chủ, thú vị, đúng là thú vị. Sở trưởng, thằng nhóc này đã giết Đoàn Vương khiến toàn bộ đế đô bàn tán sôi nổi. Một trong bốn người giám sát lớn của sở giám sát, Dư Thiên Hành đứng đó nói. Hắn đến đế đô thật đúng lúc. Anh lập tức lan truyền tin tức, nói là Long Tỷ đang ở trên người hắn. Sở trưởng sở giám sát nói thẳng. Sở trưởng định để bọn họ đấu đá lẫn nhau, còn chúng ta hưởng lợi. Trong mắt Dư Thiên Hành lóe lên một tia sáng. Để bọn họ từ từ đấu, chúng ta chờ xem kịch không phải tốt hơn à. Sở trưởng sở giám sát nở một nụ cười lạnh lão. Ý tưởng này của sở trưởng rất hay. Dư Thiên Hành gật đầu. Được, anh đã tìm được vị trí của tình báo các của Bách Hoa Lâu chưa? Sở trưởng hỏi. Chúng tôi đã tìm hiểu sơ bộ, mấy ngày nữa có thể xác nhận chính xác. Dư Thiên Hành trả lời. Sau khi xác nhận, lập tức thông báo cho đội quân thiết giáp đen để hành động. Ngoài sở giám sát, tôi không muốn có lực lượng tình báo thứ hai tồn tại ở Long Quốc. Sở trưởng sở giám sát lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đã hiểu. Dư Thiên Hành cúi đầu nói. Rất nhanh, tin tức đệ tử của chủ nhân Bách Hoa có được Long Tỷ nhanh chóng lan truyền khắp các góc, làm vô số người chú ý. Long Tỷ không chỉ là biểu tượng của Hoàng Quyền, còn là chí bảo tăng thực lực mà vô số cao thủ thèm muốn. Nghe đồn trong Long Tỷ ẩn chứa lực lượng vô thượng, nếu ai có thể có được thì sẽ trở thành thiên mệnh chi tử, có được sức mạnh chúa tể. Bởi vì truyền thuyết này, nhiều năm như vậy, không chỉ Hoàng Thất Long Quốc vẫn luôn tìm kiếm Long Tỷ. Các thế lực khắp Long Quốc và các gia tộc tông môn trong giới võ đạo đều đang tìm kiếm tung tích của Long Tỷ. Lần này Long Tỷ đột nhiên xuất hiện cũng làm vô số người chấn động. Chỉ trong nháy mắt, tin tức Long Tỷ đang nằm trong tay đệ tử của chủ nhân Bách Hoa truyền khắp Long Quốc và giới võ đạo. Vô số thế lực triển khai hành động ra tay với vị đệ tử của chủ nhân Bách Hoa, cướp lấy Long Tỷ. Mặc dù thực lực của chủ nhân Bách Hoa đáng sợ, nhưng đối phương đã biến mất mười mấy năm. Không ai biết sống hay chết thế nào, bởi vậy hiện tại không dọa lùi được ai. Sức hút của Long Tỷ hoàn toàn vượt qua sự trấn áp của chủ nhân Bách Hoa. Trong nháy mắt, Diệp Phàm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong chiến bộ, ai đã truyền tin tức cậu ta có được Long Tỷ ra ngoài? Long Chiến Thiên nhíu mày. Vẫn chưa rõ, nhưng có lẽ có người đứng sau quạt gió thêm củi. Hắc Uyên nói, tên nhóc này vừa đến đế đô. Đầu tiên là giết Đoạn Vương, bây giờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, thật sự làm người không bớt lo. Long Chiến Thiên cảm khái. Lúc trước chúng ta che giấu tin tức Long Tỷ trong tay cậu ta, lần này tin tức truyền ra, sợ rằng bên trên sẽ yêu cầu cậu ta giao ra Long Tỷ. Hắc Uyên nói. Với tính cách của tên nhóc này, khẳng định không giao ra Long Tỷ, sợ rằng lúc đó sẽ bùng nổ một cuộc xung đột lớn. Long Chiến Thiên lắc đầu. Long Soái. Bây giờ phải làm gì? Hắc Uyên hỏi. Ta sẽ đi vào cung, nghĩ cách giảm tránh sự xung đột giữa chính phủ và cậu ta. Còn những người khác, để cậu ta tự giải quyết. Long Chiến Thiên nói, sau đó nhìn Hắc Uyên, người âm thầm giám sát cậu ta, khống chế tốt thế cục, dù sao nơi này cũng là đế đô, không nên nháo quá lớn. Rõ. Hắc Uyên nói. Lúc này Diệp Phàm còn chưa biết mình đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn đi đến khách sạn nơi Đường Sở Sở ở. Tiểu Phàm, anh xem tin tức chưa? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm nói. Làm sao vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Hôm nay lúc tham dự hoạt động ở Đế Đô, Tô Tiểu Thư bị người trói đi. Đường Sở Sở nói. Có chuyện này. Diệp Phàm nhíu mày. Lúc trước máy bay xảy ra chuyện, Tô Nhược Tuyết ở bên cạnh hắn,
có hắn che chở, đối phương vẫn chưa bị thương gì cả, bởi vậy rất nhanh trở về đế đô. Sao ngày nào cũng có người muốn trói người phụ nữ này vậy? Cô ta là thịt đường tăng à? Diệp Phàm bĩu môi. Anh Tiểu Phàm, dù sao Tô Tiểu Thư cũng là người phát ngôn cho Đường Thị, cũng là bạn của chúng ta. Bây giờ cô ấy xảy ra chuyện, chúng ta cũng nên nghĩ cách cứu cô ấy. Đường Sở Sở nói. Giao chuyện này cho anh. Diệp Phàm liên hệ với Hoa Hồng Đỏ, làm cô ta tìm ra tung tích của Tô Nhược Tuyết. Ở nhà họ Tô, ông cụ Tô Tô Định Sơn và gia chủ nhà họ Tô Tô Uy đều vô cùng sốt ruột. Lão gia, gia chủ. Lúc này, đội trưởng đội hộ vệ nhà họ Tô vội vã chạy vào. Sao rồi, tìm được Nhược Tuyết chưa? Tô Uy nói. Tìm được rồi. Đội trưởng đội hộ vệ nói. Còn không nhanh đi cứu người. Tô Uy kêu lên. Mặc dù tìm được địa chủ nhưng đối phương gửi tin nói muốn lão gia tự đến, nếu không chúng ta chỉ có thể đi nhìn thi thể của tiểu thư. Đội trưởng đội hộ vệ nói. Cái gì, đám người này muốn làm gì? Tô Uy biến sắc. Nếu bọn họ muốn lão già này đi, vậy ta sẽ đi gặp bọn họ. Tô Định Sơn đứng dậy nói. Ba, không được, ba không thể đi mạo hiểm. Tô Uy nói. Bây giờ ta là ông nội của Nhược Tuyết, ta phải đi cứu con bé. Tô Định Sơn kiên quyết nói. Con đi triệu tập tất cả hộ vệ nhà họ Tô, thông báo cho đội tuần tra, bảo bọn họ phối hợp với chúng ta. Thấy vậy Tô Uy biết không khuyên được, đành phải đi sắp xếp. Nửa tiếng sau, Tô Uy cùng Tô Định Sơn mang theo một đám người đi đến ngôi nhà nào đó ở vùng ngoại thành đế đô. Tô Nhược Tuyết đang bị treo trên không. Nhược Tuyết! Nhược Tuyết! Tô Định Sơn và Tô Uy nhìn thấy Tô Nhược Tuyết, vội vã kêu lên. Ông nội, ba! Tô Nhược Tuyết mở to mắt nhìn bọn họ. Người đâu, nhanh đến cứu người. Tô Định Sơn hét lên. Đám hộ vệ nhà họ Tô đang định lên cứu người. Phụt phụt phụt. Đúng lúc này vô số mũi tên đen bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, các hộ vệ nhà họ Tô đi lên đều bị bắn chết. Cẩn thận, bảo vệ lão gia và gia chủ. Đội trưởng đội hộ vệ của nhà họ Tô kêu lên. Đám cao thủ nhà họ Tô đứng chắn trước mặt Tô Định Sơn và Tô Uy, cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, một đám người đi ra. Người cầm đầu là hộ pháp Cửu Tiễn, một trong bốn hộ pháp của Thiên Võng, phía sau đi theo một đám cao thủ Thiên Võng, tất cả đều là cao thủ trên địa cảnh. Mấy người là người của Thiên Võng? Tô Định Sơn quát. Tô lão gia, chắc ông rất rõ mục đích gọi ông đến. Muốn cứu cháu gái ông, giao thành quả nghiên cứu kia ra đây. Nếu không hôm nay ông sẽ phải người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Hộ pháp Cửu Tiễn lạnh nhạt nói. Đám người đê tiện vô sỉ. Nơi này là đế đô, không đến lượt mấy người làm bậy, ta đã thông báo cho sở tuần tra, rất nhanh bọn họ sẽ đến, mấy người sẽ không chạy thoát được. Tô Uy lạnh lùng quát. Nếu hôm nay tôi chết ở đây, vậy hôm nay đại tiểu thư nhà họ Tô phải chôn cùng rồi. Hộ pháp Cửu Tiễn nhắm thẳng cung tên về phía Tô Nhược Tuyết. Đừng! Tô Định Sơn hét lớn. Tô lão gia, ông lựa chọn thành quả nghiên cứu, hay lựa chọn cháu gái ông, tôi cho ông 3 giây suy nghĩ. 3, 2, 1. Hộ pháp Cửu Tiễn lạnh lùng quát. Hắn ta đếm ngược 3 giây, Tô Định Sơn còn chưa trả lời. Xem ra ông không muốn cháu gái bảo bối của ông. Vụt! Hộ pháp Cửu Tiễn lạnh nhạt nói, mũi tên trong tay hắn ta bắn ra, lao về phía Tô Nhược Tuyết. Không! Tô Định Sơn và Tô Uy kêu lên, những người nhà họ Tô khác định ngăn cản những không kịp. Ánh mắt Tô Nhược Tuyết lộ ra sự tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Đúng lúc này một cây ngân châm bắn ra chặt đứt mũi tên này. Ngay sau đó một bóng người nhảy lên ôm lấy Tô Nhược Tuyết, bế xuống dưới. Người này chính là Diệp Phàm. Tô Nhược Tuyết đang chờ chết, kết quả nhận thấy hơi thở quen thuộc, mở mắt ra thì nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt lộ ra sự kích động. Anh lại cứu tôi. Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm, nói. Cô nói xem cô nợ tôi mấy cái mạng rồi. Diệp Phàm cười nói. Nhược Tuyết. Tô Định Sơn và Tô Uy thấy Tô Nhược Tuyết bị cứu, vội vàng chạy qua. Ông nội, ba. Tô Nhược Tuyết đi đến trước mặt ông nội và ba, ôm hai người bọn họ. Con không sao thì tốt quá, dọa chết bọn ta. Tô Uy nói. Nhược Tuyết, xin lỗi con, ông nội. Tô Định Sơn áy náy nói. Ông nội, mặc dù con không biết ông nghiên cứu cái gì, nhưng không thể giao cho đám người xấu này,
con không trách ông. Tô Nhược Tuyết nói, lại là mày. Hộ pháp Cửu Tiễn nhíu mày nói, tôi và Thiên Võng mấy người rất có duyên, vậy cũng có thể đụng mặt. Diệp Phàm lạnh lùng nói, mặc dù thực lực của mày rất mạnh, nhưng tao khuyên mày không cần xen vào chuyện của người khác, nếu không. Nếu không thì sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Người đâu, bắt hết bọn họ lại. Tô Uy kêu lên. Lập tức hộ vệ nhà họ Tô xông ra. Đúng lúc này một tiếng gầm rú vang lên. Một kiếm quang đáng sợ buông xuống hạ gục mấy trăm hộ vệ nhà họ Tô trong nháy mắt. Đám người Tô Định Sơn vô cùng chấn động. Diệp Phàm nhìn về phía ngoài. Ngay khi hộ vệ nhà họ Tô xông về phía đám người Cửu Tiễn hộ pháp, một tiếng nổ vang lên. Kiếm quang phủ xuống trực tiếp giết chết toàn bộ cường giả nhà họ Tô. Đám Diệp Phàm nhìn qua thì thấy một người đàn ông trung niên để đầu định, vẻ mặt lãnh khốc, trên người ông ta mặc một bộ áo gió, tay cầm thanh trường kiếm đi tới, xung quanh tản ra kiếm ý sắc bén, khiến cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Tô Định Sơn, Tô Uy và Tô Nhược Tuyết đều kinh ngạc khi trông thấy cảnh tượng này. Ông là ai? Rất nhanh, Tô Định Sơn đã bình tĩnh lại. Ông ta nhìn người đàn ông nói. Một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Võng, Kiếm Ngạo. Vẻ mặt người đàn ông lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Cửu Tiễn hộ pháp, Cửu Tiễn, có mấy người này cũng không giải quyết được thì định ăn nói với chủ nhân như thế nào. Người kia không đơn giản. Cửu Tiễn hộ pháp nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng qua chỉ là tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch, có gì mà không đơn giản. Nhanh chóng giải quyết hắn. Chúng ta còn phải lập kế hoạch ngày mai đối phó với Điện Long Vương. Người đàn ông tự xưng là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Võng khinh thường quát. Đối phó với Điện Long Vương. Diệp Phàm nghe ông ta nói vậy thì nhíu mày. Ngày mai là ngày Điện Long Vương tổ chức đại hội Long Vương, lẽ nào Thiên Võng định ra tay với Điện Long Vương vào lúc này? Ông ngon thì ông lên đi. Cửu Tiễn hộ pháp lạnh nhạt nhìn Kiếm Ngạo. Hừ, xem ra lá gan của cậu càng ngày càng nhỏ. Ngay cả thằng danh vắt mũi còn chưa sạch cũng không dám đối phó. Kiếm Ngạo nhìn Cửu Tiễn với vẻ mặt lạnh như băng. Dứt lời, ông ta vung kiếm giết về phía Diệp Phàm. Tốc độ thanh kiếm nhanh như tia chớp. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng sắc lạnh lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó thanh kiếm đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, muốn đâm xuyên cơ thể hắn. Keng! Ngay khi lưỡi kiếm sắp đâm lên người Diệp Phàm thì bị hai ngón tay kẹp lấy. Tiếp đó là tiếng vang thanh thúy. Chủ nhân của hai ngón tay này chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng tay kẹp lấy khiến thanh kiếm không thể di chuyển thêm. Cho dù Kiếm Ngạo có dùng bao nhiêu sức lực thì đều không thể khiến cho kiếm tiến thêm nửa bước. Mày! Kiếm Ngạo nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Răng rắc! Giây sau, Diệp Phàm đã vặn gãy thanh kiếm. Hắn nắm chặt nửa mũi kiếm gãy đâm trực tiếp về phía Kiếm Ngạo. Lập tức Kiếm Ngạo cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thân thể ông ta nhanh chóng lùi về sau. Nhưng ông ta lùi nhanh thì tốc độ đâm kiếm của Diệp Phàm còn nhanh hơn. Phút, chưa tới một giây, hai ngón tay của Diệp Phàm kẹp nửa đoạn kiếm gãy đã đâm xuyên qua cổ họng của Kiếm Ngạo, một chiêu mất mạng. Kiếm Ngạo trợn trừng mắt, ông ta nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Ông ta không ngờ rằng, người này lại có thể giết chết mình chỉ trong nháy mắt. Không cho ông ta bất cứ cơ hội đánh trả nào. Thực lực của ông ta là thiên cảnh thất trọng, vậy mà lại bị một tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch giết chết một cách dễ dàng như vậy, nếu tin này được truyền đi, sợ là sẽ chẳng ai dám tin. Nhưng sự thật chính là như vậy. Dù cho vị hộ pháp của Thiên Võng này có không cam lòng như thế nào đi nữ, ông ta chỉ có thể nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Tô Định Sơn và Tô Uy nhìn Diệp Phàm dễ dàng giết chết người đã diệt mấy trăm cường giả nhà họ Tô chỉ bằng một kiếm, trong lòng hai cha con đều rất hoảng sợ. Bọn họ không ngờ thực lực của Diệp Phàm lại mạnh như vậy. Cửu Tiễn hộ pháp thấy vậy thì nhíu mày, rút. Muốn chạy đi đâu? Cơ thể Diệp Phàm khẽ động, hắn chắn trước mặt đám người Cửu Tiễn hộ pháp. Phút phút phút, Cửu Tiễn hộ pháp không nói nhảm, hắn bắn liên tiếp ba mũi tên về phía Diệp Phàm. Rắc rắc rắc. Ba mũi tên sắc bén này vừa lao tới trước mặt Diệp Phàm, thì đã tự động gãy thành hai đoạn. Không cần phải phí lực làm gì, chút sức này của mấy người chẳng là gì so với tôi cả. Diệp Phàm lạnh nhạt nói với đám Cửu Tiễn hộ pháp, hắn không nhanh không chậm bước về phía đối phương. Mày muốn thế nào? Cửu Tiễn hộ pháp âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
nói cho tôi biết, ngày mai Thiên Võng các người định làm gì với Điện Long Vương? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Rốt cuộc mày có quan hệ gì với Điện Long Vương? Cửu Tiễn Hộ Pháp nhíu mày nhìn Diệp Phàm. Bây giờ tôi đang hỏi anh chứ không phải anh hỏi tôi. Diệp Phàm bước lên bóp lấy cổ Cửu Tiễn Hộ Pháp. Mày giết tao đi. Cửu Tiễn Hộ Pháp lạnh nhạt đáp. Răng rắc. Ngay sau đó, Diệp Phàm cũng không phí lời, hắn trực tiếp bẻ gãy cổ Cửu Tiễn Hộ Pháp, tùy ý ném thi thể của hắn ta xuống đất. Những cường giả khác của Thiên Võng nhìn thấy hai vị hộ pháp đều bị giết, vẻ mặt bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Phụt phụt phụt. Lúc này, rất nhiều cường giả của Sở Hộ Long và Sở Tuần Tra xuất hiện. Lão Tô, ông không sao chứ? Người đàn ông dẫn đầu Sở Hộ Long từng xuất hiện ở Phủ Đoạn Vương, ông ta lo lắng nhìn Tô Định Sơn. Tôi không sao, bọn họ đều là người của Thiên Võng, bắt tất cả lại. Tô Định Sơn chỉ vào các thành viên Thiên Võng còn lại. Bắt hết lại. Người đàn ông kia trực tiếp ra lệnh, nhưng khi nhìn thấy Diệp Phàm, vẻ mặt ông ta trở nên khiếp sợ nói, sao lại là cậu? Chẳng lẽ cậu, người đàn ông này cho rằng Diệp Phàm và người của Thiên Võng là cùng một ruột? Là cậu ấy đã cứu cháu gái tôi. Tô Định Sơn giải thích, ông nhìn về phía Diệp Phàm, anh bạn nhỏ, cảm ơn cậu, hôm nay nếu không có cậu, chỉ sợ cả nhà chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây. Cô ấy là người đại diện của Đường Thị. Hiện tại không thể chết được. Diệp Phàm nói. Anh vì lý do này nên mới cứu tôi. Tô Nhược Tuyết bĩu môi nói. Nếu không thì sao? Diệp Phàm liếc Tô Nhược Tuyết một cái rồi đi thẳng ra. Ngoài. Hừ. Tô Nhược Tuyết tức tới dậm chân. Trong nhà họ Tô. Ông nội, lúc trước những người kia đối phó với cháu là để ép ông giao những thứ ông đã nghiên cứu sao? Tô Nhược Tuyết tò mò nhìn Tô Định Sơn. Đúng thế. Là do ông liên lụy tới cháu rồi. Tô Định Sơn áy náy đáp. Ông nội, rốt cuộc ông nghiên cứu thứ gì vậy, lại khiến cho đám người kia phát rồ như vậy. Tô Nhược Tuyết tò mò. Mặc dù biết ông nội của cô là một nhà khoa học hàng đầu của Viện Hàn Lâm Khoa học của Long Quốc, hơn nữa những năm gần đây ông vẫn đang tiến hành nghiên cứu một hạng mục, nhưng cụ thể là gì thì cô không biết. Nhược Tuyết, những thứ không nên hỏi thì đừng hỏi, đây không phải là chuyện mà con có thể biết được. Đi. Tô Uy ở bên cạnh khiển trách. Ồ, vậy con không hỏi nữa. Tô Nhược Tuyết chua môi nói. Nhược Tuyết, cháu cũng bị dọa sợ, đi nghỉ ngơi một chút. Tô Định Sơn nói vậy, Tô Nhược Tuyết cũng rời đi. Ba, xem ra đám người Thiên Võng này nhất định phải có được chất thuốc kia, chỉ là nghiên cứu này vẫn luôn được giữ bí mật, làm sao bọn họ biết được. Tô Uy nhìn Tô Định Sơn nói. Trong viện Hàn Lâm hắn là có nội gián. Ba sẽ cho người điều tra kỹ. Nhưng mà chất thuốc này tuyệt đối không được rơi vào tay bọn họ, nếu không thì Long Quốc thậm chí cả thế giới này sẽ gặp tai ương. Tô Định Sơn nghiêm túc nói. Con sẽ xin phía trên điều động cường giả đặc biệt bảo vệ Nhược Tuyết, nhưng lần này bọn họ tổn thất lớn như vậy, chắc là sẽ không dám làm ẩu nữa. Tô Uy nói. Người tên Diệp Phàm kia không tệ, tuổi còn trẻ đã mạnh. Như vậy. Đột nhiên, Tô Định Sơn lên tiếng. Ba, lẽ nào ba muốn? Khi Tô Uy ngạc nhiên nhìn ba mình, ông cụ đã mỉm cười nói, không hẳn là không thể, ba nhìn ra Nhược Tuyết có ý với cậu ấy. Nhưng mà bên cạnh Diệp Phàm đã có phụ nữ rồi, chính là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị mà Nhược Tuyết làm người đại diện. Tô Uy nói, vậy thì đã sao, chỉ cần chưa kết hôn thì đều không tính. Cháu gái bảo bối nhà chúng ta lại thua kém một chủ tịch còn con chắc. Tô Định Sơn cười đáp. Tại Tổng Bộ Thiên Võng, tin tức Cửu Tiễn Hộ Pháp và Kiếm Ngạo bị giết chết truyền ra đã gây náo loạn cả Thiên Võng. Bây giờ làm thế nào? Hiện tại cả hai người họ đã bị giết, kế hoạch ngày mai nhắm vào Điện Long Vương sẽ tiến hành như thế nào? Người đứng đầu trong Cửu Đại Thiên Vương của Thiên Võng Lỗi Sát lạnh giọng nói. Ánh mắt của những Thiên Vương khác và hai hộ pháp còn lại đều lóe lên, tất cả đều không đưa ra được ý kiến. Phút. Lúc này. Một bóng người mặc đồ đen xuất hiện, gã nhìn thành viên cấp cao của Thiên Võng nói, chủ nhân có lệnh, ngày mai ngài ấy sẽ đích thân tới Long Quốc tóm gọn Điện Long Vương, mọi người lập tức dẫn quân tiến vào Long Quốc đợi lệnh. Chủ nhân muốn đích thân ra tay. Lôi Sát và những người khác đều ngạc nhiên. Từ sau trận chiến với Điện Chủ Điện Long Vương năm đó, thủ lĩnh của Thiên Võng đã không còn công khai lộ mặt nữa. Bây giờ, sau hơn 10 năm,
cuối cùng thủ lĩnh Thiên Võng cũng xuất hiện lần nữa. Trong lúc nhất thời, các thành viên cấp cao của Thiên Võng đều lộ ra vẻ kích động. Lần này có chủ nhân ra tay, nhất định có thể rửa sạch mối nhục năm đó, một lần tóm gọn Điện Long Vương. Lỗi Sát trực tiếp nói. Không sai, lần này phải để cho Điện Long Vương điện sự lợi hại của Thiên Võng chúng ta. Mấy vị Thiên Vương còn lại nhao nhao hô lên. Cùng lúc này, tại một nơi nào đó ở Long Quốc, một giọng nói vang lên, ngày mai Điện Long Vương sẽ mở đại hội Long Vương, chủ công có lệnh, nhất định phải nhân cơ hội này tóm lấy Điện Long Vương. Xin đại nhân yên tâm, tất cả nhân lực đều đã vào vị trí, bảo đảm sẽ không có sai sót. Một giọng nói khác vang lên. Bên trong nhà Hách Liên, một trong 9 môn phiệt của Long Quốc. Phiệt chủ Hách Liên phiệt khoác áo choàng đen, gương mặt lạnh lùng, ngồi ở đó toát ra uy nghiêm tối cao, trước mặt là 5 hộ pháp. Lực. Phiệt chủ, theo lệnh của ngài, đã tập hợp xong tất cả nhân. Đại hộ pháp nói. Tốt. Ngày mai ta sẽ khiến cho Điện Long Vương hoàn toàn thay đổi triều đại. Phần Diễm kia cho rằng mượn tay Hách Liên phiệt ta là có thể trở thành điện chủ Điện Long Vương, đúng là nực cười. Hách Liên bá khinh thường nói. Phiệt chủ, Long quân của Điện Long Vương thật sự lợi hại như vậy sao? Nhị hộ pháp tò mò hỏi. Đương nhiên, Long Vương chính là lực lượng đứng đầu do một tay Long Vương đào tạo, bọn họ đều là những cường giả đạt trình độ cao nhất, sức chiến đấu không hề thua kém nhất phiệt. Nếu không, ngươi cho rằng Long Vương chỉ dựa vào mấy vị cường giả thiên cảnh như bề ngoài, đã có thể đưa Điện Long Vương phát triển thành thế lực lớn ở Long Quốc sao? Sở dĩ, năm đó Điện Long Vương có thể càn quét những thế lực khác, trở thành thế lực đứng đầu Long Quốc, thậm chí ngay cả chính phủ Long Quốc cũng không dám ra tay với bọn họ, tất cả đều nhờ có Long Quân. Một khi Long Quân ra tay, cho dù là nội các tổ Long, cộng thêm chiến bộ Long Hồn liên thủ lại cũng không ngăn cản được. Hoắc Liên bá lạnh lùng nói. Vậy vì sao Điện Long Vương lại bị các thế lực khắp nơi đè ép nhiều năm như vậy mà Long Quân vẫn mãi không xuất hiện? Lúc này, những hộ pháp khác cũng không hiểu. Chỉ có Điện chủ Điện Long Vương mới có thể triệu tập được Long Quân, ngoài ra thì không một ai có thể điều động được. Long Vương đã biến mất nhiều năm, Điện Long Vương lại không chọn ra Điện chủ mới, Long Quân đương nhiên là không xuất hiện. Nhưng mà chỉ cần Điện Long Vương có Điện chủ mới thì sẽ điều động được Long Quân. Hách Liên bá trầm giọng nói. Hóa ra là như thế, vậy chỉ cần phiệt chủ trở thành điện chủ Điện Long Vương, vậy thì người sẽ có thể điều được Long Quân rồi. Đại hộ pháp nói. Không sai. Chỉ cần ta nắm trong tay Long Quân, cộng thêm thế lực của Điện Long Vương ở Long Quốc, Hách Liên phiệt chúng ta sẽ có thể vượt mặt 8 môn phiệt kia. Vậy nên đại hội Long Vương ngày mai, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Hách Liên bả lạnh lùng quát. Rõ. Cả năm hộ pháp đều quỳ xuống nhận lệnh. Trong một nhà hàng ở Đế Đô, 4 người Diệp Phàm, Huyết Cơ, Đường Sở Sở và Tôn Tiểu Tiểu đang ăn. Lúc này, một người phụ nữ trang điểm gợi cảm và quyến rũ bước vào nhà hàng trong trang phục hàng hiệu và mang theo một chiếc túi sách trị giá mấy chục vạn. Sau đó ánh mắt người phụ nữ vô tình liếc thấy Đường Sở Sở, trong mắt hiện lên một tia sáng, cô ta lập tức đi tới. Ồ, đây không phải Sở Sở sao? Đã lâu không gặp. Người phụ nữ đi tới, nhìn Đường Sở Sở mỉm cười. Cô là... Đường Sở Sở nhìn người phụ nữ với ánh mắt nghi ngờ. Tôi là Ngải Ngọc. Ngải Ngọc học cùng lớp với cô ở trường trung học. Người phụ nữ nói. Ồ, là cô à? Ngại quá, vừa rồi tôi không nhớ ra. Đường Sở Sở nói với vẻ xin lỗi. Sở Sở, chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm rồi đúng không? Trước đây tôi ở nước ngoài. Chưa có cơ hội liên lạc với cô, không ngờ lại gặp được cô ở đây, thật là trùng hợp. Ngải Ngọc cười duyên, sau đó nói, đúng rồi, Sở Sở, tối nay cô có thời gian không, tôi dẫn cô đi dự một bữa tiệc, để cô mở mang thêm kiến thức. Cái này thì thôi đi. Đường Sở Sở nói, bữa tiệc tối nay không phải tiệc bình thường, là bữa tiệc do gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc tổ chức khi họ tiến vào Đế Đô. Tất cả những người giàu có và quyền lực ở Đế Đô và các ông chủ tập đoàn tài chính đều được mời tham dự, thậm chí những người từ một số thế gia lớn cũng sẽ có mặt. Những bữa tiệc như vậy thì có rất nhiều người muốn đi nhưng không đi được, đến lúc đó, với nhan sắc của cô, không chừng sẽ được các thiếu gia công tử nhà giàu quyền quý kia chú ý, lúc đó thì cô có thể một bước lên trời. Ngải Ngọc nhìn Đường Sở Sở cười nói. Vậy à, vậy thì làm phiền cô. Ánh mắt Đường Sở Sở lóe lên, cô nói.
không sao đâu, không phiền gì cả. Sở Sở, chúng ta kết bạn WeChat đi, để khi nào tôi xong thì có thể thông báo cho cô đến. Sau khi Ngải Ngọc kết bạn với Đường Sở Sở qua mạng xã hội, cô ta xoay mông rời đi. Chủ tịch, cô ta là bạn cùng lớp của chị à? Tôn Tiểu Tiểu nói. Ừ, cô ta là bạn cùng lớp cấp 3 của chị, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, thì bọn chị chưa từng liên hệ. Đường Sở Sở nói. Chủ tịch, em thấy người phụ nữ kia trông không giống như người tốt, tốt nhất là chị không nên tới dự yến tiệc gì đó. Tôn Tiểu Tiểu nhìn Đường Sở Sở, lo lắng nói. Sở Sở, em đồng ý tham dự bữa tiệc kia nhất định có lý do của riêng mình đúng không? Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở nói. Sở dĩ em đến Đế Đô lần này là để Đường thị có được chỗ đứng ở Đế Đô, tuy nhiên, Đế Đô là thủ đô, nơi này tốt xấu lẫn lộn, thế lực quyền quý đông đảo, nếu không kết giao một chút quan hệ trước, e là Đường thị sẽ khó phát triển ở Đế Đô. Nếu bữa tiệc tối nay quy tụ tất cả những người giàu có, quyền lực và các tài phiệt của các tập đoàn ở Đế Đô, thì đó là một cơ hội, nếu có thể làm quen với họ và kết bạn với một số người có quyền lực ở Đế Đô thì sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển của Đường thị ở Đế Đô. Đường Sở Sở phân tích. Thì ra đó là điều chủ tịch nghĩ. Tôn Tiểu Tiểu chợt hiểu ra. Đúng là vợ của anh, thật thông minh. Diệp Phàm mỉm cười. Anh Tiểu Phàm, anh đi với em đến tham dự bữa tiệc tối nay đi. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm nói. Được. Diệp Phàm gật đầu. Ở một bên khác, Ngải Ngọc lấy điện thoại di động ra gọi điện, nói, cậu Viên, tôi đã tìm cho ngài một cực phẩm, tối nay ngài có thể hưởng thụ vui vẻ rồi. Đương nhiên là sự thật, cực phẩm 100%. Được, tối nay gặp lại. Ngải Ngọc lên tiếng. Sau đó cô ta cúp điện thoại với nụ cười lạnh trên môi. Mà đám người Diệp Phàm đã trở về khách sạn sau khi ăn xong. Lúc này, Quân Đao đã xuất hiện ở đây. Sao anh lại tới đây? Diệp Phàm nhìn Quân Đao nói. Hiện tại tin tức cậu sở hữu Long Tỷ đã truyền khắp Đế Đô, bây giờ thế lực ở khắp nơi đều đang để mắt tới cậu cẩn thận chút đi. Quân Đao nhìn Diệp Phàm nhắc nhở. Ồ, vậy ư? Diệp Phàm sờ sờ mũi, cười nói, bọn họ muốn Long Tỷ thì cứ tới lấy đi, chỉ xem bọn họ có còn mạng hay không thôi. Cậu đừng lộn xộn, đây là Đế Đô, trước đây việc cậu giết Đoạn Vương đã gây ra chỉ trích. Nếu cậu lại lộn xộn ở Đế Đô, gây ra ảnh hưởng xấu, thì ngay cả Long Soái cũng không thể bảo vệ cậu được đâu. Quân Đao trầm giọng nói. Người không xúc phạm tôi, thì tôi không xúc phạm người, nếu người xúc phạm tôi, thì đừng trách tôi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Trong nhà Âu Dương ở Đế Đô, gia chủ của Âu Dương Khắc, nhìn cha mình là Âu Dương Thành, nói, cha, hiện tại tên nhãi danh đó đang ở Đế Đô. Chúng ta có nên ra tay giết chết cậu ta luôn không? Con đã liên lạc với sư tôn bất phàm, ngày mai hắn sẽ đến Đế Đô, khi đó, hắn sẽ đích thân ra tay giết chết tên này. Vẻ mặt Âu Dương Thành lạnh lùng nói. Sư tôn bất phàm. Âu Dương Khắc nheo mắt lại. Sư tôn bất phàm Phàn Đại Sư, hiện tại xếp hạng thứ 92 trong bảng tông sư, nếu hắn ra tay, tên này chắc chắn sẽ chết. Âu Dương Thành lạnh lùng nói. Nếu tông sư võ đạo ra tay, thì cậu ta chết chắc rồi. Âu Dương Khắc gật đầu. Một số gia tộc lớn khác ở Đế Đô có mối thù với Diệp Phàm, chẳng hạn như nhà Mộ Dung, nhà Công Tôn, nhà họ Dương đều biết được tin tức Diệp Phàm đã đến Đế Đô, và tất cả họ đều đang thảo luận sẽ giết Diệp Phàm như thế nào. Ngay cả thanh niên bí ẩn phía sau Sở Hà, sau khi biết Diệp Phàm tới Đế Đô cũng nói, anh ta thực sự đã tới Đế Đô, hơn nữa còn có được Long Tỷ. Có vẻ như đã đến lúc đi gặp anh ta. Mà trong ác nhân cốc, thực sự đến Đế Đô, có vẻ như ông già này phải đích thân ra tay rồi. Trong ác nhân cốc, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lão già, chẳng lẽ ông muốn đi Đế Đô sao? Ông điên rồi à? Ngay lập tức, một giọng nói khác vang lên. Với thực lực hiện tại của tôi, cho dù tôi có vào Đế Đô, thì bọn họ cũng đâu thể làm gì được tôi. Hiện tại tin tức của Long Tỷ đã truyền khắp nơi, nếu như tôi không ra tay, Long Tỷ sẽ rơi vào trong tay người khác. Mấy lão già các ông, sao không đi cùng tôi đến Đế Đô đi? Dù sao thì Minh Chủ Võ Minh cũng không có ở đây, các người sợ cái gì? Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên. Nếu ông không sợ chết thì cứ đi đi, chúng tôi không muốn tham gia cuộc vui. Giọng nói khác kia lại vang lên. Hừ,
vậy khi tôi lấy được Long tỷ, thì các người đừng giành với tôi. Chủ nhân của giọng nói lạnh lùng kia hừ một tiếng. Sau đó, một lượng lớn ác nhân bước ra khỏi ác nhân cốc và tiến thẳng về đế đô. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. Ở vùng ngoại ô phía đông của đế đô, có một trang viên rộng hàng trăm mẫu đất, trông thật tráng lệ. Lúc này, đủ loại ô tô sang trọng đã đậu bên ngoài trang viên. Các thế lực quyền quý ở đế đô nối đuôi nhau đi về phía trong trang viên, trong đó có nhiều con cái của những gia đình giàu có và thậm chí có nhiều ông chủ có tài sản hàng chục tỷ. Lúc này, Diệp Phàm đi cùng Đường Sở Sở tới đây. Ngay khi họ chuẩn bị bước vào trang viên, thì đã bị bảo vệ chặn lại. Hai vị, xin hãy đưa thư mời ra. Người bảo vệ nói. Thư mời. Diệp Phàm cau mày, nhìn Đường Sở Sở, cô nói, để em gọi điện thoại cho Ngải Ngọc. Rất nhanh, Ngải Ngọc đã đi ra từ trong trang viên, nhìn Đường Sở Sở nói, Sở Sở, tới rồi à. Anh ta muốn chúng tôi cho anh ta xem thư mời. Đường Sở Sở nói, đây là bạn của tôi. Ngải Ngọc nói với bảo vệ. Anh ấy thì sao? Người bảo vệ liếc nhìn Diệp Phàm. Anh ta. Ngải Ngọc nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kinh ngạc. Lúc trước ở nhà hàng, cô ta không để ý nhiều đến Diệp Phàm nên không biết hắn là ai. Đây là bạn trai của tôi, Diệp Phàm. Đường Sở Sở giới thiệu với Ngải Ngọc. Bạn trai. Sắc mặt Ngải Ngọc hơi thay đổi, ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm. Sao vậy, có vấn đề gì à? Đường Sở Sở hỏi. Ồ không, nếu anh ta là bạn trai của cô thì cùng vào đi. Nhưng những người tham dự bữa tiệc tối nay đều là những nhân vật lớn có danh tiếng, hai người đừng nói lung tung, nếu không đắc tội với nhân vật quyền quý nào đó, thì tôi không cứu nổi hai người đâu. Ngải Ngọc dặn dò, dẫn Diệp Phàm và Đường Sở Sở vào trong trang viên. Có hàng trăm người tụ tập trong trang viên này, tất cả đều ăn mặc sang trọng, toát ra khí chất phi thường, bọn họ đang cầm ly rượu và giao lưu với nhau. Anh ở đây lấy chút gì đó ăn trước đi, Sở Sở, tôi dẫn cô đi gặp một người. Ngải Ngọc chỉ vào quầy bánh ngọt, thản nhiên nói với Diệp Phàm, sau đó kéo Đường Sở Sở đi. Chẳng bao lâu, Ngải Ngọc đã mang Đường Sở Sở đến gặp mấy tên công tử. Cậu Viên, đây là Đường Sở Sở. Sở Sở, đây là cậu Viên, cậu cả của nhà họ Viên, một trong những gia tộc giàu có ở đế đô. Ngải Ngọc chỉ vào người thanh niên ở giữa đám công tử này và giới thiệu. Xin chào, cậu Viên. Đường Sở Sở lễ phép nói. Mà tên cậu Viên kia nhìn Đường Sở Sở với ánh mắt sáng ngời. Cô Đường thật xinh đẹp. Cậu Viên nhìn Đường Sở Sở và khen ngợi. Sở Sở, tới uống với cậu Viên mấy ly đi. Ngải Ngọc lên tiếng. Nào, cô Đường, uống một ly đi. Cậu Viên lấy một ly cocktail từ người phục vụ ở bên cạnh và đưa cho Đường Sở Sở. Cảm ơn. Đường Sở Sở không tiện từ chối, chỉ có thể cầm ly rượu uống một ngụm nhỏ. Cô Đường, tôi đã uống hết trong một ngụm luôn rồi mà cô chỉ uống ít vậy thôi sao? Cậu Viên nhìn Đường Sở Sở nhấp một ngụm nhỏ liền lên tiếng nói. Sở Sở, không sao đâu, uống hết đi. Ngải Ngọc thuyết phục Đường Sở Sở. Xin lỗi, tôi không uống được nhiều. Đường Sở Sở xin lỗi. Cô Đường, cô không nể mặt Viên Hạo này sao? Sắc mặt tên cậu ấm nhà họ Viên này sụ xuống, tỏ ra bất mãn nói. Sở Sở, uống nhanh đi, cậu Viên không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội được đâu. Ngải Ngọc liên tục thúc giục Đường Sở Sở. Nể mặt cậu là thứ gì? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nể mặt mày là cái thá gì? Lúc này, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Đường Sở Sở, khinh thường nhìn Viên Hạo nói. Nghe vậy, sắc mặt Viên Hạo tối sầm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mày là ai? Lại dám nói chuyện với bổn thiếu như vậy? Nhóc con, cậu đừng ăn nói lung tung. Ngải Ngọc vội vàng khiển trách Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh lùng liếc nhìn Ngải Ngọc, nói, thì ra cô là chuyên gia dẫn mối à? Cậu nói cái gì hả? Nghe Diệp Phàm nói, sắc mặt Ngải Ngọc thay đổi, không khỏi bất mãn nói. Anh Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi. Đường Sở Sở không muốn gây chuyện ở đây, cô nói với Diệp Phàm. Chửi tao xong còn muốn đi. Mặt Viên Hạo u ám, quát. Nhóc con, đắc tội với Viên thiếu của bọn tao, mày đi được à? Ngay lập tức, mấy cậu ấm đứng cạnh Viên Hạo trực tiếp ngăn cản Diệp Phàm, châm chọc hỏi. Mày muốn thế nào? Diệp Phàm nhìn Viên Hạo.
quỳ xuống dập đầu xin lỗi cho tao. Viên Hạo bướng bỉnh nhìn Diệp Phàm, kiêu ngạo nói. Ha ha. Nghe vậy, Diệp Phàm khẽ cười. Cười xong, hắn giơ chân trực tiếp đá trúng người của đại thiếu nhà họ Viên này, cơ thể của hắn ta bay ra ngoài, đập đổ bàn ăn. Cảnh này làm kinh động những khách quý khác trong trang viên, bọn họ nhao nhao nhìn qua. Lúc thấy đại thiếu Viên gia nằm dưới đất, dáng vẻ thê thảm, bọn họ đều ngạc nhiên. Nhà họ Viên là một trong số nhà quyền thế của đế đô, quyền thế ngút trời, còn đại thiếu nhà họ Viên lại đã gia nhập thái tử đảng, ai dám ra tay với hắn ta? Vậy không phải tìm cái chết à? Viên thiếu. Thấy Viên Hạo bị đánh, sắc mặt Ngải Ngọc thay đổi, vội vàng xông qua. Thằng khốn. Viên Hạo được Ngải Ngọc đỡ dậy, mặt mũi dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Người đâu, bắt thằng nhóc này lại cho tao, tao phải giết hắn. Viên Hạo trực tiếp kêu to. Vệ sĩ anh ta dẫn đến muốn ra tay với Diệp Phàm, nhưng lúc này, một tiếng quát trong trẻo truyền tới. Tôi xem ai dám ra tay. Một thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa bước tới, vẻ mặt lạnh băng. Tư Thiên Thiên. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn thiếu nữ, nói. Thiếu nữ này chính là tiểu thư nhà họ Tư Thiên Thiên, thiên phú võ đạo không tầm thường, là người hắn gặp ở quận Giang Bắc. Cô là ai? Viên Hạo nhìn Tư Thiên Thiên, quát. Tôi là Tư Thiên Thiên, đại tiểu thư nhà họ Tư. Tư Thiên Thiên kiêu ngạo nói. Thì ra là tiểu thư nhà họ Tư. Tư tiểu thư, tôi bị đánh trong bữa tiệc của nhà họ Tư các cô, nhà họ Tư các cô không nên cho tôi một lời giải thích sao? Viên Hạo nhìn Tư Thiên Thiên, lạnh lùng hỏi. Đánh rất hay. Tư Thiên Thiên hừ nói. Cô. Viên Hạo suýt nữa tức hộc máu. Anh Diệp. Đã lâu không gặp. Dứt lời, Tư Thiên Thiên đã bước tới trước mặt Diệp Phàm. Thì ra gia tộc số 1 Giang Bắc đầu tư vào đế đô chính là nhà họ Tư các cô. Diệp Phàm nhìn Tư Thiên Thiên, cười nói. Đúng vậy, nhưng mà may nhờ có anh Diệp, nhà họ Tư bọn em mới có thể có địa vị ngày hôm nay. Tư Thiên Thiên mỉm cười nói. Thì ra chúng mày là một bọn. Chẳng trách dám đánh bổn thiếu, thì ra là có nhà họ Tư đứng sau chống lưng. Nhưng mà mày tưởng nhà họ Tư vừa đầu tư vào đế đô này có thể bảo vệ được mày à? Viên Hạo u ám nhìn chằm chằm Diệp Phàm, kêu lên. Anh dám uy hiếp anh Diệp. Người đâu, đuổi hết bọn họ ra ngoài. Nhà họ Tư không hoan nghênh bọn họ. Tư Thiên Thiên nói thẳng. Một gia tộc vừa đầu tư vào đế đô đã dám ngông cuồng như vậy, ai cho cô lá gan đó? Đột nhiên, một tiếng nói lạnh băng vang lên. Một đám đại thiếu ăn mặc lộng lẫy. Phong thái phi phàm xuất hiện. Người dẫn đầu mặc bộ đồ Armani màu trắng, tràn đầy khí thế, trong mắt toát ra vẻ kiêu ngạo. Vân thiếu, cậu đến rồi, tốt quá rồi. Cậu phải làm chủ cho tôi. Thấy người thanh niên mặc đồ Armani kia, Viên Hạo vội vàng ôm bụng bước tới. Các anh là ai? Tư Thiên Thiên cau mày nhìn đám người này. Cả Vân thiếu mà cô cũng không biết. Vân thiếu là đại thiếu nhà họ Vân. Một trong thập đại thế gia của đế đô. Viên Hạo nói với Tư Thiên Thiên. Nhà họ Vân, không quen. Đây là nhà tôi không hoan nghênh các anh, mời các anh lập tức biến đi. Tư Thiên Thiên bĩu môi nói. Tư Thiên Thiên vừa dứt lời, khách quý có mặt ở đây đều giật mình. Bọn họ không ngờ đại tiểu thư nhà họ Tư lại dám nói ra câu này. Đây là đại thiếu nhà họ Vân đấy, con cháu quyền quý đứng đầu đế đô. Với thân phận của Vân Thiếu, đi đến đâu cũng được cung kính tiếp đãi, ai dám bảo anh ta rời đi chứ? Lá gan này to quá rồi nhỉ? Nghe Tư Thiên Thiên nói, Vân Thiếu mỉm cười, cô nhóc, cô là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy. Nghe nói nhà họ Tư các cô là gia tộc số 1 Giang Bắc, cô tưởng rằng đế đô này là quận Giang Bắc của các cô à? Ở đây, nhà họ Tư các cô chẳng bằng phân chó. Cô có tin? Một câu nói của tôi đã có thể khiến nhà họ Tư các cô biến mất khỏi Long Quốc không? Vân Thiếu vừa dứt lời, các khách quý có mặt đều lùi về phía sau, tránh xa Tư Thiên Thiên, trông như muốn vạch rõ ranh giới với nhà họ Tư. Nếu nhà họ Vân ra tay với nhà họ Tư, vậy cho dù nhà họ Tư là gia tộc số 1 quận Giang Bắc thì cũng chỉ có một con đường chết. Thập đại thế gia đế đô không phải những gia tộc quyền thế ở quận khác có thể đánh đồng. Thập đại gia tộc này đều là tồn tại truyền thừa trăm năm, có bối cảnh chân chính. Người của bọn họ giải rác khắp ba giới quân chính thương của Long Quốc, ở triều đình cũng có chỗ dựa. Một câu nói của thế gia này,
cho dù là bá chủ một quận cũng sẽ phải nhà tan cửa nát. Phút chốc, mọi người không khỏi cảm thán, nhà họ Tư coi như bị hủy trong tay của đại tiểu thư này rồi, giờ mới vừa đầu tư vào đế đô đã sắp tiêu đời. Xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, ông cụ nhà họ Tư bước ra. Ông nội, bọn họ bắt nạt anh Diệp. Thấy ông nội mình, Tư Thiên Thiên vội vàng nói. Diệp thiếu. Ông cụ Tư nhìn Diệp Phàm, biểu cảm ngạc nhiên, cung kính gọi. Ngay lập tức, ánh mắt của đám người Vân Thiếu đều nhìn về phía Diệp Phàm. Là hắn. Vừa thấy Diệp Phàm, Hòa Thừa đứng cạnh Vân Thiếu chợt thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói. Cậu quen hắn. Vân Thiếu liếc nhìn Hoa Thừa. Hắn. Ánh mắt Hoa Thừa lấp lóe nhìn Diệp Phàm, không biết nên trả lời thế nào, dù sao lúc trước ông nội anh ta đã từng cảnh cáo anh ta tuyệt đối không thể đắc tội với người này. Hắn làm sao? Nói. Vân Thiếu lạnh lùng quát. Vân Thiếu, hắn chính là Diệp Phàm kia. Hoa Thừa trầm giọng nói. Nghe Hoa Thừa nói, Vân Thiếu chăm chú nhìn Diệp Phàm, trong mắt anh ta hiện ra ánh sáng lạnh u ám. Thì ra là thằng nhóc này. Không ngờ mày lại dám đến đế đô. Đây là tự mày chui đầu vào lưới, vậy không thể trách tao rồi. Vân Thiếu nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lạnh băng quát. Vân Thiếu, có phải trong này có hiểu lầm gì không? Ông cụ Tư nhìn Vân Thiếu này, hỏi. Hiểu nhầm. Thằng nhóc này đánh người của tôi, nhúng chàm người phụ nữ của tôi, còn giết anh em của tôi, ông nói là hiểu lầm hả? Vân Thiếu mạnh mẽ quát. Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phàm, thầm nói không ngờ tên này lại làm nhiều chuyện trâu bò như vậy. Hôm nay nhà họ Tư các ông đều đi chết cùng hắn đi. Vân Thiếu giống như Diêm Vương ra lệnh xét xử, lạnh lùng quát. Sắc mặt ông cụ Tư thay đổi, cau mày. Ánh mắt Diệp Phàm liếc nhìn Vân Thiếu kia, rồi bước về phía đối phương, giọng điệu của mày không nhỏ nha. Giết hắn cho tao. Vân Thiếu nhìn Diệp Phàm chăm chú, quát lên. Anh ta vừa dứt lời, hộ vệ phía sau đều rút súng ra muốn bắn Diệp Phàm. Cạch cạch cạch. Kết quả súng trong tay đám hộ vệ này vừa được lấy ra đã bị Diệp Phàm bóp thành vụn cơm. Cầm một đống đồng nát sắt vụn này mà đòi giết tao. Diệp Phàm nhìn Vân Thiếu, lạnh lùng cười nói. Bộp. Dứt lời, hắn vung một bạt tai, trực tiếp tát đại thiếu Vân gia của một trong số thập đại thế gia đế đô này ngã xuống đất. Ui! Thấy Vân Thiếu bị đánh, các đại lão quyền quý có mặt ở đây đều hít khí lạnh, vô cùng chấn động. Đường đường đại thiếu thế gia của đế đô lại bị người ta tát ngay trước mặt mọi người. Chuyện này chưa từng xuất hiện ở đế đô. Mày! Vân Thiếu bị tát tới mức nửa bên mặt sưng đỏ, ánh mắt anh ta tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bốp! Diệp Phàm lại vung ra một bạt tai, đánh sưng đỏ nửa bên mặt còn lại của Vân Thiếu. Anh ta đã hoàn toàn biến thành một cái đầu lợn. Bớt làm ra vẻ ở trước mặt tao, con người tao ghét nhất người khác làm ra vẻ. Diệp Phàm nhìn Vân Thiếu, lạnh lùng quát. Nhóc con, gan mày không nhỏ nha. Cả Vân Thiếu mà cũng dám đánh. Lúc này, lại có một người thanh niên xuất hiện, mặt lạnh băng nhìn Diệp Phàm. Mày lại là ở đâu nhảy ra? Ánh mắt Diệp Phàm liếc nhìn thanh niên, lạnh lùng nói. Tao là Ngô Càn. Con trai Sở Phó Sở Hộ Long. Thanh niên nhìn Diệp Phàm, kiêu ngạo nói. Sở Hộ Long là một trong ba sở của Long Quốc, đứng trên các bộ ngành, quyền thế ngút trời. Ở đế đô, cho dù là người của những thế gia quyền quý kia cũng không dám tùy tiện đắc tội Sở Hộ Long. Dù sao bọn họ đều có quyền tiền trảm hậu tấu. Mặc dù Sở Phó Sở Hộ Long chỉ là phó, nhưng vì Sở trưởng Sở Hộ Long bế quan quanh năm, công việc của cả Sở Hộ Long đều do Sở Phó này phụ trách. Vì vậy đối phương cũng là một đại Phật không thể trêu chọc ở đế đô. Ngô Càn là con trai của Sở Phó Sở Hộ Long, thân phận và địa vị của hắn ta không hề thấp hơn Vân Thiếu, thậm chí còn đáng sợ hơn. Mày cũng muốn tới làm ra vẻ. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Nhóc con, nơi này là đế đô, chưa tới lượt mày dở thói ngang ngược ở đây. Ngô Càn nhìn Diệp Phàm, nói. Bốp! Kết quả Ngô Càn vừa dứt lời, Diệp Phàm đã vả mặt hắn ta. Lạnh lùng nói, tao cứ ngang ngược đấy, mày làm được gì? Giờ phút này, toàn bộ khách khứa có mặt ở đây đều sợ ngây người. Viên Hạo, Hoa Thừa và mấy vị công tử khác cũng sửng sốt. Họ nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người này, đầu tiên là đánh Vân Thiếu,
hiện giờ ngay cả con trai của Sở Phó Sở Hộ Long cũng dám đánh. Hắn điên rồi sao? Đánh Ngô Càn chắn chắn hắn sẽ trở thành kẻ địch với Sở Hộ Long. Ở đế đô này mà trở thành kẻ địch của Sở Hộ Long thì chỉ có một con đường chết, không ai có thể cứu được. Với địa vị và quyền lực của Sở Hộ Long ở Long Quốc, nó vốn dĩ không để bất luận kẻ nào vào mắt kể cả các trưởng lão nội các. Mọi người nhìn Diệp Phàm, trong lòng thầm nghĩ, nhãi danh này đang muốn chọc thủng trời mà. Mày dám đánh tao? Ngô Càn khó tin nhìn Diệp Phàm. Hắn ta sống hơn 20 năm, trước giờ chưa có ai dám đánh hắn ta, ngay cả cha hắn ta cũng không nỡ động vào hắn ta dù chỉ một chút. Điều này làm cho người luôn được chúng tinh phùng nguyệt, cao cao tại thượng như Ngô Càn khó có thể chấp nhận được, lửa giận trong lòng càng thêm dâng trào. Tao không thể đánh mày à? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, khinh thường nói. Mày! Ngô Càn suýt nữa đã bị làm cho tức hộc máu, hắn ta lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện. Các người lập tức liên lạc với quân Kỳ Lân, yêu cầu bọn họ điều động quân đội đến đây. Tôi muốn tên nhãi danh này tối nay chết không có chỗ chôn. Vân Thiếu ở một bên cũng ra lệnh cho cấp dưới. Diệp Thiếu, tốt nhất cậu nên rời đi càng sớm càng tốt, nếu không lát nữa người của Sở Hộ Long tới thì rắc rối to. Ông cụ Tư nhìn Diệp Phàm nhắc nhở. Không sao. Tôi ở đây đợi xem họ có thể làm gì tôi. Diệp Phàm không đồng ý mà nói, hắn còn thong thả cầm một miếng điểm tâm lên ăn, không có chút ý thức nào về đại họa lâm đầu sắp xảy ra. Cảnh tượng này khiến Vân Thiếu và Ngô Càn hận Diệp Phàm đến nghiến răng nghiến lợi, họ thầm nghĩ lát nữa nên chém tên này thành từng mảnh ra sao. Chỉ chốc lát sau, hàng nghìn binh sĩ quân Kỳ Lân được trang bị vũ khí hạng nặng và hàng trăm thành viên của Sở Hộ Long xuất hiện trong trang viên này. Khi người của quân Kỳ Lân và Sở Hộ Long xuất hiện, những người khác có mặt ở đây nhìn Diệp Phàm như đang nhìn người chết. Trong lòng bọn họ, Diệp Phàm cách cái chết không xa. Sắc mặt ông cụ Tư trầm trọng. Tuy ông cụ biết Diệp Phàm có thực lực bất phàm, nhưng hiện tại hắn đang đối mặt với quân Kỳ Lân quân đoàn đệ nhất Long Quốc và Sở Hộ Long một trong ba sở của Long Quốc. Dù thực lực mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại hai thế lực lớn này. Ngô Thiếu, ngài không sao chứ? Lúc này, người đàn ông trung niên dẫn đầu Sở Hộ Long lo lắng hỏi Ngô Càn. Tôi không sao, bắt tên này cho tôi muốn bầm hắn thành từng mảnh. Ngô Càn chỉ vào Diệp Phàm giận dữ hét lên. Quân Kỳ Lân lập tức ra tay, bắt hắn và toàn bộ người Tư gia. Vân Thiếu cũng ra lệnh ngay cho tên thống lĩnh quân Kỳ Lân. Lập tức, thống lĩnh quân Kỳ Lân và người đàn ông trung niên dẫn đầu Sở Hộ Long đều liếc nhìn Diệp Phàm. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm đang ăn điểm tâm, vẻ mặt đang lạnh lùng của họ đã nhanh chóng đổi thành sững sờ. Người đàn ông dẫn đầu Sở Hộ Long chính là người lần trước đã chỉ huy Sở Hộ Long xuất hiện tại hiện trường bắt cóc ở Phủ Đoàn Vương và Thiên Võng. Về phần thống lĩnh quân Kỳ Lân, hắn ta cũng là người lần trước đi theo Xích Lân xuất hiện ở Phủ Đoàn Vương. Do đó hai người họ đều biết Diệp Phàm. Khi nhìn thấy người bọn họ muốn bắt là Diệp Phàm, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Các người còn đứng đó làm gì? Nhanh lên! Ngô Càn và Vân Thiếu khiển trách người đàn ông và tên thống lĩnh. Ngô Thiếu, người này không thể động vào. Vân Thiếu, người này không thể động vào. Hai người gần như cùng lúc lên tiếng. Bọn họ đã từng chứng kiến sự khủng bố của Diệp Phàm trong Phủ Đoàn Vương, nên biết rất rõ người này không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Ngay khi lời nói của hai người này thốt ra, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Ngô Càn và Vân Thiếu cũng sửng sốt, hồi lâu cũng không có phản ứng. Không thể động vào là ý gì? Tôi là con trai của sở phó của mấy người đấy, tôi ra lệnh cho mấy người bắt hắn ngay lập tức. Ngô Càn tức giận quát người đàn ông trung niên. Ngô Thiếu, tên này không phải người bình thường, chúng ta không thể động vào hắn, chuyện này tôi sẽ báo cáo cho sở phó. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Các người! Nhất thời Ngô Càn bị làm cho tức chết. Bên kia, Vân Thiếu nhìn thống lĩnh quân Kỳ Lân nói, quân Kỳ Lân các người kiêu ngạo quá rồi, bây giờ tôi không thể ra lệnh cho các người được nữa đúng không? Hay phải để cha tôi nói chuyện với quân chủ của các người? Vân Thiếu, thiếu quân chủ của chúng tôi nói, người này không thể động vào. Ngài có thắc mắc gì thì trực tiếp đi tìm thiếu quân chủ của chúng tôi đi. Thống lĩnh quân Kỳ Lân lạnh nhạt nói. Ông! Vân Thiếu tức giận nhìn chằm chằm này thống lĩnh quân Kỳ Lân. Những người ở đây nhìn thấy cảnh tượng này,
trong lòng họ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bọn họ hoàn toàn không ngờ ngay cả Sở Hộ Long và Quân Kỳ Lân cũng không dám động vào tên này. Người mà đến cả Sở Hộ Long và Quân Kỳ Lân cũng kiêng dè thì thân phận của hắn rốt cuộc khủng bố đến mức nào đây? Chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều kiêng kỵ mà nhìn Diệp Phàm. Bọn họ không ngờ trong đế đô còn giấu một tôn đại Phật như vậy. Xem ra các người cũng không làm gì được rồi. Tôi còn tưởng rằng có thể chơi đùa một chút chứ. Lúc này, Diệp Phàm đã ăn điểm tâm xong, nhìn Ngô Cần và Vân Thiếu cười lạnh. Nhưng lời này của Diệp Phàm lại khiến bọn họ cảm nhận được sự châm biếm vô tận. Hai người nắm chặt tay, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Xem ra không có gì thú vị. Bà xã à, mình đi thôi. Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở. Còn nữa, tôi muốn thông báo với mọi người một tiếng, bà xã tôi là chủ tịch Đường Thị của tập đoàn Thiên Hải. Hai ngày nữa, công ty chi nhánh của tập đoàn Đường Thị ở Đế Đô sẽ khai trương, hy vọng mọi người có thể tới chung vui. Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn mọi người ở đây, lạnh nhạt nói. Nhưng lời nói của hắn nghe như đang uy hiếp đến những ông lớn quyền quý ở Đế Đô vậy. Hệt như bọn họ không đi thì sẽ không có kết cục tốt. Đúng rồi, quan hệ của tôi và Tư gia không tệ, đêm nay nếu có người dám làm khó Tư gia, vậy thì không chỉ đơn giản là mấy cái tát nữa đâu. Diệp Phàm liếc nhìn mấy người Vân Thiếu, Ngô Cần và Viên Hạo uy hiếp. Hắn nói vậy cũng là muốn tốt cho Tư gia. Tuy hắn không sợ những tên công tử này, nhưng khó mà bảo đảm bọn hắn sẽ không ra tay với Tư gia. Diệp Phàm không muốn vì hắn mà liên lụy đến những người vô tội. Sau đó, Diệp Phàm nói một tiếng với ông cụ Tư và Tư Thiên Thiên rồi cùng Đường Sở Sở rời khỏi Tư gia. Khi Diệp Phàm rời đi, những người quyền quý ở đây có tâm trạng khác nhau, họ bắt đầu suy đoán thân phận của Diệp Phàm. Còn Ngô Càn và Vân Thiếu, vẻ mặt họ âm trầm như mực, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lùng chết chóc. Mặc kệ mày là ai, tao nhất định sẽ bầm mày thành từng mảnh. Ngô Càn lạnh lùng nói. Hắn ta trực tiếp rời khỏi đây, chuẩn bị đi tìm cha mình để báo thù. Mà Vân Thiếu cũng trở về Vân gia, chuẩn bị báo thù. Chuyện xảy ra tối nay nhanh chóng lan truyền khắp đế đô, gây nên cuộc nghị luận sôi nổi. Người này chẳng những tát vào mặt hai vị đại thiếu đứng đầu đế đô, mà còn khiến cho Quân Kỳ Lân và Sở Hộ Long không dám động vào. Việc này chắc chắn là một tin chấn động đối với các thế lực và các ông lớn quyền quý ở đế đô. Vô số người đang điều tra thân phận của Diệp Phàm. Bọn họ đều muốn biết người này rốt cuộc có địa vị gì mà lại khó lường như vậy. Nhưng khi có kết quả điều tra, họ phát hiện Diệp Phàm không có thân phận nào khác ngoài thân phận bạn trai của chủ tịch tập đoàn Đường Thị, người hiện đang rất nổi tiếng trong giới kinh doanh của Long Quốc. Mà thân phận đệ tử của Bách Hoa Lâu Chủ và đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách của Diệp Phàm, ngoại trừ những thế gia ở đế đô và những ông lớn có thực quyền chân chính thì không ai có thể tra được. Cùng lúc đó, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đang trên đường trở về khách sạn. Anh Tiểu Phàm, anh vừa nói hai ngày nữa công ty chi nhánh của Đường Thị ở Đế Đô sẽ khai trương, chẳng lẽ anh muốn? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm dò hỏi. Không phải em muốn Đường Thị có chỗ đứng ở Đế Đô sao? Đây là cơ hội tốt để tuyên truyền. Việc em cần làm tiếp theo là trong thời gian ngắn nhất thành lập một công ty chi nhánh ở Đế Đô. Sau đó khai trương đợi những người đó đến. Vậy xem như tập đoàn Đường Thị đã có chỗ đứng ở đế đô. Diệp Phàm nói. Anh Tiểu Phàm, cảm ơn anh nhé. Đường Sở Sở cảm kích nhìn Diệp Phàm. Em là bà xã anh mà còn khách sáo như vậy hả? Diệp Phàm hôn lên mặt Đường Sở Sở. Chẳng bao lâu sau, họ đã về đến khách sạn. Nhưng họ vừa về thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Cậu là đệ tử của Bách Hoa Lâu Chủ. Em mờ thanh này vừa vang lên. Diệp Phàm nhìn thấy một đám người xuất hiện. Mấy người là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đế Đô Thiên Môn. Một người đàn ông mặc đồ đen cầm đầu nhóm người này tay cầm trường đao, lạnh lùng quát. Thiên Môn. Diệp Phàm nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua Thiên Môn gì đó. Xem ra mày cũng không biết Thiên Môn. Thiên Môn chính là bá chủ thế giới ngầm ở Đế Đô. Trong bóng đêm, Thiên Môn chính là chúa tể. Người đàn ông mặc đồ đen quát. Kinh vậy sao? Diệp Phàm cười nói. Nhãi danh, biết điều thì giao ra Long Tỷ, tao sẽ tha cho mày một mạng. Nếu không đêm nay chính là ngày chết của mày. Người đàn ông quát to.
một đám đệ tử thiên môn phía sau hắn ta bộc phát ra sát khí khủng bố. Thì ra là vì Long tỷ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Lúc này lại thêm một đám người. Mấy người lại là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nhà họ Lữ ở Đế Đô. Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn cầm đầu của nhóm người này lạnh lùng nói. Nhà họ Lữ. Đám người thiên môn nghe thấy nhà họ Lữ, sắc mặt thay đổi. Nhà họ Lữ là một trong 10 thế gia lớn ở Đế Đô, còn đứng top đầu trong 10 thế gia lớn. Lão gia nhà họ Lữ là chủ nhân của hình bộ, trong 16 bộ Long Quốc, quan hàm nhất phẩm, nắm giữ quyền lợi cao hơn các thế gia khác. Mấy người cũng đến vì Long tỷ. Diệp Phàm lạnh nhạt hỏi. Ta vâng lệnh Lữ lão đến lấy về Ngọc tỷ truyền quốc. Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nhìn Diệp Phàm, nói thẳng. Lời này của hắn ta trực tiếp làm rõ thân phận của chủ nhân, hiển nhiên đang tạo áp lực cho Diệp Phàm, ép hắn giao ra Long tủ, nếu không sẽ là kẻ địch với hình bộ. Trong 6 bộ, hình bộ chỉ đứng sau chiến bộ, có được quyền lợi rất lớn, đối đầu với hình bộ, tuyệt đối đang tìm chết. Lữ lão hành động rất nhanh. Lúc này một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Một đội ngũ mấy trăm người xuất hiện, tất cả đều là võ giả, tản ra hơi thở lạnh băng, cầm đầu là người đàn ông mặc chiến giáp. Sắc mặt lạnh lùng. Mấy người là người của Võ Vương. Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn liếc nhìn nhóm người này, nhíu mày. Đúng vậy. Ta là Vi Hà, tam thống lĩnh võ vệ của phủ Võ Vương, vâng theo lệnh của Võ Vương đến nghênh đón Ngọc tỷ. Người đàn ông mặc chiến giáp nói. Long tỷ là Ngọc tỷ truyền quốc, đại biểu cho hoàng quyền, Võ Vương muốn Long tỷ, không lẽ muốn mưu triều soán vị. Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nói. Võ Vương chỉ muốn bảo vệ quốc bảo mà thôi. Nếu Võ Vương muốn Long tỷ là soán vị, vậy chủ nhân hình bộ muốn Long tỷ, không lẽ cũng muốn soán vị? Người đàn ông mặc chiến giáp lạnh lùng nói. Ngươi! Sắc mặt của người đàn ông kiểu áo Tôn Trung Sơn tối lại, căm tức nhìn đối phương. Võ Vương là một trong 8 vương gia của Long Quốc, còn là một cao thủ võ đạo hiếm thấy trong 8 vương gia. Vài thập niên trước, giới võ đạo Long Quốc xảy ra biến động lớn. Vô số võ giả tùy ý chống đối chính phủ Long Quốc, tạo thành thương vong rất lớn. Lúc đó Võ Vương xuất thế, tiêu diệt 10 mấy tông môn võ đạo, chém giết mấy ngàn võ giả, cuối cùng dẹp yên trận náo động này, được phong làm Võ Vương, trở thành một trong 8 vương gia của Long Quốc. Võ vệ là một chi đội ngũ của Võ Vương, tất cả đều là võ giả, số lượng hơn 3.000 người. Mấy người không cần cãi, Thiên Kiếm Tông muốn Long tỷ này. Đột nhiên rất nhiều võ giả xuất hiện. Bọn họ là người của Thiên Kiếm Tông, tông môn cấp cao trong giới võ đạo, cũng đến vì Long tỷ. Đám người Thiên Kiếm Tông này tay cầm trường kiếm, trên người tản ra kiếm thế lạnh băng. Nhóm người này đều trên huyền cảnh, cầm đầu là 3 cao thủ trên thiên cảnh. Thấy người của Thiên Kiếm Tông xuất hiện, 3 thế lực thiên môn, nhà họ Lữ, Võ Vương đều thay đổi sắc mặt. Tiếp theo còn có không ít thế lực võ đạo xuất hiện, tất cả đều đến vì Long tỷ. Chỉ trong nháy mắt. Hiện trường có khoảng hơn 5.000 người. Một đám như lang như hổ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không ít người đến. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lúc này, đám người huyết cơ, đại hổ nhị hổ, u ảnh xuất hiện. Giao Long tỷ ra đây. Người cầm đầu mấy thế lực quát. Muốn tôi giao ra Long tỷ. Vậy phải xem mấy người có bản lĩnh hay không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Các thế lực lớn như Thiên Môn, nhà họ Lữ, phủ Võ Vương. Thiên Kiếm Tông đều ra tay xông thẳng về phía Diệp Phàm. Đám người đại hổ nhị hổ, huyết cơ, u ảnh cũng xông ra ngoài chém giết. Nhưng mấy người bọn họ không có khả năng ngăn cản nhiều người như vậy. Rất nhanh rất nhiều cao thủ lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vung lên đoản kiếm màu đen, xông ra ngoài. Phụt phụt phụt. Diệp Phàm vừa ra tay giống như sát thần, máu tươi văng tung tóe, thi thể ngã chất đầy đất. Mặc dù mấy ngàn người khủng bố, chiến lực có thể sánh ngang với quân đoàn mấy vạn người, nhưng đứng trước Diệp Phàm lại không chịu nổi một đòn. Đối mặt với Diệp Phàm, huyết cơ, đại hổ nhị hổ, dù là cao thủ thiên môn, hay nhà họ Lữ hay Thiên Kiếm Tông hay các thế lực võ đạo khác đều không ngăn cản được bọn họ. Dưới sự tàn sát điên cuồng, hơn ngàn người chết thảm, số người còn lại cũng không ngừng lùi về sau, trong mắt lộ ra sự sợ hãi. Người dẫn đầu của mấy thế lực thiên môn, phủ Võ Vương, nhà họ Lữ, Thiên Kiếm Tông thấy vậy bị chấn động mạnh. Bọn họ không ngờ Diệp Phàm còn trẻ mà thực lực lại khủng bố như vậy.
tiếp tục, không phải muốn Long tỷ sao? Đến đây. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này, khóe miệng cong lên, trong bóng đêm, đây giống như nụ cười của ác ma. Những người này nghe Diệp Phàm nói vậy không những không tiếp tục ra tay, ngược lại không ngừng lùi về sau, nuốt nước bọt, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Mấy người chỉ có vậy thôi sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không ngờ mấy bà già bách hoa kia lại có thể dạy dỗ ra một đệ tử thiên tài như ngươi, có chút bản lĩnh. Lúc này một giọng nói nghẹn ngào truyền đến. Sau đó một luồng gió lạnh ập đến, làm người hốt hoảng. Một đám người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt âm lãnh xuất hiện. Nhóm người này chia thành hai bên, nhường ra một con đường. Một lão giả mặc áo choàng, tóc bạc, hốc mắt hõm lại, xương gò má nhô lên, tản ra hơi thở u ám xuất hiện. Đôi con người của lão giả lóe lên tia sáng âm u, làm người không rét mà run. Ông là ai? Diệp Phàm nhíu mày. Lão giả này mang lại cảm giác nguy hiểm cho Diệp Phàm. Có thể làm Diệp Phàm sinh ra cảm giác nguy hiểm, thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Mấy đại ác nhân của ác nhân cốc đều chết trên tay ngươi, hôm nay ngươi cũng nên đền mạng cho bọn họ. Giao Long tỷ ra, nể mặt chủ nhân Bách Hoa, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Lão giả lạnh nhạt nói. Ông là người ác nhân cốc. Không lẽ là một trong bốn ác đầu? Diệp Phàm nhìn chằm chằm đối phương, lạnh nhạt nói. Ác nhân cốc ngoại trừ thập đại ác nhân, còn có bốn ác đầu. Người này nhìn không giống thập đại ác nhân, vậy chỉ có thể là một trong bốn ác đầu. Ngươi có mắt nhìn đấy. Hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi chết sảng khoái. Đúng vậy, bổn tọa chính là một trong bốn ác đầu của ác nhân cốc, võ điên. Lão giả lạnh lùng quát. Không ngờ là võ điên. Không ít người ở đây biết được thân phận của lão giả đều vô cùng kinh sợ. Ác nhân cốc, bốn ác đầu, nổi tiếng với võ, rượu, sắc, đánh cược. Bốn người này lần lượt thích võ công, rượu ngon, người đẹp, đánh bạc. Võ điên là người thích võ công, đối phương khát vọng vũ lực cao siêu, vì tăng lên vũ lực, ông ta có thể trả giá bất cứ thứ gì, bởi vậy được gọi là võ điên. Năm đó vì tăng lên thực lực, võ điên ác độc dùng máu trẻ con để tăng lên tu vi, làm nhiều người tức giận, lọt vào sự đuổi giết của chính phủ Long Quốc và giới võ đạo, cuối cùng gia nhập ác nhân cốc, trở thành một trong bốn ác đầu. Nghe đồn năm đó vì đối phó với võ điên, phía chính phủ và giới võ đạo đã hy sinh hơn 10 vị cao thủ thiên cảnh và hơn 10 vị cao thủ địa cảnh, cuối cùng cũng không bắt được ông ta. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm. Năm đó võ điên đã đáng sợ như vậy, nhiều năm trôi qua, rất khó tưởng tượng ông ta mạnh đến mức nào. Lúc này các thế lực lớn vốn muốn cướp đoạt Long tỷ đều nhìn võ điên với ánh mắt sợ hãi, không ngừng lùi về sau, sợ trêu chọc phải đối phương. Võ điên. Diệp Phàm lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Nhãi danh, giao Long tỷ ra đây, bổn tọa cho ngươi toàn thây. Võ điên nói. Cho tôi toàn thây. Ha ha. Diệp Phàm nở nụ cười khinh thường. Thấy Diệp Phàm không biết trời cao đất dày, sắc mặt võ điên trầm xuống, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi thật sự không biết sống chết, vậy bổn tọa thành toàn cho ngươi. Võ điên nói xong thì chộp móng về phía Diệp Phàm. Đi kèm móng vuốt là tiếng nổ chói tai. Móng vuốt sắc bén của ông ta đi tới đâu là không khí biến mất tới đó. Lúc này, những người khác đều có cảm giác nghẹt thở, trong lòng không ngừng run rẩy, ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Móng vuốt ẩn chứa sức mạnh ngút trời, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, dường như không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhưng ngay khi móng vuốt của đối phương sắp chạm tới Diệp Phàm, cơ thể hắn như ma quỷ biến mất ngay trước mắt. Vút! Trông thấy Diệp Phàm biến mất, vẻ mặt võ điên thay đổi, ông ta bỗng nhiên quay phát đầu lại. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Diệp Phàm ở phía sau lưng, bổ một kiếm về phía ông ta. Một kiếm chém ra khiến đối phương không thể ngăn cản, có một loại khí thế dễ như bẻ cành khô. Võ điên không kịp phản ứng, chỉ có thể đan chéo tay trước ngực để đỡ kiếm. Theo đó là tiếng nổ vang truyền ra. Thanh kiếm của Diệp Phàm va chạm với hai tay của võ điên, một trong tứ đại ác nhân của ác nhân cốc. Sức mạnh của hai bên trực tiếp đối đầu, bộc phát ra năng lượng cuồn cuộn. Năng lượng đáng sợ này an rộng ra khắp hướng, khiến cho toàn bộ người của những thế lực khác bị đánh bay ra ngoài. Mặt đất dưới chân bọn họ nứt toác, thậm chí còn lún xuống. Bịch bịch bịch. Sau cú va chạm, cơ
cơ thể Võ Điên lùi mạnh về sau, còn Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích. Ngươi vậy mà. Võ Điên nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Nhưng mà, ông ta chưa kịp nói xong thì Diệp Phàm đã bổ tới. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm chém liên tiếp mấy nhát, kiếm thế không thể chống đỡ, giống như đang bổ núi. Dưới đòn tấn công mạnh mẽ của hắn, Võ Điên bị áp chế liên tục lui về phía sau, căn bản không có cơ hội đánh trả. Phụt phụt. Rất nhanh, Diệp Phàm đã tóm được chỗ sơ hở của đối phương, hắn đâm một kiếm vào bả vai, máu tươi bắn tung tóe. Bịch bịch bịch. Võ Điên bị đâm lui về phía sau, bả vai nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ. Bản tọa xem thường ngươi rồi. Võ Điên âm trầm nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không định nói nhảm với đối phương, hắn lại chém một kiếm tới. Vụt. Ánh mắt Võ Điên híp lại, ông ta vung tay, tất cả thành viên của ác nhân cốc không kịp phản ứng, tất cả đều bị hắn ta ném về phía Diệp Phàm. Phụt phụt phụt. Diệp Phàm cũng không khách khí, hắn vung kiếm giết luôn đám người ác nhân cốc. Lúc này, Võ Điên nhân cơ hội đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Ầm. Diệp Phàm cũng dùng tay trái đánh ra một chưởng, đối đầu trực tiếp với nắm đấm của đối phương. Tiếng nổ chói tai vang lên. Đòn tấn công này khiến mặt đất dưới chân của cả hai đều lún xuống. Phụt. Võ Điên run lên, một ngụm máu phun ra, thân thể lui về sau. Diệp Phàm lại vung kiếm chém về phía đối phương. Phụt phụt phụt. Võ Điên lại phất tay, ném toàn bộ thành viên của ác nhân cốc đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhấc kiếm giết từng người một. Võ Điên nhân cơ hội bỏ chạy. Không hổ là ác nhân, quả nhiên là tàn nhẫn. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Võ Điên chạy trốn, những người còn lại của ác nhân cốc cũng giải tán, tất cả đều bỏ chạy. Lúc này, người của những thế lực khác đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ không ngờ đệ tử của thủ lĩnh Bách Hoa lại khủng bố như vậy, đường đường là một trong tứ đại ác nhân của ác nhân cốc cũng không địch lại được hắn ta. Rút! Ngay lập tức, người cầm đầu các thế lực lần lượt ra lệnh. Tất cả bọn họ đều rút lui, hoàn toàn từ bỏ ý định đoạt Long Tỷ từ tay Diệp Phàm. Chạy cũng nhanh đấy. Diệp Phàm khinh thường nói. Khi người của những thế lực này bỏ chạy, chủ nhân đứng sau bọn họ cũng nhanh chóng biết được tình hình cuộc chiến. Thủ lĩnh Thiên Môn, Vũ Vương, ông cụ nhà họ Lữ nắm trong tay hình bộ, người của tông chủ Thiên Kiếm Tông đều bị thực lực của Diệp Phàm dọa sợ. Một người chừng 20 tuổi lại có thực lực mạnh hơn cả một trong những người lợi hại nhất ác nhân cốc, ít nhất hắn ta phải đạt tới thiên cảnh. Ở tuổi này, có được thực lực như vậy, tuyệt đối là nghịch thiên. Trong lúc nhất thời đệ tử chủ nhân Bách Hoa trở thành tiêu điểm bàn tán của các thế lực đứng đầu Long Quốc. Tại Tổng Bộ Sở Hộ Long, Ngô Càn trở lại đã lập tức tìm cha mình Ngô Thiên, báo cho đối phương biết chuyện nhà họ Tư. Cha, con muốn tên nhãi danh kia chết không có chỗ chôn. Ngô Càn nói với cha mình. Người này không đơn giản như con nghĩ đâu. Ngô Thiên nhíu mày. Chẳng lẽ ngay cả cha cũng không dám ra tay với hắn? Rốt cuộc thì hắn ta có lai lịch gì? Ngô Càn khó hiểu nhìn cha mình, đối phương đơn giản nói qua những chuyện liên quan tới Diệp Phàm. Hắn ta chính là kẻ đã giết chết người của Đoạn Vương. Ngay lập tức, vẻ mặt Ngô Càn trở nên kinh ngạc. Không sai, hắn còn giết Xuyên Vương, hai vị thống soái của chiến khu Tây Bộ, phó tổ trưởng Tổ Long, cộng thêm ba vị quân chủ của quân Thiên Lang, quân Bạch Hổ và quân Bạo Hùng. Khi Ngô Thiên nói ra từng cái tên, vẻ mặt Ngô Càn không ngừng thay đổi, cuối cùng trở nên cứng ngắc. Lúc này, Ngô Càn vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to, không ngừng nuốt nước bọt. Hắn.sao hắn có thể khủng bố như vậy? Ngô Càn lắp bắp nói. Hắn ta không bao giờ nghĩ tới, người kia lại giết chết nhiều đại nhân vật quyền thế ngút trời như vậy. Tên kia khủng bố như thế mà hắn vẫn còn có thể sống sót được từ trong tay hắn ta, đúng là may mắn. Sự khủng bố của người kia còn hơn tất cả những gì mọi người có thể tưởng tượng, cho dù các vị trưởng lão trong nội các cũng không dám đụng tới hắn ta. Thế nên trước tiên con vẫn phải nhịn một chút, đợi cục trưởng xuất quan thì may ra có thể đối phó được với cậu ta. Ngô Thiên trầm giọng nói. Vâng. Ngô Càn gật đầu. Mà ở nhà họ Vân, khi Vân Thiếu muốn nhờ Vân gia ra tay, hắn cũng nhận được đáp án giống nhau, người này không thể trêu chọc. Cùng lúc đó, ở bên trong lầu các cổ kính, người đàn ông mặc lễ phục thời nhà Thanh đang quan sát những ngôi sao trên bầu trời, không biết đang nghĩ tới điều gì. Lão già mặc thường dân bước nhanh tới,
Chủ công, những người đó đã nhận được người kia còn sống, đoán chừng là mấy ngày nữa sẽ ra tay. Vậy thì chúng ta đợi xem kịch hay thôi. Người đàn ông đối diện cười lạnh, những người khác đã tới đông đủ chưa? Lão già gật đầu. Vậy thì hành động thôi, ủ mưu 18 năm. Cũng nên thu lưới rồi. Lúc này trong mắt đối phương bắn ra tia sáng khiếp người, toát ra uy áp tối cao, giống như bá chủ càn quét thiên hạ. Hôm sau, một ngày mới lại đến. Ở ngoại ô phía tây đế đô, có một tòa kiến trúc khổng lồ. Lấy tòa kiến trúc này làm trung tâm, trong phạm vi vạn mét đều được xem là cấm địa, bất kỳ người ngoài nào cũng không được tự ý vào, ngay cả nhân viên chính phủ cũng không được. Nơi này chính là Tổng Bộ Điện Long Vương. Là thế lực đứng đầu Long Quốc, mặc dù không còn như xưa nhưng những gì nên có thì vẫn có. Hôm nay là ngày Điện Long Vương cử hành Đại hội Long Vương mới. Tất cả những thành viên cấp cao của Điện Long Vương, bao gồm các người phụ trách phân điện đều tập trung ở đây, vì vậy thì vệ canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Bên ngoài có 3.000 quân tinh nhuệ của Điện Long Vương trú đóng. Những nơi khác đế đô còn có gần 1 vạn thành viên Điện Long Vương. Là tổng bộ của Điện Long Vương, lực lượng ở đế đô đương nhiên là mạnh nhất. Đương nhiên so với Điện Long Vương ở thời kỳ đỉnh cao vẫn có chênh lệch rất lớn. Năm đó Long Vương tọa trấn điện, Điện Long Vương ở đế đô có 10 vạn quân đóng giữ, có thể so với một quân đoàn chính quy, mà thành viên Điện Long Vương ở các nơi trong nước cộng lại cũng phải vượt qua 30 vạn người. Đây chính là thế lực của một tổ chức lớn nhất Long Quốc. Nhưng từ sau khi Long Vương biến mất, Điện Long Vương đã bắt đầu bị những thế lực khác và bên chính phủ tấn công. Nhất là phía chính phủ, năm đó bởi vì sự tồn tại của Long Vương nên không dám ra tay với Điện Long Vương, hiện giờ Long Vương không còn nữa, họ đương nhiên sẽ không mặc cho một lực lượng khổng lồ như vậy đóng quân ở đế đô để uy hiếp đến bọn họ. Những năm gần đây, phía trên đã ngoài sáng trong tối trấn áp Điện Long Vương, thậm chí còn huy động toàn bộ thế lực lớn ở kinh đô để đè ép bọn họ. Mà lực lượng của Điện Long Vương ở đế đô cũng không ngừng bị giảm bớt, ban đầu từ 10 vạn người giờ còn 1 vạn người, thậm chí sức ảnh hưởng của Điện Long Vương ở đế đô còn không bằng một thiên môn quật khởi không quá 10 năm. Lúc này, trong một phòng họp khổng lồ của Điện Long Vương, các điện chủ phân điện và một số thành viên cấp cao đang có mặt tại đây. Trong đó có Khương Uyên phụ trách ở phân điện Giang Nam, Hướng Khôn phân điện Nam Thiên, Cung Kiếm phân điện Hoài Giang, Thiết Ưng phân điện quận Thiên Phủ, Từ Xuyên phân điện Thiên Thục và Tống Mạch ở quận Giang Bắc. Long thủ tới. Lúc này, một tiếng hô lên. Mọi người ở đây đều đứng dậy, ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Rất nhanh, đoàn người đi đến, xung quanh 7 người cầm đầu đều tản ra khí tức khủng bố. Bọn họ chính là 7 trong bát đại long thủ của Điện Long Vương, theo thứ tự là Kiếm Lãng Long Thủ, Phong Thiên Long Thủ, Thiên Cực Long Thủ, Phần Diễm Long Thủ, Huyền Băng Long Thủ, Liệt Ảnh Long Thủ, Thanh Phong Long Thủ. Bát Đại Long Thủ, bởi vì Huyền Ưng Long Thủ bị Diệp Phàm giết chết, bây giờ chỉ còn lại có 7 người. Mà theo sau 7 vị Long Thủ này là Long Tướng của mỗi người. Kính chào Long Thủ. Mọi người có mặt đều nhìn 7 vị Long Thủ và kính cẩn kêu lên. 7 vị Long Thủ này trực tiếp ngồi vào vị trí tương ứng của họ. Tại sao lại thiếu một vị Long Thủ? Lúc này, rất nhiều người nhìn thấy thiếu một vị Long Thủ, đều rất kinh ngạc. Về việc Long Thủ Huyền Ưng bị giết, cũng không có bao nhiêu người trong Điện Long Vương biết. Đây là lần đầu tiên một trong 8 Long Thủ của chúng ta bị thiếu. Phần Diễm Long Thủ hừ lạnh. Ít đi một người thì vừa hay, không cần phải tranh đoạt vị trí điện chủ. Thiên Cực Long Thủ lạnh lùng hét lên. Thiên Cực, ông không hề che giấu sự thèm muốn của mình với vị trí điện chủ chút nào nhỉ. Thanh Phong Long Thủ mỉm cười. Vị trí điện chủ của Điện Long Vương này đã bị bỏ trống nhiều năm như vậy, hôm nay cũng nên bầu ra chủ nhân mới của nó. Mà Thiên Cực tôi nhất định phải có được vị trí này. Thiên Cực Long Thủ lạnh lùng nói. Muốn ngồi lên vị trí của điện chủ, ông có thực lực đó sao? Kiếm Lãng Long Thủ ở một bên khinh thường nói. Kiếm Lãng, ông có ý gì? Muốn đánh một trận với tôi đúng không? Thiên Cực Long Thủ nhìn Kiếm Lãng Long Thủ hét lên. Sẵn sàng bất cứ lúc nào. Hai tay Kiếm Lãng Long Thủ cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn nói. Ông, Thiên Cực Long Thủ ngay lập tức muốn ra tay, nhưng Phong Thiên Long Thủ đã thuyết phục ông ta dừng lại. Không phải ai cũng có thể ngồi vào vị trí điện chủ của Điện Long Vương, các người có chắc mình có khả năng ngồi ở vị trí đó không?
nếu như ngày đó lão điện chủ hoặc đệ tử của điện chủ trở về, các người sẽ giải thích thế nào? Phong Thiên Long Thủ nói như muốn ám chỉ điều gì đó. Mà ông ta nói điều này là bởi vì ông ta biết về sự tồn tại của Diệp Phàm. Lão điện chủ đã biến mất nhiều năm như vậy, nếu muốn trở lại thì ông ấy đã sớm trở lại rồi. Về phần đệ tử của điện chủ, cho dù có xuất hiện thì đã sao? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là đệ tử của điện chủ nên chúng ta phải giao điện Long Vương khổng lồ này cho hắn quản lý sao? Phần Diễm Long Thủ lạnh lùng nói. Ai có thực lực mạnh hơn thì có tư cách đảm nhiệm chức vụ điện chủ của điện Long Vương. Kiếm Lãng Long Thủ hét lên với vẻ mặt lạnh lùng, trong cơ thể phóng ra một luồng kiếm khí đáng sợ. Khi sức mạnh kiếm khí của ông ta bùng nổ, không khí trong hiện trường như đóng băng. Mọi người có mặt đều cau mày. Những Long Thủ khác nhìn Kiếm Lãng Long Thủ với ánh mắt kỳ lạ. Kiếm Lãng, thực lực của ông đã tiến bộ rất nhiều, xem ra ông cũng muốn làm điện chủ. Phong Thiên Long Thủ mở miệng nói. Đương nhiên rồi. Kiếm Lãng Long Thủ nhìn chằm chằm vào vị trí điện chủ của Điện Long Vương, với tham vọng sâu sắc bùng phát trong mắt ông ta. Hừ, với thực lực của các người mà dám mơ tưởng ngồi lên vị trí điện chủ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Vị trí điện chủ của Điện Long Vương sẽ vĩnh viễn thuộc về lão điện chủ. Liệt Ảnh Long Thủ trực tiếp hét lên. Liệt Ảnh, ông muốn đánh nhau sao? Kiếm Lãng Long Thủ lạnh lùng nói. Đánh thì đánh, ai sợ ai? Liệt Ảnh Long Thủ vung ra một ngọn giáo màu đỏ thẫm và hét lên lạnh lùng. Các người muốn biến nơi này thành nơi đấu võ sao? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bốn bóng người xuất hiện ở đây, tản ra áp lực kinh khủng. Trong bốn người này, có một người mặc áo dài, tóc bạc trắng, mắt như mắt ưng, đúng là Bạch Ưng Long Quân. Ba người còn lại, một người mặc một bộ áo dài màu vàng kim, tóc hơi xoăn, toát ra khí thế thô kệch. Một người mặc áo khoác dài màu xanh lơ, khuôn mặt lạnh lùng âm u, trong mắt hiện lên tia sáng cực kỳ đáng sợ. Người cuối cùng mặc bộ váy dài màu tím, tóc dài xõa trên vai, đánh phấn mắt màu tím, mang đầy vẻ trưởng thành và quyến rũ, đôi mắt tỏa sáng khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của bà ta. Ba người này là Cuồng Sư Long Quân, Thanh Dực Long Quân, Tử Hồ Long Quân trong bốn vị Long Quân của Điện Long Vương. Khi bốn vị Long Quân xuất hiện, Liệt Ảnh Long Thủ và Kiếm Lãng Long Thủ đều im lặng. Kính chào Long Quân. Tất cả đều kêu lên một cách kính trọng. Bốn vị Long Quân này trực tiếp ngồi ở bốn vị trí phía dưới vị trí điện chủ của Điện Long Vương. Tôi nghĩ mọi người đều biết ý nghĩa của việc triệu tập Đại hội Long Vương ngày hôm nay. Hiện tại Điện Long Vương đang bị song phương công kích, đang bị các bên chèn ép, đã đến lúc tuyển ra một vị điện chủ mới để lãnh đạo Điện Long Vương của chúng ta. Bạch Ưng Long Quân trực tiếp nói. Không biết bốn vị Long Quân dự định bổ nhiệm ai vào vị trí điện chủ. Phần Diễm Long Thủ lên tiếng nói. Đương nhiên là quyết định bằng cách bỏ phiếu. Bạch Ưng Long Quân nói. Bỏ phiếu cái gì, rắc rối quá. Cứ để bọn họ giơ tay biểu quyết, xem ai trong bốn người chúng ta có nhiều người ủng hộ hơn là được. Thanh Dực Long Quân hừ lạnh nói. Bốn người các người, chẳng lẽ chúng tôi không thể tranh cử sao? Phần Diễm Long Thủ trầm giọng nói. Các người cũng muốn cạnh tranh với chúng tôi sao? Thật nực cười. Chúng tôi, Tứ Đại Long Quân, là người lớn nhất trong Điện Long Vương chỉ sau Điện Chủ, cho dù có chọn Điện Chủ, cũng phải chọn trong số bốn người chúng tôi, Long Thủ các người có tư cách gì để tranh cử? Vẻ mặt Thanh Dực Long Quân khinh thường nói. Ai nói chỉ có các người mới có tư cách tranh cử? Hôm nay trước Điện Chủ của Điện Long Vương, Thiên Cực này quyết phải lấy được. Thiên Cực Long Thủ lạnh lùng nói. Thiên Cực, ai cho ông dũng khí nói ra lời này? Thanh Dực Long Quân nhìn Thiên Cực Long Thủ khinh thường nói. Bụp, bụp. Đột nhiên Thiên Cực Long Thủ vỗ tay. Bụp bụp bụp. Một giây tiếp theo, hàng trăm người từ bên ngoài lao vào, tất cả đều cầm súng ống chĩa vào mọi người có mặt, toát ra sát khí lạnh lùng. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt của những người có mặt trong Điện Long Vương đều thay đổi. Thì ra ông đã chuẩn bị từ trước, chẳng trách ông lại dám ngông cuồng như vậy, nhưng ông cho rằng chỉ với mấy trăm người này có thể giúp ông giành được chức điện chủ sao? Thanh Dực Long Quân nhìn Thiên Cực Long Thủ, khinh thường nói. Chỉ có bọn họ thì đương nhiên chưa đủ, cho nên tôi đã liên lạc với Thiên Môn, hiện tại môn chủ Thiên Môn đang dẫn theo quân Thiên Môn tới đây, chỉ trong mấy phút nữa bọn họ sẽ hoàn toàn khống chế nơi này. Thiên Cực Long Thủ lạnh lùng nói.
ông thật sự cấu kết với Thiên Môn. Sắc mặt Thanh Dực Long Quân thay đổi. Thiên Cực, đây là chuyện nội bộ của Điện Long Vương chúng ta, ông lại cấu kết với kẻ địch bên ngoài để đối phó với người một nhà, ông có biết mình đang làm gì không? Bạch Hưng Long Quân nhìn Thiên Cực Long Thủ và hét lên. Ông là tên phản bội, tôi sẽ giết ông. Cuồng Sư Long Quân giận dữ hét lên. Ông ta chuẩn bị trực tiếp tấn công Thiên Cực Long Thủ. Nổ súng. Thiên Cực Long Thủ đột nhiên hét lên. Mấy trăm người kia trực tiếp bóp cò. Ngay lập tức, một cuộc chiến lớn nổ ra. Và khi cuộc chiến này nổ ra, bên ngoài trụ sở của Điện Long Vương, lúc này đang có rất nhiều người đang hướng tới đây, mà người dẫn đầu là Nghiêm Khiếu, môn chủ Thiên Môn. Những người trong Điện Long Vương ở những khu vực khác của đế đô đã bị khống chế hết chưa? Nghiêm Khiếu hét lên với người của mình. Môn chủ yên tâm, những người đó đã bị người của chúng ta khống chế từ lâu rồi, sẽ không có cơ hội tới chi viện. Mã Liệt, chiến tướng của Thiên Môn lạnh lùng nói. Được rồi, hôm nay tôi sẽ hoàn toàn quét sạch Điện Long Vương khỏi Long Quốc, về sau, Thiên Môn của chúng ta sẽ thay thế Điện Long Vương, trở thành tổ chức lớn nhất Long Quốc. Đôi mắt của Nghiêm Khiếu lóe lên ánh sáng làm người khiếp sợ. Họ đi thẳng về phía trụ sở của Điện Long Vương. Mà khi quân Thiên Môn tiến tới tấn công trụ sở của Điện Long Vương, còn có rất nhiều người đến đây, trong đó bao gồm cả người của Hách Liên Môn Phiệt và tổ chức Thiên Võng. Ngoài ra, còn có người từ nhiều thế lực khác nhau đến đây. Hiển nhiên bọn họ đều muốn nhân lúc hôm nay Điện Long Vương triệu tập mở đại hội để tiêu diệt toàn bộ Điện Long Vương. Lúc này Điện Long Vương trực tiếp trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Tổng bộ Điện Long Vương, trong phòng họp, tiếng súng liên miên không ngừng. Thiên Cực Long Thủ ra lệnh nổ súng, trước đó hắn ta đã cho mấy trăm tay súng nổ súng về phía Long Quân và các Long Thủ. Vô số viên đạn vẩy ra khắp phòng họp. Nhưng vài vị Long Quân Long Thủ ở đây đều trên địa cảnh, không có khả năng bị đánh trúng. Bọn họ tránh né viên đạn, đồng thời ra tay đánh bay những tay súng kia. Những người khác, hoặc trốn không kịp, hoặc bị đạn lạc bắn trúng. Thiên Cực, tên phản đồ, chết đi. Cuồng Sư Long Quân gầm lên, tung một đấm về phía Thiên Cực Long Thủ giống như một con sư tử điên cuồng. Thiên Cực Long Thủ nhìn thấy Cuồng Sư Long Quân lao đến, biến sắc, vung tay ngăn cản. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Thiên Cực Long Thủ cũng đã đạt đến thiên cảnh, nhưng đối mặt với một quyền của Cuồng Sư Long Quân vẫn bị đánh bay ra khỏi phòng họp. Đa phần những tay súng ở đây đều bị các Long Quân Long Thủ đánh chết, số còn lại trực tiếp bị dọa sợ chạy ra ngoài. Đám người Cuồng Sư Long Quân xông hết ra ngoài. Bên ngoài, hơn 3.000 bộ đội tinh nhuệ của Điện Long Vương đều hội tụ lại. Nhưng bọn họ chia thành nhiều đội ngũ, lần lượt đứng bên cạnh Tứ Đại Long Quân và các Long Thủ. Hiển nhiên 3.000 người này lệ thuộc dưới sự lãnh đạo của các Đại Long Quân Long Thủ của Điện Long Vương. Thậm chí còn có một lượng lớn người thầm xuất hiện, lần lượt đứng cạnh Phần Diễm Long Thủ, Thiên Cực Long Thủ, Thánh Dực Long Quân. Hiển nhiên những người này đã sắp xếp sẵn mọi việc, vì muốn cướp lấy vị trí điện chủ Điện Long Vương. Có vẻ mấy người đã chuẩn bị trước. Bạch Hưng Long Quân lạnh nhạt nói. Mấy người đều muốn phản bội Long Vương. Cuồng Sư Long Quân lạnh lùng quát. Long Vương đã biến mất nhiều năm như vậy, có khi đã chết từ lâu. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn không chọn ra tân điện chủ? Nếu tiếp tục như vậy, sớm hay muốn Điện Long Vương cũng xong đời. Thiên Cực Long Thủ lạnh lùng nói. Cho dù chọn điện chủ cũng là chuyện của Điện Long Vương, ngươi lại dám cấu kết với Thiên Môn, không lẽ ngươi không biết Thiên Môn vẫn luôn thèm muốn Điện Long Vương, muốn thay thế Điện Long Vương? Cuồng Sư Long Quân nói. Ta đã bàn bạc với chủ nhân Thiên Môn, chỉ cần ta thành điện chủ, hắn ta sẽ không ra tay với Điện Long Vương. Ta đang cứu Điện Long Vương. Thiên Cực Long Thủ quát. Người đang dẫn sói vào nhà, người cảm thấy Thiên Môn thật sự sẽ bỏ qua cho Điện Long Vương. Đến lúc đó Điện Long Vương sẽ bị Thiên Môn ăn sạch sẽ, tên phản bội, chết đi. Cuồng Sư Long Quân tung một quyền về phía Thiên Cực Long Thủ. Thiên Cực Long Thủ thấy Cuồng Sư Long Quân lao đến, biến sắc, muốn trốn tránh nhưng không kịp nữa. Thiên Cực Long Thủ bị Cuồng Sư Long Quân đánh bay ra xa mấy chục mét, nện trên mặt đất điên cuồng hộc máu, bị thương nặng. Lúc này một bóng người đứng trước mặt Thiên Cực Long Thủ, đây chính là Nghiêm Khiếu, môn chủ Thiên Môn. Nghiêm môn chủ, cuối cùng ông cũng đến. Thiên Cực Long Thủ thấy Nghiêm Khiếu xuất hiện, khuôn mặt trắng bệch lộ ra sự kích động.
Nghiêm Khiếu. Cuồng sư Long Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Khiếu. Ba vị Long Quân và sáu vị Long Thủ nhìn Nghiêm Khiếu và các đệ tử Thiên Môn phía sau ông ta, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Thiên Cực Long Thủ, Điện Long Vương các người đối xử rất tàn nhẫn với người một nhà. Nghiêm Khiếu nói. Nghiêm Môn Chủ, xin giúp ta bắt lấy bọn họ. Sau này Điện Long Vương sẽ duy trì Thiên Môn, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Thiên Cực Long Thủ nói. Ta cảm thấy Điện Long Vương các ngươi không cần tồn tại nữa. Nghiêm Khiếu lạnh nhạt nói. Nghiêm Môn Chủ có ý gì? Thiên Cực Long Thủ biến sắc. Qua hôm nay, Thiên Môn sẽ thay thế Điện Long Vương, trở thành tổ chức lớn nhất Long Quốc, Điện Long Vương sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đương nhiên, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi có thể gia nhập Thiên Môn trở thành một phần của Thiên Môn. Nghiêm Khiếu nói. Sắc mặt Thiên Cực Long Thủ tối lại, nhìn chằm chằm đối phương. Nghiêm Môn Chủ, lúc trước ngươi không nói vậy. Nếu lúc trước ta không nói vậy, sao ngươi sẽ nói tỉ mỉ kỹ càng vị trí các cứ điểm của Điện Long Vương ở Đế Đô cho ta chứ? Hiện tại ngoại trừ các ngươi, các lực lượng khác của Điện Long Vương ở Đế Đô đã bị Thiên Môn phá hủy. Bây giờ sống chết của các ngươi hoàn toàn nằm trong tay ta, tại sao ta còn phải giữ lại Điện Long Vương các ngươi làm gì? Nghiêm Khiếu khinh thường nói. Sắc mặt của Thiên Cực Long Thủ vô cùng khó coi. Những người khác của Điện Long Vương nghe vậy cũng rất khó coi. Phản đồ, thấy chưa? Ngươi còn tưởng dựa vào Thiên Môn có thể ngồi lên vị trí điện chủ, quá buồn cười. Cuồng sư Long Quân lạnh lùng nói. Nghiêm Khiếu, ngươi là môn chủ Thiên Môn lại bội ước như vậy, nếu truyền ra không sợ mất mặt sao? Thiên Cực Long Thủ nhìn chằm chằm Nghiêm Khiếu. Ngươi đang uy hiếp ta. Nghiêm Khiếu liếc nhìn Thiên Cực Long Thủ. Giác! Chưa đợi Thiên Cực Long Thủ nói chuyện, ông ta đã nhanh tay bóp nát cổ Thiên Cực Long Thủ. Thiên Cực Long Thủ chết không nhắm mắt. Ngươi cũng xứng uy hiếp ta. Nghiêm Khiếu khinh thường nói. Chỉ trong nháy mắt đã hạ dục Thiên Cực Long Thủ, một trong tám Long Thủ của Điện Long Vương. Sắc mặt của người Điện Long Vương không ngừng thay đổi. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần nguyện ý rời khỏi Điện Long Vương, gia nhập Thiên Môn, miễn chết, ai không muốn, giết không tha. Nghiêm Khiếu lạnh lùng quát. Hừ, lúc Điện Long Vương trở thành tổ chức đứng đầu Long Quốc, Thiên Môn các ngươi còn không biết đang ở gầm cầu nào đâu. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn thâu tóm Điện Long Vương, không biết tự lượng sức. Cuồng sư Long Quân quát. Nghiêm Khiếu, ta khuyên ngươi mang theo người mình rời khỏi nơi này, nếu không hôm nay ngươi sẽ rất khó tồn tại rời đi. Bạch Ưng Long Quân lạnh nhạt nói. Một đám lão già gàn bướng hồ đồ. Nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Giết, không tha một ai. Nghiêm Khiếu ra lệnh. Dứt lời, các đệ tử Thiên Môn giơ cao vũ khí sắc bén, họ hét lao về phía người Điện Long Vương. Lần này vì đối phó với Điện Long Vương, Nghiêm Khiếu triệu tập hơn 1 vạn đệ tử Thiên Môn, tạo thành một quân đoàn. Trong đó có rất nhiều võ giả, có cả nhân cảnh và huyền cảnh, thậm chí có không ít võ giả địa cảnh. Lần này Nghiêm Khiếu chuẩn bị rất đầy đủ. Muốn bắt được Điện Long Vương. Giết! Người Điện Long Vương cũng múa may vũ khí xông lên. Lúc này bọn họ lại đoàn kết một lòng đối ngoại. Cuồng sư Long Quân và Nghiêm Khiếu va chạm vào nhau. Từng quyền của bọn họ như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Năng lượng ngập trời lan ra, đánh bay người xung quanh. Cuồng sư Long Quân và Nghiêm Khiếu cùng lui về sau. Quả nhiên là Long Quân, đã già như vậy rồi vẫn còn mạnh vậy. Nghiêm Khiếu lạnh nhạt nói. Nhưng thời đại của Điện Long Vương đã qua, từ nay về sau sẽ là thời đại Thiên Môn. Mấy lão già các ngươi có thể cút vào quan tài rồi. Nghiêm Khiếu lạnh băng quát. Trên người Nghiêm Khiếu bộc phát ra dòng khí khủng bố. Bán bộ tông cảnh. Ngươi. Cuồng sư Long Quân khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Khiếu. Ông không ngờ Nghiêm Khiếu đã đạt đến bán bộ tông sư. Mặc dù Thiên Môn quật khởi nhiều năm, Tứ Đại Long Quân cũng có hiểu biết nhiều về Thiên Môn, nhưng bọn họ chưa từng chiến đấu với Nghiêm Khiếu. Đây là lần đầu tiên bọn họ giao chiến. Không ngờ thực lực của Nghiêm Khiếu mạnh như vậy. Phải biết rằng trong Tứ Đại Long Quân, thực lực mạnh nhạt là thiên cảnh cửu trọng, cách bán bộ tông cảnh còn nửa bước. Bọn họ lớn hơn Nghiêm Khiếu 10 mấy tuổi. Lúc này 3 vị Bạch Ưng, Thanh Dực, Tử Hồ Long Quân đều nhíu mày lại. Chết đi! Nghiêm Khiếu quát lớn. Ông ta tung một chưởng về phía cuồng sư Long Quân. Bùm! Lần này,
Cuồng sư Long Quân dốc toàn bộ sức lực để chống lại đòn tấn công của đối thủ. Tiếng nổ dữ dội vang lên, Cuồng sư Long Quân ngay lập tức bị đánh bay, lộn mấy vòng trên không, ngã nhào ra đất, hộc ra máu tươi rồi quỳ rạp trên mặt đất. Ông già, không sao chứ? Bạch Hưng Long Quân chạy đến rồi hỏi Cuồng sư Long Quân. Còn chưa chết được. Nhưng thực lực của tên này không đơn giản, e rằng bốn người chúng ta phải hợp sức mới có thể hạ gục được. Cuồng sư Long Quân lạnh lùng nói. Hai người. Lúc này Bạch Hưng Long Quân liền liếc nhìn Thanh Dực Long Quân và Tử Hồ Long Quân. Mặc dù tôi muốn ngồi lên vị trí điện chủ của Điện Long Vương, nhưng cũng phải diệt trừ thiên môn này trước đã. Thanh Dực Long Quân hừ lạnh. Bốn người chúng ta đã lâu không cùng nhau ra tay rồi, hôm nay cuối cùng lại có cơ hội này. Tử Hồ Long Quân mỉm cười yêu kiều, với mười ngón tay thon dài nhưng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh khó hiểu. Hôm nay hãy cho bổn môn chủ này xem tứ đại Long Quân các người cùng nhau ra tay có bao nhiêu lợi hại đi. Nghiêm Khiếu mạnh mẽ hét lên. Soạt, 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 soạt. Ngay lập tức, tứ đại Long Quân quyết tâm cùng nhau giết chết Nghiêm Khiếu. Cuồng sư Long Quân gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra kim quang, giống như một ngọn núi khổng lồ, lao thẳng về phía Nghiêm Khiếu. Bàn tay của Bạch Ưng Long Quân lập tức hóa thành một móng vuốt đại bàng, nhắm thẳng vào Nghiêm Khiếu. Đôi mắt của Tử Hồ Long Quân phát ra ánh sáng tím, một cỗ linh lực vô hình liền bộc phát rồi công kích Nghiêm Khiếu. Toàn thân Thanh Dực Long Quân như có tia điện, tấn công ác liệt về phía Nghiêm Khiếu. Tứ đại Long Quân này, Cuồng sư và Bạch Ưng giỏi tấn công trực diện, Tử Hồ là thuật sĩ hệ tinh thần và giỏi tấn công từ xa, còn Thanh Dực Long Quân có tốc độ cực kỳ nhanh, giỏi đánh lén. Bốn người này là một tổ hợp của hai đại chiến binh cộng với một pháp sư và sát thủ. Bốn người liên thủ, mặc dù thực lực của Nghiêm Khiếu đã một nửa bước vào tông cảnh nhưng vẫn bị áp chế. Đã 10 năm, tứ đại Long Quân mới có dịp cùng nhau chiến đấu. Bên kia, tướng lĩnh số 1 Mã Liệt của Thiên Môn đang cùng mấy đầu rồng của Điện Long Vương giao đấu kịch liệt, những người khác cũng đã hợp thành đoàn để chiến đấu. Thế nhưng Điện Long Vương chỉ có hơn 3.000 người phải đối mặt với hàng vạn đệ tử của Thiên Môn, không thể tránh khỏi tổn thất nặng nề. Soạt, soạt, soạt. Đúng lúc bọn họ đang chiến đấu ác liệt, một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở đây. Bọn họ không ai khác chính là năm đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt, đằng sau họ là hàng trăm chiến binh của Hách Liên Phiệt. Các vị cuối cùng cũng đã đến. Phần Diễm Long Thủ đi đến trước mặt năm đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt rồi nói. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt nhìn thấy cảnh tượng này liền hỏi. Là người Thiên Môn, bọn chúng muốn nhân cơ hội hủy diệt Điện Long Vương. Phần Diễm Long Thủ trầm giọng nói. Cũng đúng lúc, chờ hai bên đánh nhau mệt rồi, đó là lúc chúng ta lao vào. Đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt lạnh lẽo nói. Soạt, soạt, soạt. Thế nhưng, đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt vừa mới dứt lời thì lại có một đám người đàn ông mặc đồ đen đã xuất hiện ở đây. Mỗi người bọn họ đều mặc áo choàng đen, tay cầm dao sắc và toát ra hơi thở chết chóc. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng, mũi diều hâu. Đôi mắt sắc như chim ưng, thực lực không rõ nông sâu, khiến người khác cảm thấy cực kỳ ớn lạnh. Bọn họ lại là ai? Năm đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt nhìn nhóm người này, khẽ cau mày. Người đàn ông mặc áo choàng cũng liếc nhìn người của Hách Liên Phiệt, đôi mắt lóe lên tia dị thường. Lúc này, một tiếng nổ vang lên, tứ đại Long Quân và Nghiêm Khiếu đều lần lượt lùi ra sau. Phụt! Nghiêm Khiếu phun ra máu, sắc mặt tối sầm lại. Trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo và âm trầm. Sắc mặt của tứ đại Long Quân cũng tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Đặc biệt là Cuồng sư Long Quân mới bị Nghiêm Khiếu đánh trọng thương, sau một trận chiến kịch liệt này, vết thương của ông ta càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mấy lão già chết tiệt, Nghiêm Khiếu hừ lạnh. Môn chủ, lại có người tới. Lúc này, một vị tướng quân của Thiên Môn nói với Nghiêm Khiếu. Nghiêm Khiếu lập tức liếc nhìn Hách Liên Phiệt và đám người còn lại. Lạnh lùng hỏi, các người là ai? Bọn họ là năm đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt, một trong cửu đại môn phiệt của Long Quốc. Nghiêm Khiếu, ông tốt nhất đem người của mình lập tức rời đi, nếu không ông sẽ không biết đối địch với Hách Liên Phiệt có hậu quả gì đâu. Phần Diễm Long Thủ nhìn Nghiêm Khiếu rồi lạnh lẽo nói. Hách Liên Phiệt, Nghiêm Khiếu khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Điện Long Vương thuộc về Hách Liên Phiệt bọn ta. Đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt mạnh mẽ hét lớn. Hách Liên Phiệt mấy người cũng ngang ngược thật đấy.
Lúc này, người đàn ông mặc áo choàng, mũi diều hâu lạnh lùng lên tiếng. Mấy người là ai? Đại hộ pháp Hách Liên Phiệt hừ lạnh. Các người không xứng để biết lai lịch của chúng tôi nhất định sẽ là chủ nhân mới của Điện Long Vương, kẻ nào dám cướp, giết không tha. Đôi mắt như chim ưng của tên đàn ông đó chứa đầy sát khí. Ngông cuồng, sắc mặt đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt tối sầm lại, lạnh lẽo hét lên. Xem ra Điện Long Vương của chúng ta thật giống như thịt là đường tăng, kẻ nào cũng muốn cắn một miếng. Bạch Ưng Long Quân chế nhạo. Đại hộ pháp, đừng lãng phí thời gian với bọn chúng nữa, trước tiên hãy đánh bại người của Điện Long Vương. Phần Diễm Long Thủ nói. Hôm nay ở đây thật là náo nhiệt nha. Lúc này, lại có một giọng nói trầm vang lên. Rầm rập. Giây tiếp theo, một loạt tiếng bước chân dày đặc vang lên. Trong nháy mắt có hàng nghìn người đang tiến lại đây. Tất cả đều cầm vũ khí trong tay và toát ra hơi thở chết chóc lạnh lẽo. Đứng đầu nhóm người này là một người đàn ông mặc áo dài màu trắng, lông mày rậm, mắt to, khoảng 50 tuổi, tóc bạc trắng hai bên thái dương, đôi mắt sâu như hố đen vô tận. Hai kẻ đứng cạnh người đàn ông này đều có khí thế bức người, phía sau còn có nhiều chiến binh địa cảnh tầng thứ 7 trở lên. Thiên Võng Chủ. Khi người đàn ông mặc áo dài trắng với mái tóc bạc trắng ở hai bên thái dương xuất hiện, vẻ mặt của Tứ Đại Long Quân liền thay đổi, đột ngột hét lên. Người đàn ông này chính là Thiên Võng Chủ, phía sau ông ta còn có hai đại hộ pháp, các đại thiên vương và một đội quân tinh nhuệ của tổ chức Thiên Võng. Lần này để đối phó với Điện Long Vương, để báo thù cho nỗi nhục nhã ngày đó, tổ chức Thiên Võng lần này cũng đã dốc toàn lực. Khi bốn đại Long Quân gọi ba chữ Thiên Võng Chủ, biểu cảm của các thành viên trong Điện Long Vương cũng liền thay đổi. Thân là thành viên của Điện Long Vương, bọn họ đương nhiên biết tổ chức Thiên Võng. Năm đó tổ chức Thiên Võng âm mưu bành trướng thế lực đến tận Long Quốc, điều này khiến Điện Chủ Điện Long Vương tức giận, ông ta đã trực tiếp giết chết hàng vạn chiến binh của tổ chức Thiên Võng, thậm chí cửu đại Thiên Vương nổi tiếng của tổ chức Thiên Võng lúc bấy giờ cũng bị tàn sát. Nếu không phải ngày đấy Thiên Võng chủ nhanh chóng trốn thoát, thì e rằng cũng đã chết trong tay ông ta. Trận chiến này đã gây chấn động cả Long Quốc và toàn thế giới. Nó cũng khiến Long Vương trở thành cường giả được vô số người công nhận, là thế lực tối thượng không thể chạm vào, đồng thời cũng xác lập địa vị không ai có thể lay chuyển được của Điện Long Vương ở Long Quốc. Sau trận chiến đó, người của tổ chức Thiên Võng cũng không dám bước vào Long Quốc trong hơn 10 năm. Nhưng ngày hôm nay, Thiên Võng chủ đã lại đến Long Quốc và xuất hiện trong Điện Long Vương. Khi ông ta xuất hiện thì vẻ mặt của Tứ Đại Long Quân, Lục Đại Long Thủ, Long Tướng và những người khác đều trở nên nghiêm trọng. Nhiều người trong số họ đã nhìn thấy thực lực năm đó của Thiên Võng Chủ. Tuy rằng năm đó ông ta bị Long Vương đánh trọng thương, nhưng thực lực của ông ta vô cùng cường đại. Nếu như không gặp Long Vương, có lẽ chẳng ai có thể trở thành đối thủ của ông ta. Lúc này, năm đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt, người đàn ông mặc áo choàng, Nghiêm Khiếu và những người khác cũng đang nghiêm túc nhìn Thiên Võng Chủ. Mặc dù ông ta không bộc phát ra uy thế đáng sợ nào, nhưng vẫn mang đến cho bọn họ một cảm giác áp bức vô hình. Và thường thì loại người như thế này rất đáng sợ. Ánh mắt Thiên Võng Chủ liếc nhìn Tứ Đại Long Quân. Thiên Võng Chủ, không ngờ ông cũng dám bước vào Long Quốc. Bạch Ưng Long Quân nhìn Thiên Võng Chủ rồi nói. Bùm! Thiên Võng Chủ không nói gì, toàn thân liền bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp, ngay lập tức trấn áp Tứ Đại Long Quân. Phụt! Trong nháy mắt, Tứ Đại Long Quân đều bị sức mạnh này thổi bay, ngã xuống đất rồi không ngừng hộc ra máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều chết lặng. Ông ta chỉ mới bùng phát sức mạnh đã có thể hạ gục Tứ Đại Long Quân của Điện Long Vương, thực lực này thật sự quá cường đại. Đã hơn 10 năm trôi qua, các người vẫn không có chút tiến bộ nào. Xem ra không có Long Vương, Điện Long Vương vốn không cần tồn tại. Thiên Võng Chủ thất vọng nói. Sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ không còn Điện Long Vương nữa. Thiên Võng Chủ hét lên. Giọng điệu của ông ta chắc nịch, giống như một vị thần đưa bản án tử hình. Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt trong Điện Long Vương đều cảm thấy một luồng hơi thở chết chóc nồng nặc. Thủ lĩnh Thiên Võng, ăn nói cũng lớn lối thật. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo truyền khắp tổng bộ Điện Long Vương. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh. Bọn họ trông thấy ba bóng người xuất hiện. Ba người này không ai khác chính là Diệp Phàm và hai anh em Đại Hổ. Phong Thiên Long Thủ và Khương Uyên thấy người đến thì thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù thủ lĩnh thiên võng này rất đáng sợ, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, chỉ cần có vị thiếu chủ này ở đây thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Phần Diễm nhìn thấy Sở Phong thì thay đổi sắc mặt, ông nhíu chặt mày. Giờ khắc này, người của Điện Long Vương, Thiên Môn, Hách Liên Phiệt, đám người mặc áo choàng đen và người của Thiên Võng đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm. Cậu là ai? Thủ lĩnh Thiên Võng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Tham kiến thiếu chủ. Lúc này Phong Thiên Long thủ trực tiếp quỳ xuống hô lên với Diệp Phàm. Ngay sau đó, chủ phân điện quận Giang Nam, Khương Uyên. Chủ phân điện quận Nam Thiên, Hướng Khôn. Chủ phân điện quận Hoài Giang, Cung Kiếm. Chủ phân điện quận Thiên Phủ Thiết Ưng. Chủ phân điện quận Giang Bắc Tống Mạch. Cả năm người đều quỳ xuống hành lễ với Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Bọn họ nhìn Phong Thiên Long thủ năm điện chủ phân điện với vẻ mặt không thể tin nổi. Thiếu chủ. Sắc mặt của tứ đại long quân, các đại long thủ và đám long tướng đều liên tục thay đổi. Thiếu chủ. Cậu là gì của Long Vương? Thủ lĩnh Thiên Võng nhìn Diệp Phàm chất vấn. Long Vương là ngũ sư phụ của tôi. Diệp Phàm trực tiếp trả lời. Câu nói của Diệp Phàm khiến cho vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, thay vào đó là biểu cảm khiếp sợ. Người của Điện Long Vương càng thêm chấn động. Bọn họ không ngờ điện chủ biến mất mười mấy năm không trở về, vậy mà đồ đệ của ông ấy lại xuất hiện. Tứ đại long quân và sáu long thủ nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không ngừng thay đổi. Cậu là đệ tử của điện chủ. Sao có thể như vậy được? Phần Diễm long thủ nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin. Hóa ra là đồ đệ của Long Vương. Sao nào? Bản thân ông ta không dám xuất hiện, phái một đệ tử hỉ mũi còn chưa sạch tới chịu chết sao? Thủ lĩnh Thiên Võng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Ông cảm thấy một bại tướng như ông xứng để ngũ sư phụ xuất hiện, đích thân ra tay đối phó với ông sao? Diệp Phàm khinh thường nhìn thủ lĩnh Thiên Võng. Những lời này của Diệp Phàm khiến sắc mặt của thủ lĩnh Thiên Võng trầm xuống, ánh mắt ông ta hiện rõ vẻ lạnh lẽo u ám, sát khí tản ra làm cho người khác nghẹt thở. Danh con, tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi lại ghê gớm đấy nhỉ. Hôm nay tôi sẽ thay Long Vương dạy cho đệ tử của ông ta một bài học. Thủ lĩnh Thiên Võng lớn tiếng quát. Dứt lời, ông ta vung trường tát thẳng về phía Diệp Phàm. Bụp! Ngay sau đó, một tiếng tát thanh thúy trực tiếp vang lên. Nhưng không phải Diệp Phàm bị tát, mà là thủ lĩnh Thiên Võng bị tát bay ra ngoài. Ngay khi thủ lĩnh Thiên Phát đánh về phía Diệp Phàm, hắn đã ra tay trước, tát thẳng lên mặt đối phương, khiến ông ta bay ngược ra ngoài. Phụt! Thủ lĩnh Thiên Võng bị tát bay ra xa hơn 10 mét, ông ta nằm trên đất rồi phun ra máu, trên mặt hẳn rõ dấu năm bàn tay. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ, ai nấy đều không thể tin nổi. Mày! Thủ lĩnh Thiên Võng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông ta đường đường là thủ lĩnh Thiên Phạt, vậy mà lại bị đánh trước mặt bao nhiêu người như vậy, hơn nữa còn là một thằng danh vắt mũi chưa sạch, điều này còn nhục nhã hơn cả việc ông ta bị Long Vương đánh cho thiệt hại nghiêm trọng. Năm đó ngũ sư phụ không diệt Thiên Võng, các người nên biết đủ, vậy mà còn dám bước chân vào Long Quốc, còn mưu đồ tiêu diệt Điện Long Vương. Ai cho ông dũng khí tự tin vậy? Bốp! Diệp Phàm nhìn thủ lĩnh Thiên Võng. Gần từng câu từng chữ. Dứt lời, hắn lại vung tay tát đối phương. Thủ lĩnh Thiên Võng muốn trốn nhưng khi cơ thể ông ta phản ứng kịp thì cái tát của đối phương đã giáng xuống. Lần này, thủ lĩnh Thiên Võng lại bị tát bay ra ngoài. Nhìn thủ lĩnh Thiên Võng giống như một đứa trẻ con bị Diệp Phàm tát tới tát lui, tất cả người của Thiên Võng đều ngây ra như phỗng. Những người khác cũng hoảng sợ, âm thầm nuốt nước miếng. Khốn kiếp, tao. Bốp. Thủ lĩnh Thiên Võng bị tát hai bạt tai liên tiếp, ông ta giận dữ hét lên với gương mặt đầy dữ tợn. Chỉ là còn chưa kịp nói xong, lại thêm một cái bạt tai giáng tới, lại bị đánh ngã xuống đất. Phụt! Thủ lĩnh Thiên Võng té xuống đất, miệng không ngừng phun ra máu, cả khuôn mặt đã ra chóc thịt bong. Chủ nhân! Lúc này, hai hộ pháp Thiên Võng hét lớn. Lên, bảo vệ chủ nhân! Bọn họ trực tiếp xông lên. Đám Thiên Vương của Thiên Võng từng người lao về phía Diệp Phàm. Lúc này, Đại Hổ và Nhị Hổ cũng ra tay, bọn họ vung quyền đối đầu với hai vị hộ pháp. Ầm ầm, hai tiếng vang truyền tới. Cơ thể hai gã hộ pháp bị đánh bay ra ngoài, bọn họ nằm trên đất hộc máu. Ngay sau đó, Đại Hổ và Nhị Hổ đã giết chết toàn bộ đám Thiên Vương.
Nhân có hội này, thủ lĩnh Thiên Võng đứng dậy, ông ta nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt lạnh như băng, không nói lời nào mà xoay người rời đi. Rõ ràng, thủ lĩnh Thiên Võng cũng sợ hãi. Mặc dù Diệp Phàm chỉ tát ông ta mấy cái nhưng cú tát kia khiến thủ lĩnh Thiên Võng biết rõ thực lực của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, nếu không thì ông ta cũng sẽ không bị hắn làm nhục như vậy. Thế nên thủ lĩnh Thiên Võng mới nhịn lửa giận rời đi, nếu vẫn tiếp tục ở lại đây thì ông ta chỉ càng thêm nhục nhã. Ai cho phép ông đi vậy? Ngay khi thủ lĩnh Thiên Võng rời khỏi nơi này, giọng nói lạnh như băng của Diệp Phàm quanh quẩn bên tai. Sắc mặt của thủ lĩnh Thiên Phạt thay đổi, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, danh con, mày đừng có ức hiếp người quá đáng. Tôi bắt nạt ông đấy thì làm sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Mày! Thủ lĩnh Thiên Võng căm tức nhìn Diệp Phàm, ông ta trực tiếp ra lệnh cho mấy nghìn thành viên của Thiên Võng, các người lên hết cho ta, giết chết hắn. Người của Thiên Võng nghe được những lời này thì ai nấy đều thay đổi sắc mặt, bọn họ không dám ra tay. Nếu ai không lên, người đó phải chết. Thủ lĩnh Thiên Võng giận dữ quát lên. Dứt lời, ông ta đánh ra một chưởng, giết chết mười mấy thành viên Thiên Võng. Dưới sự đe dọa của thủ lĩnh, thành viên Thiên Võng chỉ có thể liều chết xông về phía Diệp Phàm. Mà thủ lĩnh Thiên Võng lại nhân cơ hội muốn bỏ chạy. Lúc này, một cỗ uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp trên người ông ta. Phụt phụt. Dưới cỗ uy áp này, thủ lĩnh Thiên Võng phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta bị đè quỳ trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Khi thủ lĩnh Thiên Võng quỳ xuống, thuộc hạ của ông ta cũng bị cỗ uy áp đáng sợ này đè lên, tất cả nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Vụt. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt thủ lĩnh Thiên Võng. Hắn từ trên cao nhìn xuống đối phương, năm đó ngũ sư phụ của tôi không giết chết ông, nhưng tôi lại ông có ý định tha cho ông. Ánh mắt của thủ lĩnh Thiên Võng lộ ra vẻ không thể tin nổi, trong lòng lại đang nổi lên sóng to gió lớn. Thực lực của ông ta đã đạt tới tông cảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt, uy áp của người này lại có thể trấn áp bản thân, vậy thì sức mạnh của đối phương phải khủng khiếp như thế nào? Chừng 20 tuổi đã bước vào tông cảnh, trở thành cường giả tông sư. Đây là chuyện không thể nào. Với hiểu biết của thủ lĩnh Thiên Võng, ông ta chưa bao giờ nghe nói, trên thế giới này lại có thiên tài yêu nghiệt như vậy. Mày! Lúc này, ánh mắt thủ lĩnh Thiên Võng nhìn Diệp Phàm lại hiện ra vẻ kiêng kỵ và sợ hãi, ông ta bị khiếp sợ đến nỗi nói không nên lời. Bịch! Diệp Phàm cũng không phí lời, hắn vung tay đánh nát đầu của đối phương, máu tươi đỏ tươi phun ra, cảnh tượng tanh mùi máu. Lúc này, tất cả đều bị dọa sợ tới ngây người. Người của Điện Long Vương, Hách Liên Phiệt, Thiên Môn và đám người mặc áo choàng màu đen đều trừng to hai mắt, ai nấy đều kinh ngạc. Giết! Sau khi diệt thủ lĩnh Thiên Võng, ánh mắt Diệp nhìn về phía những người còn lại của Thiên Võng rồi nói một cách không khách khí. Hắn vừa dứt lời, hai anh em Đại Hổ và Nhị Hổ như hóa thân thành cỗ máy giết người, bọn họ điên cuồng tàn sát đám người Thiên Võng. Lúc này, người của Thiên Võng đã bị Diệp Phàm trấn áp không thể nhúc nhích, bọn họ chẳng khác nào dê nằm trên thớt chờ bị làm thịt, không hề có năng lực phản kháng. Cứ như vậy, mấy nghìn cường giả tinh nhuệ của Thiên Võng đã bị hai anh em Đại Hộ giết sạch. Bọn họ chỉ có thể nhìn, chờ cái chết ập tới. Loại giày vò này là đau đớn nhất. Rất nhanh, mấy chục phút trôi qua. Mấy ngàn tinh nhuệ Thiên Võng bị tàn sát không còn một mống. Thủ lĩnh Thiên Võng và mấy nghìn người này bị giết, Thiên Võng gần như có thể tuyên bố diệt vong. Những người khác nhìn mấy ngàn quân cứ như vậy bị hai người này tàn sát, tất cả đều không ngừng nuốt nước bọt. Từng cơn sóng chấn động ập tới. Phút. Lúc này, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Hách Liên Phiệt, Thiên Môn, đám người áo choàng thần bí kia rồi lên tiếng, các người cũng muốn diệt Điện Long Vương. Dứt lời, bầu không khí như ngưng đọng lại. Hô hấp của ba nhóm người đều dừng lại, trên trán toát mồ hôi lạnh, tim đập mạnh, bọn họ có một loại cảm giác bước một chân vào Điện Diêm Vương. Mặc dù chỉ đơn giản là một câu nói nhưng khi được phát ra từ miệng Diệp Phàm, lại khiến cho cường giả của ba thế lực nghẹt thở. Giờ phút này bọn họ giống như đang chờ đợi Diêm Vương xét xử. Chúng tôi là hộ pháp Hách Liên Phiệt, một trong cửu đại môn phiệt của Long Quốc, phụng mệnh phiệt chủ tới đây tiếp quản Điện Long Vương. Nếu ai ngăn cản thì chính là kẻ địch của cửu đại môn phiệt. Đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt nhìn Diệp Phàm nói. Lời này của hắn rõ ràng là muốn dùng cửu đại môn phiệt để đe dọa Diệp Phàm,
dù sao thì cửu đại môn phiệt cũng là bá chủ ở Long Quốc, bất cứ cường giả của thế lực nào cũng không dám trêu chọc. Đáng tiếc là, bọn họ đã tìm sai người. Với Diệp Phàm mà nói, cửu đại môn phiệt cái gì đó, kẻ đắc tội với hắn đều phải chết như nhau. Người của cửu đại môn phiệt à? Diệp Phàm nghe đối phương nói vậy thì nhẹ giọng đáp. Không sai, người trẻ tuổi, nếu cậu không muốn đối địch với cửu đại môn phiệt thì ngoan ngoãn thu tay chịu trói. Một hộ pháp khác của Hách Liên Phiệt nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Phàm thì cho rằng đối phương bị dọa, hắn ngạo mạn nói. Răng rắc. Tên hộ pháp kia vừa dứt lời thì Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn ta, một tay tóm lấy cổ bóp nát tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Phàm giết chết hộ pháp của Hách Liên Phiệt một cách quả quyết như vậy, tứ đại hộ pháp còn lại đều hoảng sợ. Mày dám giết người của Hách Liên Phiệt. Gã đại hộ pháp nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt âm trầm. Người của Lâm Phiệt, Võ Phiệt, Đông Phương Phiệt tôi cũng đã giết rồi, thêm một Hách Liên Phiệt cũng không nhiều. Diệp Phàm thản nhiên đáp. Câu trả lời của hắn khiến tứ đại hộ pháp sợ tới ngây người. Bọn họ không ngờ tên này lại giết chết nhiều người của cửu phiệt như vậy. Đây còn là người sao? Rút! Đại hộ pháp trực tiếp ra lệnh. Điện Long Vương là nơi các người muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn gã đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt. Phụt! Dứt lời, một tia sáng đen nhanh chóng bắn ra, chém rơi đầu gã đại hộ pháp. Ánh sáng đen này chính là thanh kiếm ngắn của Diệp Phàm. Thực lực của gã đại hộ pháp đã bước vào tông cảnh, nhưng khi đứng trước mặt Diệp Phàm, hắn ta còn chưa ngăn được một kiếm thì đã bị chặt đầu. Khi đại hộ pháp Hách Liên Phiệt này bị chém đầu, vẻ mặt của ba hộ pháp còn lại vô cùng khó coi, ánh mắt của thành viên Hách Liên Phiệt lại càng lộ ra vẻ sợ hãi. Chạy! Ba gã hộ pháp Hách Liên Phiệt hô lên. Bọn họ tách nhau bỏ chạy. Hôm nay bọn họ đã đánh mất hoàn toàn tôn nghiêm của một cường giả nhất phiệt, chỉ muốn sống sót. Nhưng Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thể để cho bọn họ chạy thoát. Hôm nay hắn sẽ lập uy cho Điện Long Vương, để những thế lực khác không dám nhăm nhe tới Điện Long Vương nữa. Bởi vậy, hôm nay đám người này đều phải chết. Phụt phụt phụt. Ngay khi ba hộ pháp đang bỏ chạy, cơ thể Diệp Phàm di chuyển, hắn lần lượt xuất hiện sau lưng bọn họ, một kiếm giết sạch. Bởi vì tốc độ dịch chuyển của Diệp Phàm quá nhanh, trong mắt của những người khác, hắn giống như phân thân, cùng lúc xuất hiện sau lưng ba vị hộ pháp rồi tấn công bọn họ. Ngay sau đó, ngũ đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt đã bị giết toàn bộ, hơn nữa còn là bị giết chỉ trong nháy mắt, đến cơ hội ra tay cũng không có. Đại hổ và nhị hổ lại tiến hành cuộc tàn sát, bọn họ điên cuồng chém giết những người còn lại của Hách Liên Phiệt. Mau rút! Thủ lĩnh thiên môn ở phía bên kia nhìn thấy cảnh tượng này thì hô lên. Lúc này, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ sợ hãi, không còn kiêu ngạo như lúc ban đầu. Thực lực của thiếu chủ Điện Long Vương đã đả kích nghiêm trọng tới vị thủ lĩnh thiên môn này, thậm chí ông ta còn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng. Người đàn ông khoác áo choàng kia cũng hô rút lui. Vụt! Kết quả, bóng dáng Diệp Phàm lại xuất hiện trước mặt hai thế lực này. Tôi nói rồi. Điện Long Vương không phải nơi các người thích đến thì đến, thích đi thì đi. Diệp Phàm nói với vẻ mặt không cảm xúc. Nhãi con, tôi là thủ lĩnh của thiên môn, sau lưng tôi chính là... Phụt! Thủ lĩnh thiên môn, Nghiêm Tiếu mạnh miệng nhìn Diệp Phàm, chuẩn bị lấy chỗ dựa vững chắc để đe dọa Diệp Phàm. Kết quả không đợi ông ta nói xong, thanh kiếm ngắn trong tay Diệp Phàm đã đâm xuyên tim ông ta, một nhát lấy mạng. Mày! Nghiêm Khiếu trợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm với vẻ không cam lòng. Giây sau, vị thủ lĩnh của thiên môn đã ngã xuống, chết không nhắm mắt. Người của Điện Long Vương trông thấy kẻ vẫn luôn chèn ép mình trong mấy năm nay, khiến cho họ tràn đầy oán hận nhưng lại không thể làm được gì đã bị giết như vậy. Tất cả đều nghĩ mình đang nằm mơ, quá không chân thật. Thiên môn quật khởi mới chỉ mấy năm nhưng trong quãng thời gian này, bọn họ đã phát triển một cách nhanh chóng. Chiếm đoạt hơn phân nửa thế lực Điện Long Vương ở Đế Đô. Trong mấy lần giao phong giữa Điện Long Vương và Thiên Môn, đều là Điện Long Vương thất bại thảm hại. Sau khi thua liên tục, người của Điện Long Vương gặp đệ tử Thiên Môn đều phải đi đường vòng, cho dù trong lòng có tức giận, cũng không dám phát tiết ra ngoài. Thiên Môn cũng không ngừng chèn ép người của Điện Long Vương, khiến bọn họ tức nghẹn. Lần này, thủ lĩnh thiên môn bị giết khiến đệ tử Điện Long Vương có một loại cảm giác vui sướng khi báo được mối thù lớn. Ánh mắt của ai nấy đều nhìn Diệp Phàm với vẻ sùng kính, trong lòng sinh ra ham muốn thần phục.
Ngay khi Nghiêm Khiếu bị giết chết, ánh mắt của đám đệ tử thiên môn đều lộ ra vẻ sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc này, đám đệ tử thiên môn sợ đến mức không dám động đậy. Tất cả người của Điện Long Vương nghe lệnh, giết. Lúc này, Phong Thiên Long Thủ hô lên. Ông ta trực tiếp xông về phía đám người thiên môn. Dứt lời, những điện chủ phân điện đã sớm thần phục Diệp Phàm cùng lúc xông lên, thậm chí toàn bộ đệ tử của Điện Long Vương cũng hướng ứng, tất cả đều lao tới đám người thiên môn. Nhân cơ hội này, bọn họ phải phát tiết oán hận lâu nay bị thiên môn chèn ép. Sau đó, ngoại trừ phần Diễm Long Thủ, bốn người còn lại xông ra. Trong lúc nhất thời, đệ tử của Điện Long Vương và thiên môn lao vào chém giết. Nhưng lần này, đệ tử thiên môn không có ý chí chiến đấu, thậm chí là không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho người của Điện Long Vương giết. Xem như là trung thành. Diệp Phàm thản nhiên nhìn đám người Điện Long Vương. Ngay lập tức, hắn để mắt tới người đàn ông trung niên mặc áo choàng. Các người của thế lực nào? Diệp Phàm lạnh giọng hỏi. Không ngờ cậu lại là thiếu chủ của Điện Long Vương. Ông biết tôi. Diệp Phàm nhíu mày. Lúc trước, Kim Thiên Sư chết trong tay cậu đúng không? Người đàn ông lạnh giọng nói. Kim Thiên Sư. Diệp Phàm cau mày. Kim Thiên Sư này chính là gã thuật sĩ mà hắn giết chết ở quân Hoài Giang. Hóa ra Kim Thiên Sư là người của ông. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, hắn lạnh nhạt nhìn người đàn ông. Không sai, Kim Thiên Sư là một con cờ được chủ công sắp xếp ở quận Hoài Giang, nhưng lại bị cậu giết chết. Hôm nay, kế hoạch của chủ công lại bị cậu phá hỏng. Đúng là tội đáng chết vạn lần. Người đàn ông nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt sắc lạnh. Chủ công của ông là ai? Diệp Phàm hỏi. Cậu không có tư cách để biết. Người đàn ông kinh thường nói. Không nói, vậy thì vĩnh viễn đừng nói. Phụt phụt. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh xuống, hắn vung thanh kiếm trong tay chém rớt đầu đối phương, máu tươi từ cổ bắn văng tung tóe. Ngay sau đó, Diệp Phàm, hai anh em Đại Hổ bắt đầu điên cuồng chém giết những người này. Cuối cùng, người của Hách Liên Phiệt, Thiên Môn, thế lực thần bí kia đều bị bọn họ giết từng người một. Không có thủ lĩnh, lại có sát thần Diệp Phàm ở đây, bọn họ dù có đông cũng không làm được gì. Chớp mắt, mặt đất ngổn ngang xác chết, giống như bãi tha ma. Lúc này, đệ tử Điện Long Vương có mặt ở đây chỉ còn lại chưa đến 1.000 người, ai nấy đều nhuốm máu, vết thương chồng chất. Cậu thật sự là thiếu chủ. Lúc này Thanh Dực Long Quân nhìn chằm chằm Diệp Phàm, có chút khó tin. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra nhẫn Long Vương. Nhìn thấy chiếc nhẫn, ánh mắt của bốn vị Long Quân kia đều khựng lại. Thuộc hạ Bạch Hưng tham kiến thiếu chủ. Thuộc hạ Cuồng Sư tham kiến thiếu chủ. Thuộc hạ Thanh Dực tham kiến thiếu chủ. Thuộc hạ Tử Hồ tham kiến thiếu chủ. Lập tức, tứ đại Long Quân kéo lê thân thể bị thương nặng quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Tham kiến thiếu chủ. Đám đệ tử Điện Long Vương cũng quỳ xuống hành lễ với Diệp Phàm. Vụt. Lúc này, phần Diễm Long Thủ muốn nhân cơ hội bỏ chạy, ông ta đã phản bội Điện Long Vương, ở lại đây đương nhiên sẽ không còn đường sống. Thiếu chủ, phần Diễm Long Thủ cấu kết Hách Liên Phiệt phản bội Điện Long Vương. Phong Thiên Long Thủ vội vàng hô lên. Đại Hổ bước ra đánh một chưởng lên người phần Diễm Long Thủ, khiến ông ta bay ra ngoài, rơi xuống ngay trước mặt Diệp Phàm. Lần trước tôi không muốn bại lộ thân phận, bởi vậy mới tha cho ông một mạng, không ngờ ông còn dám phản bội Điện Long Vương. Diệp Phàm đứng từ trên cao nhìn xuống phần Diễm Long Thủ. Thiếu chủ, xin tha mạng, tôi biết sai rồi. Phần Diễm Long Thủ vội vàng cầu xin tha thứ. Phản đồ, đều phải chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Răng rắc. Dứt lời, hắn một đạp nổ tung đầu của đối phương. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này, tiếng bước chân dày đặc từ xa truyền đến. Trong nháy mắt, rất nhiều chiến sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ, tay cầm đủ loại súng ống đi tới, khoảng chừng mấy vạn người, ngoài ra còn có số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép, đội hình cực kỳ khổng lồ. Bọn họ trực tiếp bao vây toàn bộ tổng bộ Điện Long Vương, nòng súng và xe tăng của họ đều chĩa vào đám người Điện Long Vương. Lúc này, người của Điện Long Vương đều thay đổi sắc mặt. Bầu không khí như ngừng lại, tràn đầy cảm giác đè nén. Khi hàng vạn chiến sĩ quân đoàn được trang bị vũ khí hạng nặng còn mang theo xe tăng và xe bọc thép xuất hiện tại trụ sở của Điện Long Vương, bầu không khí ở hiện trường lập tức trở nên căng thẳng, có cảm giác như một cơn bão sắp ập đến. Vẻ mặt của tứ đại Long Quân,
Ngũ Đại Long Thủ và những người khác đều vô cùng nghiêm túc. Nhưng Diệp Phàm lại có vẻ rất bình tĩnh. Một người đàn ông mặc áo giáp màu đỏ với khuôn mặt lạnh lùng bước ra từ giữa những chiến sĩ này. Lệ Phong trưởng quân đoàn số 1 của quân Kỳ Lân. Bạch Ưng Long quân nhìn người đàn ông này nói. Nếu đã biết thân phận của tôi thì tôi cũng không cần nhiều lời nữa. Hôm nay tôi được lệnh dẫn quân Kỳ Lân đi tiêu diệt Điện Long Vương. Nếu các người còn muốn sống thêm vài giây nữa thì hãy giơ tay đầu hàng đi. Lệ Phong nói với vẻ mặt lạnh lùng. Xin hỏi Điện Long Vương đã làm gì đáng để quân Kỳ Lân của các người phải đến để tiêu diệt? Bạch Ưng Long quân nói. Sự tồn tại của Điện Long Vương ảnh hưởng đến sự ổn định của đế đô và thậm chí là của toàn bộ Long Quốc. Vì vậy, nội các đã ra lệnh loại bỏ khối u ác tính là Điện Long Vương này. Lệ Phong lạnh lùng nói. Nghe thấy là nội các ra lệnh đối phó Điện Long Vương, sắc mặt của Tứ Đại Long Quân và Ngũ Đại Long Thủ đều thay đổi, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nội các là cơ quan quyền lực cao nhất của Long Quốc, nếu nội các muốn động đến bọn họ, với thực lực bây giờ của Điện Long Vương không thể chống cự được, trừ khi Long Vương trở lại, nội các có thể sẽ có phần e dè. Sau đó, bọn họ liếc nhìn Diệp Phàm. Bây giờ hy vọng duy nhất của Điện Long Vương nằm ở vị thiếu chủ này. Lại là nội các à? Mấy lão già đó suốt ngày không có việc gì làm à? Nếu họ không có gì để làm thì sớm vào quan tài nằm đi. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng, không khách sáo quát lên. Lời nói của hắn làm cho cả nội các và quân Kỳ Lân đều giật mình. Diệp Phàm chắc chắn người đầu tiên dám công khai sỉ nhục các trưởng lão nội các. Hành vi này đủ để hắn bị bắn 100 lần. Láo xược, dám công khai sỉ nhục các trưởng lão nội các, cậu thật là to gan. Lệ Phong nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt uy nghiêm hét lên. Tôi mắng đó thì sao? Bọn họ đáng bị mắng. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp Phàm vẫn còn tức giận về chuyện bị súng đạn tập kích ở Great Britain. Bây giờ đám lão già trong nội các này lại còn muốn xuống tay với Điện Long Vương, điều này khiến Diệp Phàm cảm thấy khó chịu trong người, cơn giận lại bùng lên. Nổ súng. Lệ Phong trực tiếp ra lệnh. Ngay lập tức. Một đám chiến sĩ quân Kỳ Lân muốn bắn chết Diệp Phàm. Bùm! Diệp Phàm tiến lên một bước, dậm chân xuống đất, trên mặt đất truyền đến một tiếng động lớn. Mặt đất tại chỗ Diệp Phàm đang đứng nứt ra, vết nứt này kéo dài về phía mặt đất dưới chân các chiến sĩ quân Kỳ Lân. Ầm ầm ầm. Giây tiếp theo, tiếng sấm chợt vang lên. Mặt đất dưới chân các chiến sĩ quân Kỳ Lân sụp đổ. Những chiến sĩ quân Kỳ Lân này còn chưa kịp nổ súng. Đều rơi xuống hố sâu, ngay cả xe tăng và xe bọc thép cũng rơi thẳng xuống hố. Lệ Phong nheo mắt lại, tránh được mặt đất sụp đổ. Tuy nhiên, hơn một nửa số chiến sĩ của quân Kỳ Lân đã rơi xuống hố sâu. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, số lượng lớn chiến sĩ bị đồng đội hoặc xe tăng, xe bọc thép trực tiếp đè chết. Lúc này, vẻ mặt của mọi người trong Điện Long Vương đều cứng đờ, trong lòng lại chấn động. Bọn họ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Vị thiếu chủ này trâu bò quá. Cậu! Lệ Phong tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông ta còn chưa kịp nói gì, thì thân thể của đối phương như một bóng ma xuất hiện trước mặt ông ta, bóp cổ ông ta. Bụp! Diệp Phàm bóp cổ Lệ Phong, nhấc ông ta lên. Lệ Phong muốn phản kháng nhưng lại hoàn toàn không thể phản kháng, hai mắt ông ta trợn to nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Ông ta là trưởng quân đoàn số 1 của quân Kỳ Lân. Thực lực của ông ta đã đạt đến thiên cảnh cấp 6, cũng được coi là cường giả hạng nhất của Long Quốc này nhưng bây giờ lại phải khuất phục trước một hậu bối trẻ tuổi. Đây là một đả kích rất lớn đối với ông ta. Đương nhiên trước đó nếu ông ta có xuất hiện trong cuộc thi đua quân đoàn thì sẽ không có ý nghĩ như vậy. Ông muốn chết như thế nào? Diệp Phàm nhìn Lệ Phong, lạnh lùng nói. Tôi là trưởng quân đoàn số 1 của quân Kỳ Lân. Vẻ mặt Lệ Phong khó coi nói. Quân Kỳ Lân thì ghê gớm lắm à? Diệp Phàm nhếch môi lạnh lùng nói. Vừa nói hắn vừa bóp cổ Lệ Phong chặt hơn khiến đối phương có cảm giác như sắp ngạt thở đến nơi. Công tử, xin hãy nương tay. Lúc này, một giọng nói mơ hồ vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu xám xuất hiện ở đây, nói với Diệp Phàm. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Quân chủ quân Kỳ Lân, Xích Tiêu. Xích Tiêu nói. Bịch. Diệp Phàm nhìn quân chủ quân Kỳ Lân này, hắn trực tiếp ném cơ thể Lệ Phong ra ngoài. Phụt.
Lệ Phong ngã xuống đất, nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt. Công tử đúng thật là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách và Bách Hoa Lâu Chủ, hôm nay được gặp mặt, thực sự rất lợi hại. Nhưng mà có vẻ quan hệ của công tử và Điện Long Vương cũng khá thân thiết, chẳng lẽ Long Vương cũng là sư phụ của cậu? Xích Tiêu nhìn Diệp Phàm nói. Lời nói của ông ta cũng khiến những người khác giật mình, đặc biệt là những người trong Điện Long Vương. Bọn họ cũng biết Bách Hoa Lâu Chủ và Chiến Thần Thiên Sách, hai người này cũng là cường giả nổi tiếng của Long Quốc. Nhưng điều bọn họ không ngờ là Bách Hoa Lâu Chủ và Chiến Thần Thiên Sách cũng là sư phụ của thiếu chủ của bọn họ. Thiếu chủ này có tới ba người sư phụ, mà ba người này đều là cường giả một vùng và có tiếng tăm lừng lẫy ở Long Quốc. Việc này làm cho người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Diệp Phàm nghe Xích Tiêu nói vậy, hắn nhíu mày, lạnh lùng nói, ông hiểu rất rõ về tôi. Những việc công tử đã làm, muốn người ta không biết rõ cũng khó. Thái độ Xích Tiêu bình tĩnh, phong thái lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, hôm nay quân kỳ lân của ông xuống tay với Điện Long Vương, vậy thì các người phải chết. Diệp Phàm trực tiếp hét lên. Công tử đã muốn bảo vệ Điện Long Vương, chúng tôi đương nhiên sẽ không tiếp tục tấn công Điện Long Vương nữa, được không? Xích Tiêu nói. Hả? Diệp Phàm nghe đối phương nói vậy, vẻ mặt sửng sốt nói, ông cứ từ bỏ như vậy à? Tôi còn tưởng ông muốn đấu với tôi một trận rồi mới nói tiếp chứ. Tôi và công tử đánh nhau, nếu tôi thắng thì lại ỷ lớn hiếp nhỏ, thắng mà không kêu, nếu tôi thua thì càng mất mặt đúng không? Xích Tiêu nhẹ nhàng nói. Ông đúng là khác biệt. Diệp Phàm nhìn chằm chằm quân chủ quân kỳ lân này, đôi mắt sáng ngời. So với một số quân chủ khác mà Diệp Phàm từng gặp, quân chủ quân kỳ lân này thực sự khác biệt, hoàn toàn không để lộ bất kỳ sơ hở nào, tâm tính và tu dưỡng của ông ta đã đạt đến một cấp độ rất cao. Cảm ơn lời khen. Vậy bọn tôi đi trước. Xích Tiêu nói thẳng. Tiếp theo, quân kỳ lân bắt đầu rút lui, những chiến sĩ rơi xuống hố cũng cố gắng bỏ ra ngoài. Còn những chiếc xe tăng và xe bọc thép rơi xuống hố thì bọn họ cũng dùng những công cụ khác để kéo ra. 10 phút sau, toàn bộ quân kỳ lân đều rời đi, để lại một cái hố rất lớn. Thiếu chủ thật mạnh mẽ. Lúc này, tất cả mọi người có mặt trong Điện Long Vương đều đồng loạt hét lên. Được rồi, bắt đầu chữa thương đi. Diệp Phàm nói. Hắn trực tiếp giơ châm bạc lên, bắt đầu chữa trị cho tứ đại Long Quân và những người bị thương nặng khác. Mấy phút sau, Diệp Phàm đi tới phòng họp của Điện Long Vương, hắn trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi chỉ có điện chủ của Điện Long Vương mới có thể ngồi. Đối với việc này, Tứ Đại Long Quân và Ngũ Đại Long Thủ cũng không có bất cứ ý kiến gì. Tất cả bọn họ đều đứng trước mặt Diệp Phàm, cúi đầu. Còn Diệp Phàm thì lườm bọn họ nói, nghe nói các ông ai cũng muốn ngồi vào vị trí này, hôm nay còn muốn chọn ra điện chủ mới, không biết đã chọn được chưa? Diệp Phàm vừa nói xong. Vẻ mặt của Tứ Đại Long Quân và Ngũ Đại Long Thủ không ngừng thay đổi, trong đó có một số người có suy nghĩ về vị trí điện chủ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thiếu chủ, chúng tôi tuyệt đối trung thành với Điện Long Vương và điện chủ, nhưng có người đang nghĩ cách chiếm đoạt vị trí này. Phong Thiên Long Thủ nắm chặt nắm đấm nói với Diệp Phàm, ánh mắt ông ta còn thoáng nhìn qua Kiếm Lãng Long Thủ. Rầm. Vẻ mặt Kiếm Lãng Long Thủ thay đổi, ông ta quỳ xuống nói với Diệp Phàm, thiếu chủ. Trước đây tôi cũng chỉ là vì lợi ích của Điện Long Vương mà thôi, dù sao thì Điện Long Vương thiếu sự lãnh đạo nhiều năm rồi, lực lượng bị phân tán, bây giờ còn bị thiên môn chèn ép khắp mọi nơi. Nếu mọi người vẫn tiếp tục hành động mỗi người một ngả, không thể tập hợp lại thành một thể thống nhất, thì ngày bị diệt vong không còn xa nữa. Tôi muốn tranh chấp vị trí điện chủ chỉ vì suy nghĩ cho Điện Long Vương, hoàn toàn không có ý định cá nhân nào cả, xin thiếu chủ hiểu cho. Đúng vậy. Chúng tôi tuyệt đối không có ý định cá nhân nào cả. Thanh Dực Long Quân cũng quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm và nói. Có tham vọng là tốt, không có tham vọng thì làm sao phát triển được. Nhưng nếu ai dám làm điều gì bất lợi cho lợi ích của Điện Long Vương thì cũng đừng trách tôi. Phần Diễm Long Thủ là kết quả của các người. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Dạ, Tứ Đại Long Quân và những người khác lần lượt gật đầu. Được rồi. Nói cho tôi biết tình hình bây giờ của Điện Long Vương đi. Diệp Phàm nói. Sau đó, Tứ Đại Long Quân lần lượt nói với Diệp Phàm về sự phát triển và tình hình bây giờ của Điện Long Vương những năm qua. Không ngờ hơn 10 năm qua, Điện Long Vương quét sạch tất cả các thế lực lớn trong Long Quốc lại suy yếu đến mức như vậy,
ở địa bàn của mình mà còn bị các thế lực vừa mới vùng dậy mấy năm qua chèn ép. Diệp Phàm lắc đầu nói. Thiếu chủ, là chúng tôi vô dụng. Bạch Ưng Long Quân và Cuồng Sư Long Quân lần lượt nói. Thiếu chủ, thiên môn này mặc dù mới vùng dậy được mấy năm, nhưng phía sau bọn họ có chỗ dựa rất lớn, chúng tôi muốn động cũng không được. Tử Hồ Long Quân nhẹ giọng nói. Cho dù bọn chúng có chỗ dựa gì, nếu dám ra oai với Điện Long Vương, đều phải chết. Bây giờ môn chủ của thiên môn đã chết, các ông lập tức phái người đi diệt sạch toàn bộ các thế lực của thiên môn ở đế đô. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Thiếu chủ, tôi bằng lòng đi diệt trừ thiên môn. Phong Thiên Long Thủ nói thẳng. Thiếu chủ, để tôi đi, coi như tôi lập công chuộc tội. Kiếm Lãng Long Thủ cũng nói như vậy. Vậy thì năm người các ông cùng đi đi, mang theo những người còn lại của Điện Long Vương, diệt trừ hoàn toàn thiên môn cho tôi. Diệp Phàm nhìn Ngũ Đại Long Thủ ra lệnh. Dạ. Ngũ Đại Long Thủ đồng thanh nói. Khương Uyên, các người lập tức tuyển chọn một nhóm thành viên mới từ các phân điện của mỗi quận cho Điện Long Vương, để tăng cường thực lực của Điện Long Vương ở đế đô. Diệp Phàm nhìn qua Khương Uyên nói. Dạ. Các điện chủ của các phân điện lần lượt gật đầu. Các ông có thể lan truyền những gì đã xảy ra ngày hôm nay ra ngoài, để vực dậy danh tiếng của Điện Long Vương. Sau đó, Diệp Phàm nhìn về phía Tứ Đại Long Quân. Tôi hiểu rồi, còn việc liên quan đến thiếu chủ. Bạch Ưng Long Quân nói. Có thể nói đến sự tồn tại của tôi, nhưng đừng tiết lộ quá nhiều thông tin. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tiếp theo, Ngũ Đại Long Thủ dẫn người của mình tiêu diệt hoàn toàn thiên môn, và những gì xảy ra trong trụ sở của Điện Long Vương được truyền ra ngoài. Thiên môn, Hách Liên Phiệt trong cửu đại môn phiệt. Tổ chức Thiên Võng là một trong ba thế lực lớn đã tấn công Điện Long Vương, cuối cùng bị đệ tử của Long Vương tiêu diệt. Chủ nhân của Thiên Môn và tổ chức Thiên Võng đều chết dưới tay đệ tử của Long Vương. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, đã gây chấn động toàn bộ đế đô, gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi ở đế đô. Long Vương đã biến mất hơn 10 năm, Điện Long Vương luôn trong tình trạng không có người lãnh đạo, điều này cũng khiến danh tiếng và thực lực của Điện Long Vương không ngừng suy yếu. Tất cả các thế lực lớn đã dần dần không còn coi trọng Điện Long Vương nữa. Nhưng hôm nay, đệ tử của Long Vương đột nhiên xuất hiện, càn quét ba thế lực mạnh nhất là Thiên Môn, tổ chức Thiên Võng, Hách Liên Phiệt, ngay cả cao thủ Thiên Môn và môn chủ Thiên Môn cũng bị hắn giết chết, việc này đúng là khó tin. Nhưng khi Điện Long Vương treo ảnh thi thể của chủ nhân tổ chức Thiên Võng và môn chủ Thiên Môn lên, đều khiến mọi người không thể không tin. Trong một thời gian, thiếu chủ của Điện Long Vương, đệ tử của Long Vương trực tiếp trở thành tâm điểm bàn luận của các bên trong đế đô. Long Vương là cường giả vô thượng đã gây chấn động toàn bộ Long Quốc vào thời điểm đó. Đệ tử của ông ta bây giờ đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện đã giết chết hai thế lực đỉnh cao, e rằng sẽ lại thay đổi toàn bộ bố cục của Long Quốc. Trước đây, Điện Long Vương như rắn mất đầu, nhưng bây giờ thiếu chủ Điện Long Vương đã trở lại, còn có thực lực đáng sợ như vậy, Điện Long Vương có thể sẽ lại trở lại thời kỳ đỉnh cao. Cùng lúc đó, căn cứ chiến bộ, phụt, Long Chiến Thiên đang nhấp một ngụm trà, đột nhiên phun ra, vẻ mặt kinh ngạc nói, Long Vương cũng là sư phụ của cậu ta. Đúng vậy, đây là tin tức mới nhất tôi vừa nhận được. Hắc Uyên đứng đó nói, thằng nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu sư phụ, mà ai cũng đều đáng sợ như nhau. Long Chiến Thiên phải hít sâu thở ra mấy lần mới bình tĩnh lại được. Điều này, e rằng chỉ có cậu ta biết. Hắc Uyên lắc đầu, mỉm cười bất lực. Thằng nhóc này, khó trách cậu ta đáng sợ như vậy, được nhiều cường giả hàng đầu huấn luyện, nếu không mạnh mới là lạ. Long Chiến Thiên thở dài. Lần này nội các vốn muốn nhân cơ hội phá hủy Điện Long Vương, không ngờ lại đụng phải tường thành. Hắc Uyên nói. Ha ha, vẻ mặt của những lão giả đó bây giờ hẳn là rất đặc sắc, tôi rất muốn xem. Long Chiến Thiên cười lớn. Còn nữa. Long Soái và mấy vị Long Hồn khi biết Diệp Phàm trở thành tổng chỉ huy của Long Hồn, có rất nhiều ý kiến. Lúc này Hắc Uyên nhìn Long Chiến Thiên nói. Bọn họ thật sự coi Long Hồn là của mình sao? Lúc này, Long Chiến Thiên hừ lạnh nói, cậu liên lạc với Diệp Phàm, để cậu ta đến Long Hồn một chuyến, cậu ta là tổng chỉ huy cũng nên gặp thuộc hạ của mình. Dạ, nghe Long Chiến Thiên nói, Hắc Uyên lập tức hiểu ra. Mà lúc này bên trong Hách Liên Phiệt, khi phiệt chủ của Hách Liên Phiệt, Hách Liên Bá, biết được chuyện xảy ra ở Điện Long Vương thì rất tức giận. Đồ khốn!
Hách Liên Bá giận dữ hét lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát từ cơ thể ông ta, trực tiếp nghiền nát tất cả công trình xung quanh thành bột mịn. Xin Phiệt chủ bớt giận. Đại trưởng lão của Hách Liên Phiệt đến khuyên nhủ. Năm đại hộ pháp đều bị giết, ông muốn tôi bớt giận thế nào? Đệ tử này của Long Vương đúng là quá coi thường người khác. Đây là hắn đang khiêu khích Hách Liên Bá tôi, hắn nhất định phải chết. Trong ánh mắt Hách Liên Bá tràn đầy sát khí. Phiệt chủ, đệ tử này của Long Vương đúng là rất đáng chết, nhưng hắn có thể giết ngũ đại hộ pháp, điều này chứng tỏ thực lực của hắn, hơn nữa hắn đã xuất hiện, chứng tỏ Long Vương sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Một khi Long Vương xuất hiện, đại trưởng lão của Hách Liên Phiệt lên tiếng. Khi nói về Long Vương, vẻ mặt của ông ta trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngay cả Hách Liên Bá cũng tạm thời đè nén cơn tức giận trong lòng khi nghe đến từ Long Vương. Có thể thấy, hai chữ này vẫn có tác dụng uy hiếp vô cùng mạnh mẽ ngay cả đối với một môn phiệt đã có truyền thừa hơn hàng nghìn năm như Hách Liên Phiệt. Hừ, Long Vương thì sao? Chưa chắc Hách Liên Phiệt tôi không đấu lại ông ta. Nếu không giải quyết được chuyện này, làm sao Hách Liên Phiệt còn có mặt mũi đứng trong cửu đại môn phiệt nữa? Hách Liên Bá lạnh lùng hét lên. Vấn đề này cần phải bàn bạc kỹ hơn, tôi còn nhận được tin tức, chủ nhân của Vũ Phiệt đang ép Đoan Mộc Cẩn kết hôn với hắn ta, một khi Vũ Phiệt và Đoan Mộc Phiệt kết làm thông gia, thì đối với chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt. Đại trưởng lão của Hách Liên Phiệt thấp giọng nói. Có chuyện này à? Tham vọng của tên Vũ Khôn kia không hề nhỏ. Tuyệt đối không thể để bọn họ kết thông gia với nhau được. Hách Liên Bá lạnh lùng hét lên. Trong quân Kỳ Lân, Lệ Phong nhìn Xích Tiêu, vẻ mặt không cam lòng nói, quân chủ, ngài định bỏ qua cho thằng nhóc này như vậy sao? Không ngờ hắn còn là đệ tử của Long Vương, xem ra Long Quốc sắp có thay đổi lớn. Xích Tiêu không trả lời Lệ Phong, mà lại tự lẩm bẩm, trong mắt ông ta lóe lên tia sáng đầy ẩn ý. Cùng lúc đó, tại điện Long Vương, Phong Thiên Long thủ máu me đầy người trở về. Sao lại thế này? Diệp Phàm nhìn thấy bộ dáng này của Phong Thiên Long thủ, vội vàng lấy ra ngâm châm chữa trị cho đối phương. Thiếu chủ, chúng tôi đến đối phó với Thiên Môn, kết quả gặp phải quân Ngự Lâm, các anh em tổn thất nặng nề, tứ đại Long thủ bị bắt, tôi cũng liều chết lao đến. Phong Thiên Long thủ suy yếu nói. Quân Ngự Lâm? Diệp Phàm nhíu mày. Không phải quân Ngự Lâm bảo vệ hoàng thất sao, tại sao lại liên quan đến Thiên Môn? Thiếu chủ, chỗ dựa của Thiên Môn là Tào Thiên Khải, nhân vật đứng đầu trong đảng Thái tử Đế Đô. Ba của hắn ta là Tào Vương, một trong tám vương gia Long Quốc, Tào Vương là thống soái quân Ngự Lâm, còn là cao thủ đứng thứ 64 trong bảng Tông Sư, chiến lực rất mạnh. Bạch Ưng Long Quân nói, đảng Thái tử, Tào Vương, bảng Tông Sư, nghe xong ánh mắt của Diệp Phàm lóe lên, sau đó hỏi. Đảng Thái tử và bảng Tông Sư có quan hệ gì? Đảng Thái tử là một tổ chức bao gồm rất nhiều con cháu hào môn, thế gia, vương công quý tộc tạo thành, đặt tên là Đảng Thái tử, trong đó có hơn nửa con cháu quyền quý Đế Đô, con trai của Tào Vương là nhân vật đứng đầu Đảng Thái tử. Còn bảng Tông Sư, thiếu chủ không biết sao? Bạch Ưng Long Quân hỏi. Không biết, Diệp Phàm lắc đầu. Bảng Tông Sư là bảng đơn xếp hạng cao thủ trong Long Quốc, trong đó bao gồm các cao thủ đã bước vào tông cảnh, được gọi là bảng Tông Sư. Bảng này có 100 hạng, xếp hạng tất cả các tông sư võ đạo đã biết của Long Quốc, cuối cùng chọn ra bảng tông sư này. Chỉ cần có thể lọt vào bảng tông sư đều là tông sư nổi tiếng trong võ đạo, thân phận không thấp, hoặc là cao thủ chấn tộc thế gia, hoặc là người cầm quyền cơ cấu nào đó của triều đình, hoặc là lão tổ một tông môn. Tào Vương quản lý quân Ngự Lâm, đứng thứ 64 trong bảng, là một cao thủ tiếng tăm lừng lẫy ở Đế Đô, không ai dám chọc. Ông ta và Võ Vương, Trần Bắc Vương, Long Uyên Vương là bốn người mạnh nhất trong tám vương gia. Bạch Ưng Long Quân nói. Thiên Môn do chính tay Tào Thiên Khải nâng đỡ, chắc chắn ông ta sẽ không cho phép Thiên Môn bị diệt, cho nên mới điều động quân Ngự Lâm. Có quân Ngự Lâm nhúng tay, sợ rằng không dễ ra tay với Thiên Môn. Cuồng Sư Long Quân và Thanh Dực Long Quân nói. Hôm nay Thiên Môn phải diệt, không ai ngăn cản được. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tiếp theo Diệp Phàm xuất lĩnh bốn Long Quân và hai anh em Đại Hổ Nhị Hổ đi đến Tổng Bộ Thiên Môn. Tổng Bộ Thiên Môn. Vô số quân Ngự Lâm mặc chiến giáp xếp thành hàng, bên hông đeo bội đao, cả người tản ra hơi thở lạnh băng. Bọn họ đều là võ giả trên nhân cảnh thất trọng,
trong đó có hơn 30 huyền cảnh và rất nhiều võ giả trên địa cảnh. Đứng đầu là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi, đây là con trai của Tào Vương. Bên cạnh hắn ta là hai cao thủ quân ngự lâm cấp thiên cảnh. Trước mặt Tào Thiên Khải có bốn cây cột, bên trên treo bốn người đang bị tra tấn. Bọn họ là bốn long thủ của Điện Long Vương gồm Kiếm Lãng, Thanh Phong, Huyền Băng, Liệt Ảnh. Mặc dù thực lực của bốn người không kém nhưng đối mặt với sự bao vây của quân ngự lâm đều không địch nổi, cuối cùng bị bắt. Sau khi bọn họ bị bắt, Tào Thiên Khải đã tiến hành tra tấn nghiêm khắc với bọn họ. Thiên môn là của Tào Thiên Khải này, chỉ dựa vào mấy người cũng muốn tiêu diệt thiên môn, không biết tự lượng sức. Đánh tiếp cho ta. Tào Thiên Khải khinh thường nói. Thiếu chủ sẽ đến cứu chúng ta. Liệt Ảnh Long Thủ nói. Nếu hắn đến, ta sẽ làm các người xem hắn bị ta đạp dưới chân thế nào. Tào Thiên Khải nhẹ nhàng cười nói. Phải không? Lúc này một âm thanh chất vấn vang lên. Diệp Phàm dẫn đầu đi đến. Thiếu chủ. Bốn long thủ nhìn thấy Diệp Phàm, kêu lên. Bốn vị long quân nhìn thấy bọn họ bị đánh thành như vậy đều rất tức giận. Đám người thiên môn đang sỉ nhục Điện Long Vương. Mày là đệ tử Long Vương. Tào Thiên Khải nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Không phải mày muốn đạp tao dưới chân sao? Tao muốn xem mày đạp kiểu gì. Diệp Phàm đi về phía Tào Thiên Khải. Bảo vệ thế tử. Hai cao thủ thiên cảnh bên cạnh Tào Thiên Khải hét lên. Ngay lập tức hơn ngàn chiến sĩ quân ngự lâm cầm vũ khí bao vây đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm vung đoản kiếm màu đen, giết chết đám quân ngự lâm trước mặt trong nháy mắt. Đám người đại hổ xông lên điên cuồng tấn công quân ngự lâm. Diệp Phàm tiếp tục đi về phía Tào Thiên Khải, quân ngự lâm đứng chắn trước mặt đều bị chém đứt cổ. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm chỉ cách Tào Thiên Khải có 2 mét. Lúc này hai cao thủ thiên cảnh quân ngự lâm bên Tào Thiên Khải rút đao chém về phía Diệp Phàm. Hai người bọn họ bày ra thực lực khủng bố, trường đao trong tay phát ra đao khí kinh người muốn chém Diệp Phàm thành hai nửa. Phụt, phụt, Diệp Phàm mặt không đổi sắc, vung lên đoản kiếm màu đen, hai kiếm khí màu đen bắn ra đục thủng cổ của hai cao thủ thiên cảnh này. Cổ của hai người phun máu, sau đó đầu của bọn họ rời khỏi cổ, hai thi thể không đầu ngã xuống đất. Cảnh tượng này vô cùng máu me, tàn nhẫn, khủng bố. Tào Thiên Khải thấy vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Phàm đứng trước mặt Tào Thiên Khải, chỉ kiếm về phía đối phương, lạnh nhạt nói, không phải mày muốn đạp tao dưới chân sao? Bây giờ tao đến rồi, dẫm đi. Mày! Tào Thiên Khải nhìn Diệp Phàm, cực kỳ tức giận, lại không biết nên trả lời kiểu gì. Đột nhiên Diệp Phàm nhấc chân đạp thế tử Tào Vương bay ra ngoài. Nện trên mặt đất hộc máu. Tào Thiên Khải còn chưa kịp lấy lại phản ứng, Diệp Phàm nhấc bàn chân to cỡ 42 dẫm lên trên mặt đối phương. Diệp Phàm không ngừng cọ sát chân trên mặt Tào Thiên Khải, chà đạp không mặt đến biến hình. Dừng tay. Lúc này một tiếng hét tức giận vang lên. Một đoàn người xuất hiện ở thiên môn, tất cả đều mặc trang phục quân ngự lâm, cầm đầu là một cao thủ thiên cảnh cửu trọng. Người này là tam thống lĩnh quân ngự lâm, Tống Thần. Thả thế tử ra. Tống Thần thấy Tào Thiên Khải bị Diệp Phàm đạp dưới chân, trong mắt tràn ngập lửa giận, hét lên. Nếu tôi không bỏ thì sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Vậy cậu sẽ là kẻ địch của toàn bộ quân ngự lâm và phủ Tào Vương, cậu đã nghĩ đến hậu quả này chưa? Tống Thần kêu lên. Kẻ địch? Thì sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Dứt lời, hắn giẫm nát đầu của Tào Thiên Khải, thế tử Tào Vương. Người cầm đầu đảng thái tử. Thế tử. Nhìn Tào Thiên Khải chết trước mặt mình, Tống Thần biến sắc hét lớn. Sắc mặt của đám người quân ngự lâm đi theo đến cũng thay đổi, tất cả đều bị chấn động mạnh. Thằng nhãi này cũng dám giết con trai của vương gia. Hắn điên rồi hả? Mày. Tống Thần tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, rút đao bên hông ra lao về phía hắn. Tam thống lĩnh quân ngự lâm nện trên mặt đất hộc máu. Mày! Tống Thần không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Hắn ta là thiên cảnh cửu trọng, nhưng lại bị người này hạ gục trong một kiếm. Không thể nào! Không lẽ tên này? Không có khả năng! Tống Thần lập tức phủ định suy đoán này. Lúc này đám người đại hổ cũng chém giết xong toàn bộ thành viên quân ngự lâm, sau đó cứu bốn long thủ xuống. Diệp Phàm đi lên thi triển cửu châm quỷ cốc chữa trị cho bọn họ. Giết hết người thiên môn!
Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đại hổ nhị hổ và bốn long quân lại xông ra ngoài triển khai cuộc tàn sát con cháu trong thiên môn. Thiên môn mất đi nghiêm khiếu như rắn mất đầu. Chỉ trong nháy mắt, người thiên môn đều bị xóa sổ. Tống thần trơ mắt nhìn thiên môn bị diệt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó đám người Diệp Phàm đi ra ngoài. Rốt cuộc mày là ai? Tống thần hét lên. Thiếu chủ điện Long Vương. Diệp Phàm thốt ra năm chữ này, sau đó biến mất ở nơi này. Rời khỏi tổng bộ thiên môn, Diệp Phàm nói với bốn long quân, sau hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy người thiên môn tồn tại trong đế đô. Vâng. Bốn long quân cúi người nói. Tiếp theo bốn long quân bắt đầu rửa sạch đệ tử của thiên môn trong đế đô. Rất nhanh tin tức thiên môn hoàn toàn hủy diệt lan ra. Ngay cả chỗ dựa của thiên môn, người đứng đầu đảng thái tử, thế tử Tào Vương Tào Thiên Khải chết thảm trong tay thiếu chủ điện Long Vương cũng lan truyền, chấn động đế đô. Tào Vương là một đại lão nắm giữ thực quyền, khống chế toàn bộ quân Ngự Lâm, còn là một tông sư võ đạo. Thiếu chủ điện Long Vương lại dám giết con của ông ta, muốn lật trời sao? Nếu Tào Vương tức giận, sợ rằng chỉ có Long Vương rời núi mới giữ nổi vị đệ tử này. Không ít người đều suy đoán Tào Vương sẽ báo thù cho con trai như thế nào, liệu Long Vương biến mất mười mấy năm có hiện thân vì đệ tử của mình hay không? Nếu Long Vương rời núi, sợ rằng sẽ chấn động cả Long Quốc. Nhà họ Khương, một trong 10 thế gia lớn đế đô. Vân Hy, to chuyện rồi. Lúc này Lý Tử Huyên nhảy vào phòng Khương Vân Hy kêu to. Xảy ra chuyện gì? Khương Vân Hy ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt thâm quầng, trong tay đang cầm quyển thần nông y điển. Từ lúc trở về đế đô, biết Diệp Phàm không sao, Khương Vân Hy chưa hề bước chân ra khỏi cửa, ở trong phòng học tập y thuật trong thần nông y điển, gần như ngăn cách với bên ngoài. Cô nhóc này chỉ biết đọc sách, không hề hay biết tin tức bên ngoài gì cả. Lý Tử Huyên nói, rốt cuộc có chuyện gì? Nói xong trở về đi, tớ còn muốn tiếp tục nghiên cứu thần nông y điển. Khương Vân Hy nói, vị hôn phu của cậu xuất hiện. Lý Tử Huyên nói, vị hôn phu nào? Khương Vân Hy buột miệng thốt ra, đột nhiên nhớ đến gì đó, nhìn chằm chằm vào Lý Tử Huyên, cậu nói đến Long. Đúng vậy, là thiếu chủ điện Long Vương, hắn xuất hiện. Lý Tử Huyên gật đầu. Khương Vân Hy đứng bật dậy, không thể tưởng tượng nói, Tử Huyên, cậu xác định sao? 100%, bây giờ đế đô đang truyền điên rồi. Lý Tử Huyên kể tóm tắt sự việc thiếu chủ điện Long Vương trở về đại sát tứ phương. Long Vương thật sự nhận đồ đệ. Khương Vân Hy không thể tin tưởng nói. Đúng vậy. Vân Hy, cậu gặp rắc rối rồi. Lý Tử Huyên nói. Cho dù hắn đã trở lại, tớ cũng sẽ không gả cho hắn. Tớ và hắn không quen biết, sao có thể trở thành một đôi. Khương Vân Hy kiên quyết nói. Nhưng ông nội cậu. Tớ sẽ tự đi nói với ông nội hủy bỏ hôn ước. Khương Vân Hy nói thẳng. Cùng lúc đó trong đại sảnh nhà họ Khương. Một ông cụ tóc trắng xóa, mặc áo blau ngồi ở đây, đây là người cầm quyền nhà họ Khương, Khương Thịnh Hải. Khương lão gia là một trong các trưởng lão nội các nhưng đã về hưu, mặc dù về hưu nhưng môn sinh lại trải rộng khắp các cơ cấu quyền lợi lớn ở đế đô, có tầm ảnh hưởng lớn. Chính vì có Khương lão gia nên mặc dù thời gian truyền thừa của nhà họ Khương không bằng mấy thế gia khác, nhưng không ai dám coi khinh nhà họ Khương. Lúc này, hai con trai và một con gái của ông cụ đang đứng trước mặt ông cụ. Ba, bây giờ thiếu chủ điện Long Vương trở về, vậy hôn ước giữa hắn và Vân Hy. Con thứ hai Khương chính lập lên tiếng, đây là chú hai của Khương Vân Hy. Nếu hắn xuất hiện, cuộc hôn sự này phải thực hiện. Khương Thịnh Hải nói. Ba, không được. Vân Hy và người kia chưa từng gặp mặt, sao có thể tùy tiện kết hôn như vậy? Con cả của Khương Thịnh Hải, ba của Khương Vân Hy, Khương Chính Thiên vội vàng nói. Đây là hôn ước do ba và Long Vương định ra từ lâu, sao có thể bội ước? Khương Thịnh Hải nói. Ba, Long Vương biến mất mười mấy năm, bây giờ ông ta sống hay chết cũng không biết, ai biết đệ tử Long Vương đột nhiên nhảy ra này là thật hay giả? Cho dù hắn đúng là đệ tử Long Vương, nhưng chúng ta hoàn toàn không biết gì về hắn cả, sao có thể vì một câu của ba mà gả Vân Hy cho hắn chứ? Hơn nữa con còn nhận được tin người này không chỉ đắc tội Hách Liên Phiệt, còn giết con trai Tào Vương. Tào Vương là tông sư đứng trong bảng tông sư, còn chấp trưởng quân Ngự Lâm, người này giết con của ông ta,
sao Tào Vương có thể bỏ qua, có khi ngày mai đã chết. Cho dù ngày mai không chết, đắc tội Hách Liên Phiệt và Tào Vương, sợ rằng Long Vương cũng không giữ được hắn. Bởi vậy hôn ước này cần phải trở thành phế thải, nếu không đến lúc đó sẽ liên lụy đến nhà họ Khương chúng ta. Khương Chính Thiên nói, ba, con thấy anh cả nói đúng. Bây giờ Điện Long Vương đã không còn là tổ chức lớn đứng đầu Long Quốc như xưa. Bây giờ Điện Long Vương đã như mặt trời sắp lặn, chúng ta không cần phải liên hôn với bọn họ, hơn nữa với tính cách của Vân Hy, con bé cũng không đồng ý hôn sự này. Lúc này Khương Chính Y cũng lên tiếng. Đúng vậy, ông nội, cháu không đồng ý hôn sự này. Khương Vân Hy nói. Vân Hy, cháu. Khương Vân Hy nói thẳng, ông nội, cháu biết ông rất yêu thương cháu, cũng rất tôn trọng lựa chọn của cháu, cho nên chuyện liên quan đến việc hôn nhân đại sự của cháu, hy vọng ông nội đừng nhúng tay. Vân Hy, cháu thật sự quyết định rồi sao? Khương Thịnh Hải trầm giọng nói. Vâng. Khương Vân Hy gật đầu. Vậy ông tôn trọng quyết định của cháu. Khương Thịnh Hải nói. Ba, nếu chúng ta từ hôn, vậy khác gì và mặt Điện Long Vương, nhỡ may. Khương Chính Lập lo lắng. Sao, không lẽ Điện Long Vương còn dám xóa sổ nhà họ Khương này? Khương Chính Thiên lạnh nhạt nói. Con sẽ tự đi nói chuyện với hắn, lúc đó có thể tuyên bố ra ngoài là hắn chủ động từ hôn. Khương Vân Hy nói. Vân Hy, này không được, nếu truyền ra ngoài, sau này cháy còn gả chồng kiểu gì? Khương Chính Y vội vàng nói. Đúng vậy, đại tiểu thư nhà họ Khương bị người từ hôn, truyền ra ngoài. Mặt mũi nhà họ Khương để ở đâu? Ba không đồng ý làm vậy. Khương Chính Thiên phản đối. Ba, gì, chuyện này để cháu xử lý cho. Khương Vân Hy trực tiếp rời đi. Mấy đứa? Khương Thịnh Hải lắc đầu thở dài nói. Ba, không cần đáng tiếc, con đã tìm kiếm một người được chọn thích hợp cho Vân Hy. Lúc này Khương Chính Thiên lên tiếng. Anh cả, anh lại tìm ai? Khương Chính Lập và Khương Chính Y tò mò hỏi. Con trai của Từ Tôn Chủ, Từ Thiên Hạo. Khương Chính Thiên nói. Nghe vậy hai anh em Khương Chính Lập và Khương Chính Y đều kinh sợ. Thậm chí ngay cả Khương Chính Hải cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, Chính Thiên, con nói thật. Tất nhiên, mấy năm nay con làm tốt quan hệ với Từ Tôn Chủ, hơn nữa con đã gặp qua Từ Công Tử, dáng vẻ chính phái, có được chân truyền của Từ Tôn Chủ, nghe đồn khả năng cao sẽ lấy được top 1 trong bảng đấu võ lần này. Nếu Vân Hy có thể gả cho Từ Công Tử, tuyệt đối là duyên trời tác hợp, đây là một chuyện rất tốt dù là với nhà họ Khương hay với Vân Hy. Khương Chính Thiên nói, nếu chúng ta có thể kết thông gia với Từ Tôn Chủ, đây là một chuyện rất tốt, đến lúc đó địa vị nhà họ Khương sẽ cao một bậc, đứng đầu 10 thế gia, thậm chí vượt qua cực hạn 10 thế gia, có thể sánh ngang với 9 môn phiệt. Khương Chính Lập nói, ba đã về hưu nhiều năm, mặc dù vẫn còn dự uy nhưng khó bảo toàn sau này. Nói câu không dễ nghe nhỡ ngày nào đó ba không còn nữa, nhà họ Khương sẽ rơi vào kết cục ra sao, mọi người đều biết rõ, nhưng nếu nhà họ Khương chúng ta có một chí tôn bảo vệ nước chống lưng thì có thể tiếp tục giữ vững sự hưng thịnh của nhà họ Khương. Ánh mắt Khương Chính Thiên lóe lên sự cơ trí, nói. Chính Thiên, con suy xét đủ lâu dài. Nhưng bên Từ Tôn Chủ sẽ đồng ý sao? Khương Thịnh Hải hỏi. Ba, yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Khương Chính Thiên đảm bảo. Anh cả, Vân Hy thì phải làm sao? Con bé không đồng ý hôn sự với thiếu chủ Điện Long Vương, không lẽ sẽ đồng ý hôn sự với con trai Từ Tôn Chủ? Khương Chính Y lo lắng. Chúng ta có thể để Từ Công Tử và Vân Hy tiếp xúc trước, anh tin với cách ăn nói và tướng mạo của Từ Công Tử, tuyệt đối có thể bắt được trái tim Vân Hy. Khương Chính Thiên tự tin nói. Vậy cứ làm như vậy đi. Khương Thịnh Hải gật đầu. Trong chớp mắt, màn đêm buông xuống. Trong một nhà hàng, Diệp Phàm và Tư Thiên Thiên đang ngồi ở đây. Nhóc con, tại sao cô lại nghĩ đến việc mời tôi đi ăn cơm? Diệp Phàm vừa ăn vừa nói. Anh Diệp, anh là ân nhân của nhà em mời anh ăn cơm cũng là chuyện bình thường, coi như báo đáp. Tư Thiên Thiên cười ngọt ngào. Nhóm người đó không đến quấy rối nhà cô đấy chứ? Ngay sau đó, Diệp Phàm hỏi. Không có. Nếu bọn họ dám tới, em sẽ đánh đuổi tất cả bọn họ. Tư Thiên Thiên kiêu ngạo nói. Đối với việc này, Diệp Phàm không tỏ ý kiến. Tư Thiên Thiên này tuy rằng trông rất nhỏ nhắn, nhưng thực lực của cô cũng không tệ,
12 tuổi trở thành võ giả nhân cảnh, hiện tại thực lực đã đạt đến huyền cảnh cấp 7, cô tuyệt đối là thiên tài võ đạo. Hơn nữa, đối phương lại lớn lên trong một gia tộc như nhà họ Tư. Nếu là thuộc về một gia tộc võ đạo hoặc tông môn võ đạo nào đó, với tài năng này thì bước vào địa cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn cũng không phải là không thể. Nếu gửi cho mấy vị sư phụ dạy dỗ cho thật tốt, thì có lẽ lại sẽ sinh ra một thiên tài khác. Diệp Phàm nhìn Tư Thiên Thiên, trong lòng thầm nghĩ. Anh Diệp, anh nhìn em làm gì vậy? Tư Thiên Thiên tò mò nhìn Diệp Phàm. Cô có tư chất không tệ, có từng nghĩ tới việc bái sư không? Diệp Phàm nói. Bái sư. Anh Diệp, anh bằng lòng nhận em làm đệ tử sao? Tư Thiên Thiên lập tức kích động nhìn Diệp Phàm. Không phải tôi không nhận đệ tử. Diệp Phàm lắc đầu. Hắn không muốn giống như mấy vị sư phụ, mỗi ngày chỉ có thể ở trên núi để dạy dỗ đệ tử. Ồ, vậy thì không có hứng thú. Tư Thiên Thiên lập tức ỉu xìu. Sau khi bọn họ ăn xong, Diệp Phàm đang định quay về. Nhưng Tư Thiên Thiên lại trực tiếp kéo hắn lại. Anh Diệp, anh đi chỗ này với em đi. Đi đâu? Diệp Phàm tò mò hỏi. Anh Diệp, anh đến đó sẽ biết. Tư Thiên Thiên trực tiếp kéo Diệp Phàm tới một quán bar. Đây là nơi cô tới nói đó sao? Diệp Phàm bĩu môi. Em chưa từng đến quán bar đâu, trước đó em nghe người ta nói quán bar rất thú vị, luôn muốn thử một lần, nhưng lại không dám đến một mình, lần này có anh Diệp ở đây, em có thể trải nghiệm thử. Tư Thiên Thiên mỉm cười nói.